còn nói chuyện gì được nữa, đem chuyện trái lòng cậu làm mấy năm qua kể cho cô ấy, cậu đi không lâu thì nhận được điện thoại của chị Vãn Tình, ngày mai chị ấy cũng sẽ đi đón chị Đồng về Hải Châu học, còn tưởng cậu ở đây. Hứa Tư nói nhỏ, Tạ Vãn Tình gọi điện cho y không được, gọi tới chỗ Hứa Tư hỏi thăm là hết sức bình thường, chỉ có điều hôm nay Trương Khắc có hơi mẫn cảm, nghe thấy Hứa Tư nói tới Tạ Vãn Tình tim vọt lên tận cổ họng, ghé sát vào tai Hứa Tư hỏi nhỏ. Chị có kể cho Tiểu Thanh chuyện chị Vãn Tình không? Tôi dám à? Hứa Tư ai oán nói. Nhìn chuyện cậu làm đi, còn khiến người khác thấp thỏm lo cho cậu. Trước đó kế hoạch tới Bắc Kinh gồm thảo luận tình thế kinh tế châu Á trong tương lai với Diệp Chân Dân, Tôn Thượng Nghĩa không đi được, Trương Khác đã thông báo cho Diệp Kiến Bân, Địch Đan Thanh, còn cả nhóm Trần Tín Sinh tới Bắc Kinh thảo luận ra tay với Cát Gia. Tạ Vãn Tình gọi điện tới, hiển nhiên là muốn gặp mặt mình, thế là hay rồi, Tiểu Tình Tình không thể ở lại Bắc Kinh lâu, mình lại khó có thể bỏ thời gian ra bồi tiếp cô. Nhìn bộ dạng nhăn nhó khó xử của Trương Khác, Hứa Tư khẽ nhéo y một cái. Tự gây nhiệt, không ai thương cậu đâu. Chỉ cần chị không hận em là được. Trương Khắc cười hăng hắc, muốn ôm Hứa Tư vào lòng. Hứa Tư chống tay lên ngực Trương Khắc, không cho y đắc ý. Hai người đang ôm ôm đẩy đẩy thì Đường Thanh ngáp một cái, làm giật mình. Đường Thanh mơ màng mở mắt ra, thấy Trương Khắc, trong lúc buồn ngủ không nghĩ nhiều, hỏi. Trong mơ đã thấy bạn về rồi, muốn tỉnh lại vậy mà vật lộn trong mơ mãi mới tỉnh lại được, bạn về bao giờ thế? Mới được mấy phút, thấy bạn ngủ say như vậy nên không đánh thức. Trương Khắc nhìn thấy Đường Thanh cứ như bị lây cơn buồn ngủ, vừa ngáp vừa nói, đi chuyến bay buổi sáng không có thời gian ngủ nhiều, nhưng không ngủ, ban ngày sẽ uể oải. Trong lòng y có mộng tưởng ba người ngủ chung, do dự một lúc cảm thấy lúc này mà nói ra, cà chua trứng thối sẽ ném tới tấp vào mặt, cuối cùng không giữ được một ai. Y cũng rất muốn hùng hổ hỏi hai cô gái, đêm nay ai ngủ cùng mình. Nhưng hỏi như thế cũng chỉ chuốc khổ vào thân. Đành cầm lấy một cái gối ôm vào lòng, đóng giả đáng thương nói. Trước khi lên máy bay mình phải tranh thủ ngủ một giấc, nếu nói chuyện với bộ trưởng Dịch mà ngáp ngắn ngáp dài thì mất hết thể diện. Vậy cậu ngủ ở ghế sofa đi. Hứa Tư hết sức vô tình nói, rồi bảo Đường Thanh. Cô ngủ ở phòng tôi đi, tôi sang phòng Tiểu Duy. Ủ rũ nhìn hai cô gái ai vào phòng người người nấy. Trương Khắc đành đổ mình xuống ghế sofa ngủ. 7 giờ đúng vất vả đấu tranh tỉnh lại, vẫn chưa ngủ đủ, mồm ngáp, mắt không mở ra được, lần mò đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, không may va đầu gối vào cạnh bàn, đau tới tỉnh cả ngủ, Hứa Tư nghe thấy tiếng động đi ra, thấy Trương Khắc đang xoa đầu gối, nói một câu, đáng đời, rồi đi làm việc khác. Trương Khắc rửa mặt xong vào phòng ngủ của Hứa Tư, Đường Thanh vẫn ôm chăn ngủ say tít, cánh tay trắng nõn nà ôm ngang tấm chăn màu lam. Trương Khắc đi tới khẽ vỗ vô má cô nàng đánh thức dậy. Mình phải đi đây, bạn ngủ tiếp đi nhé. Đêm qua đã đành đi, tâm tình mọi người đều đang kích động, giờ ngủ một giấc lắng dịu lại rồi, nghĩ Trương Khắc đi, còn một mình đối diện với Hứa Tư, Đường Thanh hơi mất tự tin, thấy Hứa Tư đứng dựa ở cửa, nhàn nhã tĩnh lặng, có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, nghĩ tới thân thế gập ghềnh của cô, nhủ, mình thấy còn thương, huống gì tên đầu heo. Đường Thanh nghĩ nếu vội vàng đi lúc này, Hứa Tư sẽ nghĩ mình không tha thứ, vướng mắc giữa hai người mãi mãi còn đó, lần sau liệu có dũng khí giáp mặt nữa không, lại chẳng thể lờ đi như trước kia, nên không đề xuất cùng đi với Trương Khắc, kéo gối ôm vào lòng che đi nửa khuôn mặt, nũng nịu nói. Cái đầu đầu heo, đừng đánh thức giấc ngủ của người ta chứ, hôm qua chẳng ngủ được mấy. Nghe Đường Thanh nói thế, Trương Khắc hoàn toàn yên tâm rồi, thông báo cho Phó Tuấn tới đón mình. Trương Khắc lên máy bay là ngủ luôn một lèo tới lúc hạ cạnh. Tinh lực khôi phục phần nào. Trần Tín Sinh, Diệp Kiến Bân, Hứa Hồng Bá, Địch Đan Thanh đáp máy bay từ Kiến Nghiệp, tới sớm hơn Trương Khắc, còn đợi họ một tiếng ở sân bay, Chu Nhất Bình, Diêu Kiên cũng lái xe đến đón. Trương Khắc trước khi lên máy bay gọi cho Tạ Vãn Tình, trợ lý Trương Đình nhận máy, Tạ Vãn Tình không có mặt, lên máy bay bị cấm dùng di động phải tắt máy, trước mặt bao người Trương Khắc chột dạ không dám gọi điện cho Tạ Vãn Tình, tính thời gian lúc này Tạ Vãn Tình cũng lên máy bay rồi. Hôm nay vừa vặn là Tết Nguyên Tiêu, còn nhớ lần đầu tiên với Tạ Vãn Tình cũng là vào ngày này, lòng tự nhiên nhớ ra giết. Bắc Kinh nhiệt độ hạ xuống, 5 độ C, trong phòng có điều hòa, nhưng nhìn cảnh bên ngoài hoàn toàn không cảm giác được không khí đầu xuân. Địch Đan Thanh cầm chiếc áo khoác màu hạt rẻ trong tay, mặc chiếc áo vét nữ màu xám, áo sơ mi hồng nhạt ren hoa, eo bó gọn, nổi bật vóc dáng nóng bỏng gợi tình, dung nhan diễm lệ, phong tư dạng người,
cô đứng đó chẳng biết khiến bao nhiêu du khách lạc lối, nhìn thấy Trương Khác, cô ung dung đi tới, cầm lấy cặp sách tay của y hết sức tự nhiên. Dùng Địch Đan Thanh làm trợ lý, Trương Khác chịu áp lực tâm lý tương đối lớn, ngay cả mẹ y cũng không muốn Địch Đan Thanh quá gần gũi với y, người bên cạnh càng dễ sinh suy tưởng. Trần Tín Sinh, Hứa Hồng Bá không cảm thấy ngạc nhiên, bên cạnh Trương Khác đúng là cần một trợ lý năng lực xuất chúng, giao tiếp khéo léo để giúp y xử lý sự vụ thường nhật, nếu không mỗi ngày Trương Khác riêng thời gian đọc bưu kiện đã đủ mệt rồi, trừ Địch Đan Thanh ra thực sự không nghĩ ra ai thích hợp hơn. Trương Khác vừa mới xuống máy bay, Hứa Hồng Bá đã ném cho y một tin tức xấu. Công ty lâm nghiệp vừa mới nhận được trả lời của chính phủ tỉnh Giang Nam, kế hoạch trồng rừng của Tân Quang không phù hợp với quy hoạch tương quan của họ, cùng với vấn đề lâm quyền phức tạp, nên không hỗ trợ chính sách Tân Quang trồng rừng. Tân Quang nếu muốn tiếp tục kế hoạch, phải đàm phán với từng huyện thị liên quan. Trương Khác vỗ đầu đúng là một tin tức xấu đây. Vì sao chính phủ tỉnh Giang Nam lại từ chối? Diệp Kiến Bân vọt miệng hỏi, nói ra miệng mới thấy thừa, trong lòng một số kẻ không hề có cái gọi là đại cục, kẻ làm trái với lợi ích của bọn chúng đều là kẻ địch. Mặc dù công hàm chỉ nói, không hỗ trợ chính sách, nhưng đó là thái độ không hoan nghênh rõ ràng, huyện thị phía dưới chẳng dám làm trái ý cấp trên. Chương 787, nhân tuyển bộ trưởng. Trương Khác kể lại chuyện gặp hai tên họ Mã họ Điền ở Tokyo cho bọn họ nghe, đắc tội với đám tiểu nhân nắm thực quyền đúng là có chút phiền phức. Hứa Hồng Bá khẽ thở dài. Cho dù tên hề như Điền Kiện đứng ra dở trò cũng gây cho công tác của Cẩm Hồ ở tỉnh Giang Nam không ít khó khăn, hắn còn khả năng được tiến cử làm phó sở trưởng. Loại quan viên như thế mà quan lộ lại luôn bằng phẳng. Trần Tín Sinh cảm khái. Trương Khác kiên quyết nói. Tỉnh Giang Nam thế nào cũng có quan viên đáng tín nhiệm, không thể vì chút lực cản mà làm công việc đình trệ được. Quốc gia từ thập niên 80 tới nay đã cổ vũ trồng rừng nguyên liệu, nhưng công tác không có tiến triển, do sự quan tâm bảo vệ rừng thiên nhiên chưa đủ, đầu tư trồng rừng không đem lại lợi ích bằng chặt phá rừng tự nhiên. Dưới bối cảnh như thế, Tân Quang lấy khoản đầu tư lớn ra trồng rừng nguyên liệu, khả năng gặp phải chướng ngại ở một số nơi, nhưng cũng được thêm nhiều tỉnh thành quan tâm. Trừ tỉnh Giang Nam ra, công ty lâm nghiệp đã tiếp xúc với các tỉnh thành khác. Hứa Hồng Bá biết Trương Khác phải tính tới sự vận hành thống nhất của cả hệ thống Cẩm Hồ, những đối thủ cạnh tranh còn tồn tại trong nước của Cẩm Hồ đang có xu thế tập trung ở Giang Nam để phản kháng, tỉnh Giang Nam thủ chung là chướng ngại Cẩm Hồ, không thể để vì chướng ngại mà bỏ qua được. Nghe nói ở Hong Kong cậu gặp vài việc hả? Diệp Kiến Bân hỏi. Tất nhiên là hắn biết chuyện từ chỗ Tôn Tĩnh Mông, thấy hắn nháy mắt đều giả. Trương Khác biết hắn chỉ muốn hỏi tình hình Hứa Tư và Đường Thanh. Mời mọi người tới đây chính là muốn thảo luận chuyện này. Trương Khác tất nhiên không thỏa mãn tâm nguyện của Diệp Kiến Bân. Chúng ta lên xe rồi hắn nói, không đứng đây gây cản trở giao thông nữa. Mọi người đi ra ngoài, Trương Khác cuối cùng không nhịn được gọi điện cho Tạ Vãn Tình. Chị Vãn Tình, chị tới Bắc Kinh chưa? Ồ, chị đang ở sân bay à? Vậy đợi tới Bắc Kinh nói chuyện nhé. Đám Trần Tín Sinh không biết Tạ Vãn Tình sẽ tới Bắc Kinh, thời gian qua Tạ Vãn Tình một lòng tập trung vào trường quốc tế Hải Dụ, chỉ nghe báo cáo, ít khi hỏi tới chuyện cụ thể của công ty, nhưng có kế hoạch lớn, mời cô tham gia thương lượng cũng không có gì lạ. Chỉ có Địch Đan Thanh hồ nghi nhìn theo bóng lưng Trương Khác, cô chỉ gặp Tạ Vãn Tình vài lần nhưng mẫn cảm phát giác quan hệ giữa hai người này không rõ ràng. Vào trong xe, Trương Khác mới đem chuyện tai nạn xe hôm qua kể ra. Tin tức liên quan tới vụ tai nạn chiều ngày hôm nay báo chí Hong Kong sẽ đưa tin, đương nhiên chúng ta làm thế chỉ để gây áp lực với cha con chúng thôi. Dừng lại một chút gằn giọng nói. Chúng ta còn muốn nhiều hơn. Mọi người đi tới chỗ ở của Diệp Chăn Dân trước, lần này Trương Khác gặp ông không phải chỉ giao lưu cái nhìn kinh tế vĩ mô, chủ yếu là làm sao mượn thế đoạt được tiếng nói trong tập đoàn Gia Tín, thậm chí là quyền khống chế Gia Tín. Đây là kế hoạch lớn liên quan cả phương diện chính quyền nên mới cần cả Hứa Hồng Bá tham gia. Tòa nhà Gia Tín 36 tầng đứng sừng sững ở trung tâm Trung Hoàn, Hong Kong, đây là kiến trúc tiêu chí của tập đoàn Gia Tín, hai công ty quan trọng nhất của tập đoàn Gia Tín cũng đặt ở đây. Thân là chủ tịch tập đoàn, Cát Minh Tín làm việc ở tầng 36, có phòng khách, phòng gôn trong nhà, phòng họp, phòng nghỉ, toàn bộ tầng 36 là dùng riêng cho ông ta. Trên chiếc bàn gỗ lim đỏ, đặt tờ Tuần San Hong Kong số mới nhất, trang nhất không ngờ cho đăng hiện trường vụ tai nạn đường Vĩnh Nước Nông, tiêu đề màu đỏ, như khóc than cho thảm kịch đẫm máu, con trai phú hào họ Cát lái xe nguy hiểm gây chết người, ngầm tiếp xúc người nhà nạn nhân lấy tiền thoát tội, một tiêu đề hết sức nhức mắt.
Cát Minh Tín thấy máu trong ngực nhộn nhạo, bấm chuông bảo thư ký thông báo cho cố vấn cao cấp Triệu Tử Cường của phòng pháp luật tới phòng ông ta. Triệu Tử Cường là tên luật sư hôm qua, vừa tới nơi, Cát Minh Tín ném tờ tạp chí vào tay ông ta, mặt tối sầm, lồng lộn rít lên. Nhất định phải cho nó đóng cửa phá sản. Triệu Tử Cường bình tĩnh đọc báo, tuy trong bài báo chỉ đích danh Cát Ấm Quân, bắt tòa báo phải đưa tin đính chính, công khai xin lỗi rất dễ dàng, nhưng muốn nói phá sản đóng cửa thì không có khả năng, nhưng ông ta không cản, cứ kiện trước đã, có thành công không lại là chuyện khác. Nói lửa giận của Cát Minh Tín bị tờ báo khơi lên, chẳng bằng nói những lời của Trương Khắc hôm qua ở bệnh viện làm ông ta lo sợ, bài báo này chẳng phải đại biểu cho y không định buông tay sao. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm cái gì, bài báo thế này mặc dù làm tập đoàn Gia Tín bị chút áp lực dư luận, nhưng không ảnh hưởng mấy tới vụ điều tra tai nạn. Cát Minh Tín nghĩ, rốt cuộc bọn chúng muốn gì? Rất nhanh, Cát Minh Tín đoán ra ý đồ của Trương Khắc. Việt Tú vào 4 giờ chiều cùng ngày mở cuộc họp báo công bố sẽ mua lại cổ phiếu tập đoàn Gia Tín của Chủ tịch Tôn Thượng Nghĩa, thành viên BQT Cát Minh Đức. Đồng thời tuyên bố tiếp tục mua cổ phiếu địa ốc Gia Tín và điện tử Gia Tín ở thị trường công khai và cá nhân, không hề che giấu dã tâm với điện tử Gia Tín và địa ốc Gia Tín. Mục đích của bọn chúng là toàn bộ tập đoàn Gia Tín. Cát Ấm Quân đọc được tin vụ tai nạn chẳng hề có chút hoảng sợ nào, mắt hắn có thêm một chiếc kính râm. Vì ảnh hẳn được cho đăng cỡ lớn trong bài báo, thế nhưng nghe tuyên bố công khai của Việt Tú thì đùng đùng nổi giận xông lên tới tầng 36. Bọn chúng đúng là không biết sống chết, dám nảy lòng tham với tập đoàn Gia Tín, bọn chúng không sợ vỡ bụng chết sao? Cát Minh Tín ve cằm, vào thời đỉnh thịnh điện tử Gia Tín, địa ốc Gia Tín tổng giá trị lên tới 40 tỷ, mặc dù Hong Kong đã có biện pháp ứng phó thỏa đáng với cơn bão tài chính, nhưng thị trường tài chính cũng bị sụt giảm. Thêm vào thị trường tòa nhà văn phòng Hong Kong từ cuối mùa thu năm ngoái có dấu hiệu đóng băng, khiến chỉnh thể thị trường địa ốc đi xuống, giá trị địa ốc Gia Tín thậm chí không bằng 1/3 thời kỳ đỉnh thịnh, điện tử Gia Tín cũng mất nửa giá trị. Vì giải quyết nghiệp vụ kinh doanh khác bị cơn bão tài chính ảnh hưởng, Cát Minh Tín do dự mãi, cuối cùng giảm cổ phần ở cả hai công ty, lúc này giá trị cổ phiếu của ông ta ở hai công ty còn 4 tỷ, chiếm chừng 22%. Nói cách khác, nếu thị trường chứng khoán không dao động, Việt Tú chỉ cần bỏ ra trên 4 tỷ là có thể nắm quyền kiểm soát hai công ty này. Tập đoàn Gia Tín gốc rễ là ở hai công ty này, một khi bị mất quyền khống chế ở đó, thì nó chỉ là tập đoàn rỗng ruột mà thôi. Bị ảnh hưởng của tuần san Hong Kong, giá cổ phiếu của hai công ty đó giảm mạnh. Bọn chúng liệu có phải chỉ nổ súng hù dọa thôi không? Có lẽ bọn chúng không hề có ý định ra tay, hơn nữa cho dù Việt Tú muốn đạt được mục đích cũng phải bỏ ra khoản tiền cực lớn. Con thấy bọn chúng chưa chắc có quyết tâm cùng sự kiên nhẫn này. Cát Ấm Quân cố mạnh miệng. Lo lắng nhiều cũng vô ích, hiện giờ chỉ có thể đợi xem Việt Tú làm gì rồi mới phản kích, không thể để bọn chúng vừa ra tuyên bố đã loạn thế trận rồi. Từ nhà Diệp Chăn Dân ra, Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh tới nhà Dịch Vân Phi, những người khác ở lại nhà Diệp Chăn Dân ăn cơm. Dịch Vân Phi còn đặc biệt mời Vương Húc Sâm tới nhà, vì Vương Thái Linh và Lương Văn Giang đã xác định quan hệ yêu đương. Gia trưởng trong nhà năm ngoái đã tới Hải Châu gặp mặt. Trên đường đi, Trương Khắc gọi điện cho Tạ Vãn Tình, cô và trợ lý đã tới nhà từ Học Bình, sẽ ở lại Bắc Kinh một đêm. Tới nhà Dịch Vân Phi còn chưa tới giờ cơm, Dịch Vân Phi mời mọi người vào thư phòng nói chuyện. Hai đại hội nửa tháng nữa mới diễn ra, có điều kết quả mọi người đều đã nhìn thấy rồi, Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông sau khi lên chấp chính chuyển cải cách quốc vụ viện sẽ mau chóng được bắt đầu. Hiện giờ trong bộ đang bàn toán xôn xao. Sau khi vào thư phòng, Dịch Vân Phi đi thẳng vào vấn đề. Chuyện nghiệp vụ điện tín của Bộ Bưu điện tách ra sát nhập Bộ Công nghiệp điện tử, thành Bộ Thông tin gần như đã thành sự thực không thể nghịch chuyển, hiện mọi người suy đoán chỉ có một, ai sẽ làm trưởng môn nhân của bộ mới này. Bộ trưởng Bộ Bưu điện Cảnh Trọng Dương mặc dù có rất nhiều khiếm khuyết, cố chấp cứng đầu, tư tưởng bảo thủ, tính khí nóng nảy, lại không hòa hợp với Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông. Nhưng đem so với Cát Kiến Đức thì Trương Khắc thà chọn Cảnh Trọng Dương. Vì ông ta còn có nguyên tắc, còn có tính đảng. Các nhân tuyển khác hoặc sắp đến tuổi lui về tuyến 2 như Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, hoặc tư lịch chưa đủ như Dịch Vân Phi, cũng có thể ở chỗ khác nhảy vào, song với tình hình hai bộ sát nhập phức tạp như thế, khả năng có người khác chen vào là không cao. Dịch Vân Phi vừa quan sát phản ứng của Trương Khắc vừa nói. Bộ trưởng Cảnh quyết đoạt được vị trí bộ trưởng mới này, ông ta thậm chí còn bắt đầu suy tính xem ai đảm nhận chức vụ gì. Trong đó có một hạng mục quan trọng là thành lập công ty tập đoàn sản nghiệp tin tức điện tử Hoa Hạ, sát nhập cả Liên Tín, Đông Hưng,
Liên Tấn dưới cờ của Hoa Hạ. Nghe tới đây Trương Khắc hít một hơi khí lạnh, tập đoàn Hoa Hạ khổng lồ này không hề có trong lịch sử từng có kia, đại khái sự tồn tại của Cẩm Hồ thúc đẩy Cảnh Trọng Dương thành lập cái hàng không mẫu hạm này. Chương 788, yêu đương vụng trộm. Sau khi đến Bắc Kinh, Trương Khắc bảo Phó Tuấn trực tiếp ngồi máy bay từ Bắc Kinh về Hải Châu, cả Tết âm lịch đều bảo Phó Tuấn đi theo mình lang thang ở Nhật Bản, Lý Minh Du cùng hai tiểu nha đầu Tích Dung, Tích Vũ khẳng định là đầy bụng ý kiến, ngày hôm nay lại là ngày hội nguyên tiêu, không quản nói như thế nào cũng phải cho Phó Tuấn chạy về Hải Châu cùng người nhà đoàn tụ. Trương Khắc xuất hành tại Bắc Kinh, tự có nhân viên tại công ty chi nhánh ở Bắc Kinh an bài. Tầng mây màu tím nhạt bao trùm bầu trời đêm Bắc Kinh, che lấp đi trăng sao, bầu trời đêm lại không quá tối tăm, chắc có lẽ là vì mây rất mỏng. Từ trong nhà Dịch Vân Phi đi ra, Trương Khắc bảo tài xế đưa y cùng Địch Đan Thanh đến khách sạn. Địch Đan Thanh nghiêng đầu nhìn Trương Khắc, nhắc nhở y. Không cần đi gặp giám đốc Tạ Hà. Cô giơ tay nhìn chiếc đồng hồ nữ tinh xảo. Thời gian còn rất sớm. À, thiếu chút nữa quên mất việc này rồi. Trương Khắc như không có chuyện gì lấy điện thoại gọi cho Vãn Tình. Chị cũng ở khách sạn Oang Phu Dinh hả? Vậy vừa lúc, chúng ta lập tức trở về đi, chị chờ tụi em ở quán cà phê ở đại sảnh. Lúc này Trương Khắc lo lắng Địch Đan Thanh sẽ quá thông minh, y bỏ điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn ngoài của sổ xe, từ trong ảnh ngược của cửa sổ xe thấy trên mặt Địch Đan Thanh có vài phần hồ nghi, ai, thực sự là đau đầu. Trương Khắc phân phó tài xế đưa y cùng với Địch Đan Thanh về khách sạn. Vãn Tình đang ở tiệm cà phê ở đại sảnh khách sạn chờ họ. Đầu mùa xuân ở Bắc Kinh, tiết xuân bên ngoài xe sắt, bên trong phòng có cung ứng hệ thống sưởi hơi, nhiệt độ thường đều duy trì ngoài 20 độ. Vãn Tình cũng không tính ra ngoài, ngồi ở trong quán cà phê ở đại sảnh đợi Trương Khắc. Trương Đình, trợ lý của Vãn Tình cũng có mặt ở đó. Xin chào giám đốc Tạ. Địch Đan Thanh nhìn bộ trang phục trên người Vãn Tình, đoan trang hơn trước, lại nhiều hơn vài phần gợi cảm. Có lẽ sẽ trêu chọc đám đàn ông ở quán cà phê miên man bất định rồi. Cô đặt hai tay trước bụng, hạ thấp người chào. Sau đó xin giám đốc Tạ chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo chưa nói tới, cô cứ gọi tôi chị Tạ được rồi. Vãn Tình mỉm cười. Sau này Trương Khắc còn phải nhờ cô chiếu cố nhiều hơn nữa. Rồi chị tránh người ra, mời Địch Đan Thanh cùng Trương Khắc ngồi xuống. Ngồi cùng một chỗ với hai mỹ nữ, tự nhiên phải tiếp nhận ánh mắt đố kỵ cùng oán hận từ xung quanh. Nhưng Trương Khắc nghĩ thế nào mới có thể đuổi đi Địch Đan Thanh, đây có lẽ chính là cái gọi là, ba hòa thượng không có nước uống, ý nói nhiều người thì hỏng việc. Ngồi trong quán cà phê nói chuyện một lúc, lại gặp gỡ nhóm Chu Nhất Bình, Diêu Kiên đưa Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Hứa Hồng Bá về khách sạn. Mọi người lại phải ngồi trong quán cà phê nói chuyện tào lao. Trương Khắc cũng căn bản không có tâm tư nói chuyện chính sự gì, y thường ngày tinh lực dồi dào nhất lại mở miệng ngáp một cái. Trương Khắc liền không khách khí đứng lên chụp khách. Đêm qua ngủ không ngon, có chuyện gì có cần ngày mai mới nói không? Lúc này Trương Khắc quả thật cảm thấy rất uể oải, mí mắt cứ níu lại, tay che miệng ngáp cầm lấy thẻ phòng mà Diêu Kiên chuẩn bị giúp y, hành lý đã sớm được nhân viên đưa vào phòng khách sạn. Trương Khắc đi về hướng thang máy, Diệp Kiến Bân ở Bắc Kinh ở chỗ khác. Mọi người cũng giải tán. Nói đến kỳ quái, mới vừa vào phòng thì rất nhanh lại có tinh thần. Trương Khắc lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Vãn Tình, gọi chị qua. Em đúng là quỷ, thấy bộ dạng của em nghĩ tưởng em thấy giường là ngủ ngay chứ. Vãn Tình ở trong điện thoại cười nói. Chị qua ngay. Trương Khắc để cửa phòng khép hờ. Khi cửa đẩy ra, nghe thấy Vãn Tình tại cửa khẽ hét lên một tiếng. Trương Khắc thò đầu qua nhìn, Vãn Tình đỏ mặt đi vào. Đóng cửa phòng lại, chị dán lưng vào cửa phòng ôm ngực, trong bộ dạng đã bị sợ hãi. Sao thế, gặp quỷ hả? Trương Khắc kỳ quái hỏi. Sao lại an bài phòng của Địch Đan Thanh và phòng của em cùng một tầng? Vãn Tình hoảng hốt bưng ngực. Cô ấy thấy chị đi vào. Phòng ở khách sạn đều là nhân viên ở công ty chi nhánh Bắc Kinh an bài, khi lên lầu còn ý đặc biệt chú ý qua phòng của Trần Tín Sinh, Hứa Hồng Bá đều ở tầng khác, không nghĩ đến nhân viên bên này lại an bài phòng của Địch Đan Thanh và Trương Khắc cùng một tầng. Trương Khắc sờ sờ đầu, bất đắc dĩ nói. Có thể là nhân viên an bài phòng suy nghĩ nhiều quá, em nhìn qua giống như người thích làm loạn với nhân viên bên mình vậy ấy. Sao không giống, cô nàng đó chọc mắt người như thế, chị cũng hoài nghi giáp tâm của em có tâm tư trộm tinh hay không đấy? Vãn Tình lườm Trương Khắc. Sao em có lá gan này? Trương Khắc bất đắc dĩ nói. Không chỉ nói người khác không tin,
ngay cả bản thân y đều rất do dự đối với chuyện giữ Địch Đan Thanh ở bên cạnh mình. Vãn Tình lại chột dạ hỏi. Bị cô ấy thấy được thì làm thế nào? Còn có thể làm sao bây giờ, lẽ nào giết chị ấy diệt khẩu? Trương Khác vừa mới cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi. Y đi qua kề sát cơ thể đẫy đà của Vãn Tình lên cửa phòng, nhìn ánh mắt hoảng loạn của chị, trông như một con mèo nhỏ vừa mới ăn vụng cá, xoa nắn cặp mông đầy đặn của chị, nhẹ giọng nói bên tai chị. Nếu như chị ấy hỏi, chị cứ nói là đến phòng em nói chuyện công việc, chị ấy có tin hay không? Trương Khác đè đầu Vãn Tình lên cửa phòng, hôn lên đôi môi mềm mại của chị, mút vào đầu lưỡi trơn mềm. Dưới sự vuốt ve cùng hôn môi đầy kinh nghiệm của Trương Khác, người Vãn Tình nóng rực lên, cũng không sợ Gian Tình có thể bị người ta phát hiện hay không. Chị ôm lấy Trương Khác, mềm mại hôn trả, bộ ngực này nở dán sát lên người Trương Khác, cảm giác giữa hai chân đã rất ẩm ướt, lại bị Trương Khác lột trần như nhộng rồi đẩy ngã lên giường. Vãn Tình cũng chịu không nổi lửa tình cuồn cuộn, chị buông ra thận trọng, chủ động giúp Trương Khác cởi quần áo, tháo đai lưng, nắm cái ấy cứng rắn dẫn vào địa phương ẩm ướt giữa hai chân mình, còn thiếu một chút mới đi vào, hạ thân kích thích làm phải ưỡn người tới nghênh tiếp, làm cho hai người dính chặt lại với nhau. Mặc dù biết cửa phòng cách âm rất tốt, hơn nữa sát vách chắc là phòng khách, nhưng nghĩ đến Địch Đan Thanh cũng có khả năng đang ở trong phòng khách, Vãn Tình vẫn che miệng không cho tiếng rên phát ra. Chắc có lẽ do Gian Tình bị phát hiện, hưởng thụ lên thỏa thích không có nửa điểm cản trở, đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng không nổi, phải kêu to lên. Sau khi thỏa thích hưởng thụ qua, Vãn Tình mới nằm ở trên ngực Trương Khác hỏi. Hứa Tư cùng Đường Thanh gặp mặt rồi hả? Chị nhịn cho đến bây giờ mới hỏi sao? Trương Khác rụi tay lên mũi Vãn Tình, nhìn khuôn mặt đỏ ửng mà xinh đẹp của chị, cười nói. May mà không có nghiêm trọng đến mức cầm dao chém, em cũng sợ đến toát mồ hôi. Sáng sớm nay trước khi đi, Đường Thanh còn ngủ ở trong phòng của Hứa Tư. Hôm nay Hứa Duy, Giang Đại Nhi về Hong Kong, Đường Thanh gặp được họ, còn cùng đến nhà Tôn Tiên Sinh thăm Tôn Tĩnh Mông. Em về khách sạn trước, mới điện thoại cho Đường Thanh, trước hoàng hôn cô ấy mới về trường học. Giờ thì em đắc ý rồi chứ, không ngờ em còn đang cười đắc ý. Vãn Tình với tay qua làm bằng khóe miệng Trương Khác đang nhếch lên. Chương 789, không ngại chột dạ. Em đâu có đắc ý. Trương Khác ra chiều vô tội nói. Việc của tập đoàn Gia Tín em dự định xử lý như thế nào? Vãn Tình hỏi. Cũng nên nói một chút chính sự rồi. Trương Khác lặng lẽ cười, người hơi chìm xuống, ngón tay về đầu vú của Vãn Tình, vừa mới từng có cao trào, đầu vú vẫn còn đỏ tươi, y gập tay khẽ bắn hai cái, chỉ khi bị tay Vãn Tình ấn lại mới nói chính sự. Trước tiên không nói việc đối phó tập đoàn Gia Tín. Trương Khác liền nói cho Vãn Tình hay tin tức mới nhất nghe được ở trong nhà Dịch Vân Phi. Nếu là thành lập tập đoàn sản nghiệp điện tử thông tin, đối thủ cạnh tranh mà tương lai Cẩm Hồ phải đối mặt sẽ càng nhiều hơn, em muốn lợi dụng công ty chi nhánh ở hải ngoại tiến hành giao xoa chỉ cổ, đan sen nắm giữ cổ phần của nhau, đối với các xí nghiệp quốc nội, lợi dụng kế hoạch này hạ thấp cổ phần các xí nghiệp dưới cờ của Cẩm Hồ đến trình độ nhất định, như vậy nhìn qua mới sẽ không quá chói mắt. Vậy còn không phải là theo ý thích của em rồi. Vãn Tình dựa người vào lòng Trương Khác, lợi dụng các công ty đầu tư hải ngoại thực hiện kế hoạch giao xoa chỉ cổ, đơn giản là làm cho quan hệ cổ phần càng trở nên phức tạp, càng bí mật, còn có một chỗ tốt chính là khi thuế thu cùng hưởng thụ chính sách ưu đãi khác sẽ giành được địa vị ngang nhau với các công ty liên doanh khác. Cho dù đến 10 năm sau đó, địa vị của các xí nghiệp dân doanh tại quốc nội cùng các chính sách hưởng thụ được lạc hậu hơn nhiều so với các công ty liên doanh và đầu tư bên ngoài. Rất nhiều xí nghiệp dân doanh bất đắc dĩ mặc vào cái vỏ công ty liên doanh. Về phần làm sao đi đối phó tập đoàn Gia Tín, em suy nghĩ vận dụng tài chính trong tài khoản hải ngoại, then chốt vẫn là phải dựa thế mà làm, giành được địa ốc Gia Tín, quyền tiếng nói của điện tử Gia Tín. Nghe xong chỉ chốc lát, Vãn Tình lại bắt đầu ngáp rồi, chị nằm lên ngực Trương Khác, nhẹ giọng nói. Muốn ở bên cạnh em ngủ một giấc, việc ngày mai cứ để ngày mai nói đi. Buổi sáng nhà hàng cơm Tây dùng bữa sáng, Vãn Tình cùng Trương Khác còn cố ý dậy sớm, tách nhau ra mới vào. Chị Tạ, chào buổi sáng. Địch Đan Thanh đã ngồi trong đại sảnh dùng bữa sáng rồi. Tạ Vãn Tình cũng không phải là tiểu cô nương vừa mới học được làm chuyện xấu, cũng chỉ khi đêm hôm qua bị Địch Đan chạm phải mới có chút chột dạ, lúc này thấy được Địch Đan Thanh thảnh thơi chào hỏi với mình, chị cũng ngọt ngào cười đáp trả. Nói thật chứ, bất đồng với một số cô gái sợ sệt. Vãn Tình biết việc cùng Trương Khác sau khi bị Địch Đan Thanh biết thì không cần phải ngụy trang ở trước mặt Địch Đan Thanh nữa,
che giấu cái gì, trái lại đối với Địch Đan Thanh có một loại cảm giác rất thân thiết. Vãn Tình cầm lấy thực đơn chọn món ăn, rồi đi qua ngồi vào bên cạnh Địch Đan Thanh, hỏi. Hôm qua ngủ ngon chứ? Em ngủ ngon lắm, ngày hôm qua chị Tạ ngủ thế nào, em muốn trách khách sạn đây, sao giường lại để sát vào tường thế chứ? Địch Đan Thanh cười nói. À, Vãn Tình mặt đỏ lên, đêm hôm qua bắt đầu còn chú ý, sau đó thì thả cửa, cũng không chú ý tới đầu giường va chạm vào tường, thấy được Địch Đan Thanh hếch môi ra phía cửa, Vãn Tình quay đầu lại nhìn qua, Trương Khác đang ôm vẻ mặt vô tội đi vào. Mặt Vãn Tình lại càng đỏ hơn, ăn qua loa vài miếng cho xong bữa rồi gọi trợ lý Trương Đình, trực tiếp đi đón Chỉ Đồng ngồi máy bay về Hải Châu, cũng chưa nói một tiếng với Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Hứa Hồng Bá. Trước buổi trưa Vãn Tình đón Chỉ Đồng ngồi máy bay về Hải Châu, buổi trưa Trương Khác đến nhà Từ Học Bình ăn cơm, như vậy hai người đan xen nhau, không cần gặp mặt tại nhà Từ Học Bình. Trương Khác còn cố ý gọi cả Địch Đan Thanh, giới thiệu Địch Đan Thanh cho vợ chồng Từ Học Bình, Chu Thục Huệ làm quen. Vãn Tình vừa mới đưa Chỉ Đồng ngồi máy bay về Hải Châu rồi, lúc này còn chưa tới Hải Châu đâu, nếu như cháu qua đây sớm hơn là có thể gặp Chỉ Đồng rồi. Chỉ Đồng luôn oán giận nhiều ngày rồi chưa thấy cháu đấy. Chu Thục Huệ châm trà cho họ, rồi nói chuyện với Trương Khác. Gần đây cũng muốn bớt chút thời gian về Hải Châu một chuyến, đến lúc đó là có thể thấy được Chỉ Đồng rồi. Trương Khác nói, tiểu Địch này, cháu không biết được đâu, lúc trước may có tiểu Khác mới cướp lại được cái mạng nhỏ của Chỉ Đồng dưới bánh xe, ba nó thì không có vận tốt như vậy. Chu Thục Huệ cũng ngồi xuống, nâng chung trà lên nói chuyện với Địch Đan Thanh. Cũng thiệt thòi cho mẹ Chỉ Đồng, kiếm nhiều tiền làm gì, đi bước nữa cũng không dễ dàng rồi. Địch Đan Thanh mỉm cười nghe Chu Thục Huệ nói, trong lòng tính toán tài sản trên danh nghĩa cá nhân của Tạ Vãn Tình có thể nói là nữ nhân giàu có nhất Trung Quốc. Địa vị cùng tài sản hiện tại như của Tạ Vãn Tình, đi bước nữa quả thật không dễ dàng, căn bản không cần đi bước nữa, chính là không rõ lắm khi nào thì Trương Khác đã đắc thủ được một quả phụ xinh đẹp lại có phong tình như vậy. Địch Đan Thanh nghe Chu Thục Huệ nói đến chuyện cũ năm đó, nghĩ thầm nếu ai tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông đó nhìn thứ mình thương yêu nhất sắp bị hủy diệt đi lại được cứu thoát, trái tim cũng sẽ dễ dàng bị chiếm đóng thôi. Lại nghĩ tới nhà đầu ngốc Vệ Lan kia, không ngờ còn có tâm tư làm con thiêu thân. Sắp đến trưa rồi mà còn ở đây lải nhải, tiểu Khác cùng khách còn chờ ăn cơm chưa đấy? Từ Học Bình nói, tiểu Khác dẫn khách qua đây cũng không phải để nghe những lời này đâu. Được được được, tôi không làm lỡ chính sự của mọi người nữa. Chu Thục Huệ tay chống thắt lưng đứng lên đi vào phòng bếp cùng bảo mẫu chuẩn bị cơm trưa. Địch Đan Thanh nghe hai vợ chồng Từ Học Bình gọi Trương Khác bằng giọng điệu thân mật, nghĩ thầm họ cũng phải hòa hợp thành người một nhà rồi. Không biết vợ chồng Từ Học Bình biết tình yêu cấm kỵ giữa Tạ Vãn Tình cùng Trương Khác thì sẽ nói cái gì? Tiểu Khác bên người cần phải có một người cẩn thận tỉ mỉ, có năng lực chiếu cố. Từ Học Bình sớm biết sự tích của Địch Đan Thanh, có thể nói là quan trường dị dạng đã đề cao mị lực đặc biệt của Địch Đan Thanh, cũng không có thành kiến đối với cô. Ông mời cô cùng đến thư phòng ngồi. Các lĩnh vực liên quan của Cẩm Hồ có phần rộng khắp, muốn làm tốt công tác này, vẫn là có một số trắc trở. Hy vọng có thể thích ứng, không bị Khác thiếu gia sa thải mới tốt. Địch Đan Thanh cười nói, cô tràn ngập kính ý đối với Từ Học Bình, không chỉ sự quật khởi của Cẩm Hồ trên trình độ nhất định đã mượn danh vọng của Từ Học Bình, chủ yếu vẫn là trong lúc Từ Học Bình nhậm chức tại Đông Hải quả thật đã làm rất nhiều chuyện cho Đông Hải. Đối với rất nhiều người mà nói, 62,63 tuổi vẫn chưa phải là một cái tuổi già, Từ Học Bình cuối đời còn chịu tang con, tóc mai hoa râm. Thần sắc mệt mỏi, trông có vẻ đặc biệt là già nua. Chương 790, tới gặp Từ Học Bình. Ha ha, Từ Học Bình mỉm cười. Tiểu Khác vẫn rất có khả năng nhìn người, nghe nói cô muốn học bằng thạc sĩ quản lý công thương của Đại học Đông Hải, chắc hẳn đối với kinh tế cũng có cái nhìn của mình, đợi lát nữa còn phải nghe ý kiến của cô nhiều hơn. Thấy được bộ dáng già nua tiều tụy lại mệt mỏi của Từ Học Bình, Trương Khác nghĩ thầm có thể triệt để lui xuống là một lựa chọn rất tốt. Cuối mùa thu năm ngoái trên hội nghị Bắc Kinh, Từ Học Bình vẫn duy trì địa vị đảng nội tại ủy viên TW, mà không triệt để lui tuyến hai như một số người suy đoán. Thậm chí lấy thân phận phó tổ trưởng lãnh đạo tổ thanh tra kinh tế của Quốc vụ viện tiến hành thanh tra đối với xí nghiệp trung ương các tỉnh thị. Lần này Trương Khác tới gặp Từ Học Bình, chủ yếu là mỗi lần y qua Bắc Kinh đều phải tận khả năng bớt thời gian đến thăm vợ chồng Từ Học Bình. Mặt khác là muốn thảo luận cùng Từ Học Bình về tình hình kinh tế châu Á sẽ trong thời gian nửa năm thứ hai chuyển biến xấu. Không chỉ có phía Hong Kong, quốc nội còn phải vì thế làm chút chuẩn bị.
Các xí nghiệp trung ương ở tỉnh Quảng Đông trước mắt tra ra 22 tỷ nợ chết. Cái này chỉ là lập tức điều tra ra, khả năng mắc nợ cuối cùng khả năng vượt quá 30 tỷ. Từ Học Bình lấy ra từ trong giá sách mấy phần tư liệu đặt lên bàn học, giọng ông trầm thấp, đau lòng nói. Của tỉnh Giang Nam trước mắt điều tra ra là gần 10 tỷ, bằng tổng thu nhập tài chính trong 2 năm của Giang Nam. Chữ số cuối cùng khả năng càng kinh khủng hơn. Đây chỉ là một góc tảng băng lộ ra khỏi mặt nước, tảng băng dưới biển tới cùng khổng lồ thế nào, vẫn chưa biết được. 30 tỉnh tỉnh thị khu tự trị, toàn bộ mắc nợ lớn thế nào, 200 tỷ hay 400 tỷ hay lớn hơn nữa. Trước đó ai cũng không chú ý tới sẽ có khoản nợ như vậy. Then chốt là khoản nợ phải lấp vào thế nào. Đều muốn tài chính trung ương phụ vào, cũng rất khả năng kéo sụp đổ cả tài chính trung ương. Dự trữ ngoại hối có vẻ như rất nhiều, nhưng trung ương thật muốn lấp vào lỗ thủng này, thì phải tiêu hao số lượng lớn dự trữ ngoại hối. Mà chưa hẳn sẽ có hiệu quả. Tôi thấy trung ương nên hạ quyết tâm, để cho các tỉnh thị tự động giải quyết. Nếu vẫn không được, các xí nghiệp trung ương đều là dựa theo chế độ của công ty đương đại thành lập. Nếu còn không được, cứ dựa theo chế độ công ty đương đại thực thi phá sản, cục diện rối rắm không nên đều tập trung đến trung ương. Bài văn chương của Diệp Chăn Dân tôi đã xem qua, hiện tại hắn lực ảnh hưởng của hắn tại quốc nội lớn như vậy. Ý kiến của hắn rất được coi trọng, quốc phụ viện đã bắt đầu cảnh giác cơn khủng hoảng tài chính châu Á sẽ ngóc đầu trở lại. Mặt khác, Diệp Chăn Dân vẫn kiêm nhiệm chức phụ phó chủ nhiệm của văn phòng liên lạc của đặc khu hành chính Hong Kong. Điều này nói rõ TW vẫn luôn bảo trì cảnh giác đối với cơn khủng hoảng tài chính châu Á trở lại. Từ Học Bình nói, trung ương quả thật cũng muốn nắm chặt ngân quỹ. Mặt khác, nền kinh tế trước mắt đi xuống đã thành kết cục đã định. Nhưng phải bảo trì ổn định phát triển, thì yêu cầu TW đưa ra càng nhiều biện pháp càng có hiệu quả hơn nữa. Sau đó khủng hoảng tài chính châu Á, Triệu Tể Đông đề xuất rất nhiều phương án kích thích kinh tế. Trong đó một hạng mục chính là có thể đem ngành bất động sản trở thành sản nghiệp trụ cột để phát triển. Loại biện pháp này sau khi Triệu Tể Đông lên đài sẽ nhanh chóng phổ biến. Thời gian còn lại cũng sẽ không nhiều lắm. Việc này có lẽ cháu nghĩ cũng sẽ đau đầu chứ gì. Từ Học Bình cười nói. Trước tiên đặt đề tài này qua một bên đi, phát triển của Cẩm Hồ lúc này thế nào rồi? Tất cả còn như ý, nhưng cũng không phải đặc biệt như ý. Cháu tin tưởng không lâu sau khi thành lập Bộ Sản nghiệp Thông tin, nguyên nội háo của Bộ Bưu điện cùng Bộ Công nghiệp Điện tử sẽ biến mất, và trở thành bộ môn thực quyền mạnh mẽ. Các tập đoàn công ty sản nghiệp điện tử thông tin Hoa Hạ cũng sẽ vượt trội hơn các xí nghiệp điện tử khác tại quốc nội, Cẩm Hồ cũng phải phủ phục dưới gối của họ. Cháu cũng không phải người bi quan như thế. Từ Học Bình vừa cười vừa nói. Cháu là từ chỗ Dịch Vân Phi biết được tin tức sẽ thành lập tập đoàn sản nghiệp điện tử thông tin Hoa Hạ. Việc này đầu tiên phải Bộ Bưu điện cùng Bộ Công nghiệp Điện tử xác nhập mới có thể thực hiện được. Nhưng một khi xác nhập, quy mô mà Tập đoàn Sản nghiệp Điện tử Thông tin Hoa Hạ sở hữu sẽ tương đối kinh người, Cẩm Hồ có thể tại quốc nội cũng sẽ gặp phải chút cản trở. Dịch Vân Phi có một số việc không thể nói hết với cháu, để tôi nói cũng không sao. Khả năng rất lớn là Cảnh Trùng Dương chấp trưởng Bộ Sản nghiệp Thông tin, gần đây hắn cùng Cát Kiến Đức liên hệ hơi mật thiết. Nếu thật sự thành lập Tập đoàn Sản nghiệp Điện tử Thông tin Hoa Hạ, có thể sẽ đề cử dùng Cát Kiến Đức. Nếu như vậy, đó chính là tổ hợp bất lợi nhất đối với Cẩm Hồ rồi. Trương Khắc ngờ tới hơn phân nửa trong tương lai Cát Kiến Đức sẽ chiếm địa vị cao trong Bộ Sản nghiệp Thông tin, Cảnh Trùng Dương muốn như nguyện dĩ thường leo lên bảo tọa Bộ trưởng Bộ Sản nghiệp Thông tin, đích xác yêu cầu cùng một số nhân vật thực quyền đạt thành ăn ý ở mức độ nào đó mới được. Đây đích thật là vấn đề rất đau đầu, y chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói. Binh tới tướng ngăn, nước lên đập chặn. Đơn giản như vậy. Ăn xong cơm trưa từ trong nhà Từ Học Bình đi ra, ngồi trên xe, Địch Đan Thanh ngắm nhìn bên mặt đường viền rõ ràng của Trương Khắc, một gương mặt trẻ tuổi như thế, giữa đôi lông mày nhăn như vách núi thẳng đứng. Từ ngày hôm qua thấy Diệp Chăn Dân cho tới hôm nay thấy Từ Học Bình, thảo luận đều là việc trên kinh tế vĩ mô. Địch Đan Thanh cũng rất dễ nghĩ đến tình hình Tạ Vãn Tình dưới thân Trương Khắc hầu hạ. Dưới tâm tình chảy xuôi. Cô còn nghĩ đến cảnh kinh hoàng ở trên đảo Ôn Hồ tại núi Thiên Vân năm trước bị Trương Khắc thấy thân trần truồng, đều là tâm tình mấy năm nay chưa bao giờ từng có. Địch Đan Thanh khẽ lắc đầu, muốn đuổi những ý nghĩ này ra khỏi đầu. Là một trợ lý hợp cách, là không nên tìm tòi bí mật trên sinh hoạt cá nhân của ông chủ. Cô có thể thản nhiên ung dung đâm thủng bí mật ở trong lòng Tạ Vãn Tình, nhưng ở trước mặt Trương Khắc cũng không dám quá làm càn. Chị đang suy nghĩ cái gì đấy? Trương Khắc thấy được Địch Đan Thanh đang khẽ lắc đầu. Không nghĩ cái gì hết.
Địch Đan Thanh tránh khỏi ánh mắt của Trương Khắc. Chỉ là cảm thấy lý giải đối với Cẩm Hồ còn chưa đủ. Phải không? Trương Khắc hỏi, còn muốn trò chuyện thêm vài câu thì xe đã tới công ty chi nhánh tại Bắc Kinh. Nằm ở đường Hải Điến Trung, công ty chi nhánh Bắc Kinh sẽ tổ chức hội ký giả, Trần Tín Sinh sẽ ở trên hội ký giả công bố tin tức điện thoại di động mới của Ái Đạt cùng với thời gian đưa ra thị trường. Chương 791, sách lược đưa vào. Lần này chiếc điện thoại di động mới công bố là sản phẩm nâng cấp của hai chiếc i08, i09. Một khi đưa ra thị trường mẫu mã i8, i9 sắp ngưng để tiêu thụ, nguyên kế hoạch sẽ không tạo ra động tĩnh gì lớn. Vừa lúc Trần Tín Sinh tại Bắc Kinh, để hắn đứng ra tuyên bố tin tức ở trên hội ký giả. Hiện nay chủng loại điện thoại di động đơn nhất của quốc nội, chủ yếu là công năng đơn nhất tạo thành. Trương Khắc thà rằng đưa ra bản nâng cấp của i9 để duy trì hình tượng điện thoại di động cao đoan của nó, cũng không muốn thoáng cái đưa ra ra nhiều mẫu mã điện thoại di động mới, rất nhiều khi còn phải nhìn phản ứng của đối thủ cạnh tranh. Cao ốc độc lập hình buồm nằm trên đường Hải Điến Trung đặc biệt bắt mắt. Tài xế lái xe chạy thẳng đến bãi đỗ xe mà công nhân chuyển dùng. Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh vòng đại sảnh, thấy tổng giám đốc công ty phía nam của Liên Tín Chu Hưng Đông đang đi ở phía trước. Đi sóng vai cùng hắn còn có một thanh niên ngoài 30. Chu Hưng Đông quay đầu lại thấy được Trương Khắc, Địch Đan Thanh từ phía sau đi tới, hắn hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh lại quay đầu lại, cúi đầu nhỏ giọng nói với thanh niên bên cạnh, rồi một mình xoay người đi ra ngoài. Chắc không phải hắn thấy chúng ta mới đi chứ? Địch Đan Thanh kinh ngạc hỏi, bởi vì việc Hiệp hội thúc đẩy kỹ thuật điện thoại di động số cô cùng Chu Hưng Đông từng gặp mặt 2 lần, khi mới gặp hắn còn rất thân thiện với mình. Vừa nghe là mình đại biểu Cẩm Hồ dự họp, hắn lập tức tránh xa. Xem ra Cẩm Hồ quả thật đã tạo thành bóng ma rất lớn với hắn. Ha ha, thành tựu sảng khoái nhất của đời người không phải để kẻ địch thấy được mình thì tránh xa sau. Trương Khắc nở nụ cười. Không nghĩ tới hắn cũng tại Bắc Kinh, có lẽ là qua đây xem chúng ta ở trên hội ký giả sẽ công bố cái gì mới. Đáng tiếc, cho dù hắn tới cũng sẽ thất vọng. Sách lược hiện nay của Cẩm Hồ tiếp cận sản phẩm mới của các đối thủ cạnh tranh như Motorola, Ericsson, Samsung, sao nào có chịu ảnh hưởng của Liên Tín, Liên Tấn cùng với Đông Hưng chứ? Ngồi thang máy lên tầng trên cùng, nơi đó có phòng làm việc độc lập của Trương Khắc, mặc dù y không thường đến Bắc Kinh, nhưng công ty chi nhánh bên này vẫn chuẩn bị cho y. Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh vào phòng làm việc, Hứa Hồng Bá cùng Diệp Kiến Bân đã sớm chờ y ở đây. Diệp Kiến Bân liếc mắt thấy Địch Đan Thanh. Lại nghiêng đầu cười nói với Trương Khắc. Chú nhóc không sợ bị người khác ghét hả? Đi đâu cũng dẫn theo tiểu mỹ nhân bên cạnh. Ai có thể so với Diệp Đại Thiếu Gia, trong nhà có một thê có thể làm cho Diệp Đại Thiếu Gia giả mạo chính nhân quân tử chứ? Địch Đan Thanh cười nói. Trương Khắc ngả tay cười cười với Diệp Kiến Bân. Ước ao cũng ước ao không được, nếu không tôi để Đan Thanh tới làm trợ lý cho anh, xem lần này chị Đinh có phản ứng gì hay không? Diệp Kiến Bân cầm lấy ly trà bên cạnh làm bộ muốn ném Trương Khắc, hắn không phải là ước ao Địch Đan Thanh, mà là ước ao Đường Thanh cùng Hứa Tư gặp mặt tại Hong Kong mà không ngờ không cầm dao hay sắn tay áo gì. Hứa Hồng Bá nheo mắt quan sát Địch Đan Thanh, ánh mắt đó như có thể thấu vào lòng người, có cảm giác như bị nhìn thấu. Địch Đan Thanh cũng chột dạ tránh khỏi ánh mắt của Hứa Hồng Bá, chỉ nói. Để tôi thêm trà cho thầy Hứa và Diệp Đại Thiếu Gia. Một lát sau Trần Tín Sinh mới đi lên. Trương Khắc thuận miệng hỏi. Tình huống của hội ký giả tốt chứ? Cũng không đợi Trần Tín Sinh trả lời, y liền mời Trương Khắc cùng nhau ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, y không quá quan tâm đến việc công bố điện thoại di động mới loại hình cải tiến trên hội ký giả, liền nói thẳng vào chính đề. Tạ gia cùng điện tử Gia Tín liên hợp tại Kim Sơn chuẩn bị cơ sở sản xuất công nghiệp điện tử, chuyện này vốn không đáng để suy nghĩ, nhưng nhìn xu thế 2 tháng này, quan hệ giữa họ và Samsung càng lúc càng thân mật. Hơn nữa chúng ta cũng biết, Samsung sẽ trong năm gần đây di chuyển toàn bộ cơ sở sản xuất của họ trên toàn cầu đến quốc nội. Nếu như mặc cho thế cục phát triển tiếp tục như thế, Samsung có thể sẽ lựa chọn Kim Sơn làm nơi di chuyển chính của họ. Ngày hôm qua tôi còn nghe được một tin tức không tính rất tốt, chính là sau khi Bộ Bưu Điện, Bộ Công nghiệp Điện tử trùng tổ, Cảnh Trùng Dương có thể sẽ tích cực thúc đẩy các xí nghiệp điện tử tương ứng của Bộ ủy trùng tổ, quy mô sẽ tương đối khổng lồ. Nhìn vào trước mắt. Trong kế hoạch của Cảnh Trùng Dương khẳng định sẽ liên hệ chặt chẽ 3 xí nghiệp Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng, khả năng chỉnh hợp thành 1 xí nghiệp điện tử quốc hữu siêu đại hình cấp phó bộ thậm chí cấp chính bộ. Xem ra quả thật không tính tin tức rất tốt. Trần Tín Sinh lắc đầu cười. Năm ngoái Cẩm Hồ sở dĩ có thể thành công triển khai mấy hạng mục,
có thể nói là đấu tranh ở giữa cái khe bộ bưu điện cùng bộ công nghiệp điện tử, Liên Tín cùng Liên Tấn, Đông Hưng. Sau khi trùng tổ, dưới thủ đoạn của Cảnh Trùng Dương, chỉ sợ mâu thuẫn giữa hai ngành viễn thông cùng liên thông China-Anicom sẽ tạm thời bị che đậy, muốn bộ sản nghiệp thông tin trong tương lai trên chính sách làm ra nhượng bộ thì gần như không có khả năng. Phải suy nghĩ lâu dài, nhưng không thể bởi vì suy nghĩ quá nhiều liền bó tay bó chân, kế hoạch doanh lâm của Tân Quang tại Đông Nam bị trở ngại. Tôi đang suy nghĩ, phân viên đầu tiên của vườn sồi có nên thiết lập trước tại Kim Sơn hay không? Trương Khắc nói, sách lược đưa vào tốt, không chỉ giành được quyền ngôn ngữ tại điện tử Gia Tín, địa ốc Gia Tín để gián tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ sở sản xuất công nghiệp điện tử tại TP, Kim Sơn. Hứa Hồng Bá gật đầu nói, lựa chọn phân viên đầu tiên của vườn sồi tại Kim Sơn cũng phải đưa vào, chí ít không thể để TP. Kim Sơn, tỉnh Giang Nam vững chắc chĩa vào Cẩm Hồ. Tiến vào Kim Sơn vẫn chậm một chút. Trương Khắc nói, Chu Cẩn Du là địch thủ lớn của chúng ta, cô ta cũng đảm nhiệm bí thư thành ủy tại Kim Sơn rồi, chúng ta tiến vào Kim Sơn chịu kiềm chế là tất nhiên. May mà trước tiên chỉ thiết lập một cơ cấu nghiên cứu phát triển, độ khó sẽ nhỏ hơn. Về phần làm sao giành được quyền ngôn ngữ tại điện tử Gia Tín, địa ốc Gia Tín, chúng ta có thể trước tiên phô trương thanh thế, vận dụng bộ phận tài chính của Việt Tú, điện tử Ái Đạt để tăng cổ phiếu khống chế của hai công ty này. Tài chính trong tài khoản hải ngoại cũng phải vận dụng, tạo thành giả tượng chúng ta liều lĩnh muốn tranh đoạt quyền khống chế cho cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân thấy. Buộc họ phải tăng cổ phiếu khống chế trước chúng ta, làm tiêu hao lượng tiền mặt của tập đoàn Gia Tín, sau đó lại yên lặng đợi thế cục biến hóa. Lúc này cổ phiếu Hồng Kông đang trong thời kỳ tăng giá, yên lặng đợi thế cục biến hóa, không phải nói tình thế sẽ trở nên càng tốt hơn sao. Mà là sau khi số liệu kinh tế của quý đầu tiên đưa ra, mọi người sẽ đột nhiên phát giác mức độ tổn hại của khủng hoảng tài chính châu Á đối với nền kinh tế thực thể. Chứng khoán, tài chính sẽ lần thứ hai chuyển biến xấu, khiến cho tập đoàn Gia Tín khi trên địa vị cao tăng mạnh cổ phiếu khống chế của địa ốc Gia Tín, điện tử Gia Tín để bảo đảm quyền khống chế hai công ty này vào trong tay họ. Một khi thế cục chuyển biến xấu mà lượng tiền mặt của tập đoàn Gia Tín khô kiệt, tập đoàn Gia Tín sẽ bị vây trong hoàn cảnh càng nguy hiểm hơn, Trương Khắc chính là muốn dụ cho họ đi lên con đường càng nguy hiểm hơn, mới có nhiều hơn phương thức áp chế, tiến công họ. Chương 792, chủ nhiệm lớp không tưởng. Trương Khắc còn đang ở lại Bắc Kinh một ngày, mãi đến ngày 13 tháng 2, ngày cuối cùng đăng ký học kỳ mới của Đại học Đông Hải mới cùng Địch Đan Thanh rời khỏi Bắc Kinh, vội vàng chạy về kiến nghiệp. Chạy về kiến nghiệp, Trương Khắc không nán lại các chỗ khác, mà trước hết chạy về Học viện Thương mại Quốc tế tiến hành đăng ký thủ tục. Học kỳ này không cần nộp học phí gì hết, đến văn phòng khóa nói một tiếng coi như là báo danh đăng ký rồi. Đẩy cửa vào văn phòng, ngoại trừ các sinh viên cuối cùng đến báo danh, chỉ có Tịch Nhược Lâm cùng hai trợ lý chủ nhiệm khác, không thấy bóng Ngụy Đông Cường đâu. Trương Khắc vẫy vẫy tay với Tịch Nhược Lâm, để cho cô thấy được mình đã đến trường học, sau đó đi ra ngoài. Này! Tịch Nhược Lâm gọi Trương Khắc, bảo y ở cửa đợi mình một chút. Tịch Nhược Lâm giao cuốn sổ báo danh cho Vạn Khiếu, một trợ lý chủ nhiệm khác ở đối diện, rồi đi tới chỗ Trương Khắc, cùng Trương Khắc vừa xuống cầu thang vừa nói. Cậu có biết không, từ học kỳ này Ngụy Đông Cường sẽ không còn đảm nhiệm chủ nhiệm khóa 97 của Học viện Thương mại Quốc tế nữa rồi. Đối với việc này, Trương Khắc chỉ thổn thức một tiếng chứ không có lời gì muốn nói, y nghiêng đầu nhìn Tịch Nhược Lâm. Phải không? Tôi nghe cô nói là hắn rời khỏi Đại học Đông Hải rồi mà. Anh ta không đi, bị điều đến công ty hậu cần làm cán sự rồi, còn tưởng rằng cậu biết chứ. Nghe Tịch Nhược Lâm nói Ngụy Đông Cường bị điều đến công ty hậu cần rồi, Trương Khắc cười cười, trong lòng nghĩ, cái này cuối cùng cũng mắt không thấy thì thanh tịnh rồi. Trương Khắc lại hỏi Tịch Nhược Lâm. Vậy trong viện phái ai làm chủ nhiệm lớp của chúng ta? Gọi cậu lại là bởi vì chủ nhiệm thôi mới tới phân phó. Nói là thấy cậu thì dẫn cậu đến ký túc xá cô ấy. Đến lúc này rồi. Trương Khắc gõ đồng hồ trên cổ tay. Tôi cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc đã hẹn cùng nhau ăn cơm, cô theo tôi ăn cơm trước đi, chủ nhiệm lớp thì lúc nào chả thấy. Trương Khắc chỉ nghĩ Tường An vô sự tại trường học, thoải mái trải qua 4 năm thì vạn sự đại cát rồi, y không thích ngày đầu tiên về kiến nghiệp còn bị chủ nhiệm lớp mới tới răn dạy. Đi xuống lầu thấy viện trưởng Học viện Thương mại Quốc tế Thôi Quốc Hằng đứng ở cửa ký túc xá. Đang nói chuyện với một cô gái mặc áo gió màu vàng. Trương Khắc cũng không chào hỏi với Thôi Quốc Hằng, muốn đi chen qua hai người họ. Tịch Nhược Lâm thấy Thôi Quốc Hằng thì rất thành thật chào hỏi. Viện trưởng Thôi. Lúc này Thôi Quốc Hằng mới thấy Trương Khắc cùng Tịch Nhược Lâm, hắn gọi Trương Khắc lại.
Trương Khác, tôi đang tìm em có việc, đây là cô thôi, chủ nhiệm lớp mới khóa 9-17 của các em. Trương Khác vừa muốn liếc mắt nhìn cô gái đang nói chuyện với Thôi Quốc Hằng, nghe được Thôi Quốc Hằng gọi y lại, trong lòng cả kinh, quay đầu thấy được chủ nhiệm lớp mới, mắt y cũng choáng váng. Cô Thôi, lại đây, đây là một trong những sinh viên đặc biệt của khóa 9-17 mà tôi vừa mới nói với cô. Để tôi giới thiệu cho mọi người. Thôi Quốc Hằng có phần tha thiết kéo vai Trương Khác giúp y giới thiệu. Không cần đâu viện trưởng Thôi, tôi cùng Trương Khác cũng không lần đầu tiên gặp mặt. Thôi Úc Mạn cười khanh khách nói, tuy nói khóe miệng cười, nhưng ánh mắt lại bất thiện. Trương Khác thật sự trợn tròn mắt, vai bị nghiêng đi mà cũng quên xoay lại, y chỉ vào Thôi Úc Mạn, lắp bắp nói. Cô chấm SAO có thể là cô. Sao lại không phải là tôi? Thôi Úc Mạn tay chống thắt lưng, ánh mắt sáng sủa mà sắc bén nhìn Trương Khác. Thấy được Thôi Úc Mạn như vậy, Trương Khác rất tự nhiên nghĩ tới tình hình Thôi Úc Mạn nằm vắt eo trên người Triệu Ti Minh trên chiếc Mitsubishi. Trong khoảng thời gian này tin tức xấu không ngừng, Thôi Úc Mạn biến hóa nhanh chóng trở thành chủ nhiệm lớp của y, đây tuyệt đối là một tin tức thứ nhất xấu nhất. Sao hả, hai người quen nhau à? Thôi Quốc Hằng nghi hoặc hỏi, Tịch Nhược Lâm cũng khá kinh ngạc, nhìn vẻ mặt Trương Khác có phần nao núng, cho thấy là đã gặp phải oan gia. À, trước khi tôi thi đỗ nghiên cứu sinh Đại học Đông Hải, từng trải qua công tác ngắn hạn, có làm giáo sư cao trung tại Nhất Trung Hải Châu, mặc dù chỉ làm chủ nhiệm lớp của Trương Khác vài ngày. Thậm chí chưa từng dạy cậu ấy tiết nào, chỉ ở trên đường gặp mặt qua một lần, nhưng đối với danh hiệu tứ đại ác thiếu Hải Châu vẫn như sấm bên tai. Thôi Úc Mạn cắn môi, sắc mặt như cười như không làm cho Trương Khác nhìn mà lạnh lòng, lại nghe thấy Thôi Úc Mạn còn nói. Tứ đại ác thiếu Hải Châu lấy Trương Khác dẫn đầu, Đỗ Phi cũng là một thành viên trong đó. Viện trưởng Thôi không biết chứ, tứ đại ác thiếu Hải Châu đại danh đỉnh đỉnh đấy, từng bởi vì bọn họ, giáo sư, sinh viên của Nhất Trung Hải Châu bãi khóa tập thể. Ôi! Tịch Nhược Lâm mở to miệng, bộ dạng khó tin nhìn Trương Khác. Nghe giọng điệu Thôi Úc Mạn nói, cho dù Trương Khác lập tức bị kéo đi nhân đạo hủy diệt cũng không quá đáng. Cô quen với Trương Khác nửa năm rồi, chưa thấy y xấu xa như thế mà. Gây chuyện thì lại không ít. Lúc này Trương Khác cũng không biết đi tìm ai giải oan. Tập thể giáo sư, sinh viên của Nhất Trung Hải Châu năm 95 bãi khóa đó là Triệu Ti Minh, vạn thiên tài muốn làm Thôi Úc Mạn bị bắt. Nhưng bình thường thị dân nghe nhầm đồn bậy, tứ đại ác thiếu Nhất Trung đã sớm thanh danh tại ngoại. Mà khi đó danh tiếng của Trương Khác là vang nhất, nên bị rất nhiều lời nguyền rủa. Thôi Quốc Hằng còn cười nói. Không khoa trương như vậy chứ, thanh niên dồi dào tinh lực, hay muốn làm chút việc thôi. Chúng ta phải dẫn dắt họ cho đúng hướng. Nhìn vẻ mặt của hắn, hơn phân nửa là hơi tin lời Thôi Úc Mạn nói. Mùa thu năm 95. Lý Chi Phương trở về Nhất Trung tiếp tục đảm nhiệm chủ nhiệm lớp của bọn Trương Khác, Đỗ Phi, Đường Thanh, Thôi Úc Mạn đều đến sơ trung dạy học. Sau đó, Trương Khác không quan tâm đến việc đi ở của Thôi Úc Mạn nữa. Không nghĩ tới cô thi đỗ nghiên cứu sinh của Đại học Đông Hải, lúc này lại nhảy ra đảm nhiệm chủ nhiệm lớp của y. Thực sự là nhà dột lại suốt đêm gặp mưa, còn tưởng rằng Ngụy Đông Cường bị đá đi thì sẽ thiên hạ thái bình, bắt đầu được thanh tịnh, không ngờ ông trời lại an bài một người càng ác hơn đợi y. Bị Thôi Úc Mạn nhìn với ánh mắt như nhìn quân địch, trong lòng Trương Khác lột bột. Nếu chủ nhiệm Thôi không có chuyện gì khác thì tôi còn có việc đi ra ngoài một chút. Trương Khác muốn vội vàng thoát khỏi đây để ổn định tâm mới là phải đạo. Thôi Úc Mạn lại nói. Cậu muốn đi tìm Đỗ Phi đúng không? Vừa lúc tôi cũng muốn gặp cậu ấy. Tôi muốn hỏi xem có phải đi đăng ký báo danh, cậu ấy cũng tìm người thay thế hay không? Chúng ta đi cùng đi. Cô lại nói với Thôi Quốc Hằng. Viện trưởng Thôi, tôi xin phép. Thằng chó Đỗ Phi này, cho dù hắn chưa cùng gặp mặt Thôi Úc Mạn, cũng biết việc Thôi Úc Mạn đảm nhiệm chủ nhiệm lớp của họ, thế mà trước đó không nhắc nhở một tiếng, chính là muốn nhìn mình bị cười nhạo. Trong lòng Trương Khác nghĩ như vậy. Chương 793, Tứ Đại Ác Thiếu. Tịch Nhược Lâm vẫn không thể tin Trương Khác, Đỗ Phi lúc học cao trung sẽ quậy tới mức khiến người người oán trách, tập thể giáo viên, học sinh bãi khóa. Đi tới trước tiệm Internet sáng vực. Mỗi một người Trương Khác gặp phải đều nói Đỗ Phi không có ở đây. Trương Khác cười nói với Thôi Úc Mạn. Nó nhất định không giáp gặp cô rồi, cô có chú ý, mỗi một người khi nói Đỗ Phi không có ở đây thì ánh mắt hơi khác không? Tôi có thể nhìn ra được. Thôi Úc Mạn sờ sờ mũi, đi thẳng đến tiệm Internet sáng vực, hỏi cô gái sau quầy thu ngân. Đỗ Phi đang ở đâu? Chị tìm giám đốc Đỗ hả? Cô gái đó nói. Hả, giám đốc Đỗ?
Thôi Úc Mạn nghiêng đầu, thấy Trương Khác đang cười, có vẻ khinh miệt nói. Có cần tôi sửa gọi cậu là giám đốc Trương hay không đây? Cô Thôi đang đùa gì đấy, làm sao em dám? Trương Khác nghĩ đến sự dũng mãnh của Thôi Úc Mạn trong bộ dáng nhỏ nhắn đó, nếu như chọc giận bị cô tóm cổ áo dậy bảo, mất mặt trước mặt mọi người là ít. Tịch Nhược Lâm đi tới trước quầy thu ngân, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi vào số điện thoại di động của Đỗ Phi. Qua một lát, Đỗ Phi mới không tình nguyện vác mặt đến, Thôi Úc Mạn nói. Trừ nguyên nhân đặc biệt, báo danh đăng ký học kỳ không thể tìm người làm giúp, cậu có nguyên nhân đặc biệt hay không? Không có. Đỗ Phi thấy bộ dạng Trương Khác có vẻ hả hê, lúc này cũng không muốn làm tức giận con cọp cái này, còn tưởng rằng cô trải qua việc đầu mùa thu năm 95 thì tính tình sẽ dịu dàng hơn chứ. Hoàn toàn không có việc đó. Được rồi, hiện tại cậu theo tôi trở về văn phòng khóa báo danh đi. Thôi Úc Mạn xoay người đi ra khỏi tiệm Internet sáng vực, Đỗ Phi chỉ phải đi theo. Ôi! Nhìn Thôi Úc Mạn cùng Đỗ Phi đi ra ngoài, Trương Khác vỗ vỗ ngực, khẽ thở ra một hơi. Tứ đại ác thiếu Hải Châu là sao? Đợi Thôi Úc Mạn đi rồi, Tịch Nhược Lâm liền khẩn cấp hỏi Trương Khác vấn đề này. Các cậu làm ra chuyện gì, không ngờ làm cho cả giáo viên, học sinh trong trường cũng phải bãi khóa kháng nghị. Mông Nhạc, thời học Bân, Đồng Dược Hoa vừa rồi đi tới cùng Đỗ Phi. Mông Nhạc rất đồng tình đi tới vỗ vỗ vai Trương Khác. Nam nhân làm bừa, cùng lắm thì một đấm một đá, nữ nhân làm bừa, đặc biệt là tiểu mỹ nhân tâm lý có chút cực đoan thì tụi mày ứng phó thế nào? Nhìn cô ấy hình như rất nghiêm túc đối với công việc. À đúng rồi, Hải Châu tứ đại ác thiếu rốt cuộc là thế nào? Tụi mày rốt cuộc khi học cao trung làm qua bao nhiêu việc người người oán trách, nên mới bị người ta ghen ghét như thế? Tóc váy bạn nữ, hay là sờ đùi bạn nữ, hay là cởi quần bạn nữ rồi? Thời học Bân thò đầu qua chen vào một câu. Ấn tượng của ác thiếu cho người ta, luôn luôn liên quan tới mấy việc khi nam bá nữ này. Cút, tao mà làm những việc không phong cách này hả? Trương Khác duỗi chân muốn đá Thời học Bân. Trước tiên chúng ta tìm chỗ ăn cơm đi, vừa ăn vừa đợi Đỗ Phi. Chọn một tiệm cơm Tây trang hoàng tinh xảo trên đường ngõ học phủ, gọi điện thoại cho ở Địch Đan Thanh đang thu xếp phòng ở chung cư thanh niên, gọi cô cùng ra ăn cơm. Địch Đan Thanh không chỉ đảm đương trợ lý của Trương Khác, giữa tháng 3 còn phải đến Đại học Đông Hải nhập học, vào chung cư thanh niên ở là việc thuận lý thành trương. Cô ở căn phòng dưới lầu của bọn Mông Nhạc. Một lát sau Địch Đan Thanh chạy qua, cô cởi áo khoác rồi ngồi vào bên cạnh Trương Khác, ghé đến bên tai y cười nói. Còn tưởng rằng bữa cơm ngày hôm nay sẽ cho mỗi người một bát mì chứ. Tôi đối với công nhân có hà khắc như thế không? Trương Khác lại nghiêng đầu ghé đến bên tai Địch Đan Thanh nói. Trên đường mỹ thực vô số, cô lo lắng cho vóc người của mình đi. Địch Đan Thanh nghiêng đầu ghé đến bên tai Trương Khác bên lại muốn nói cái gì, Thời học Bân ngồi ở đối diện lớn tiếng kháng nghị. Này đừng có như vậy, ở đây chúng tôi đều là thanh niên huyết khí 20 tuổi đầu, cho dù chúng tôi không có gì đáng kể, để cho trẻ con thấy cũng không tốt mà. Địch Đan Thanh thản nhiên cười, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Nếu không cậu ngồi bên này đi. Được rồi. Đừng có gây tai họa cho những bạn trẻ này nữa. Trương Khác cười nói, cầm lấy điện thoại di động muốn gọi cho Đỗ Phi hỏi hắn có thoát khỏi ma trưởng của Thôi Úc Mạn hay chưa. Không đến mức đó chứ. Ngụy Đông Cường muốn chỉnh mày, nhưng bị điều đi nơi khác rồi, mày còn sợ mỹ nữ nhỏ con đó sao? Thời học Bân thấy Trương Khác có vẻ lo lắng, kỳ quái hỏi. Ai, kể cho tụi mày nghe chuyện cũ của tứ đại ác thiếu vậy? Trương Khác cất điện thoại di động đi. Lộ ra dáng dấp thâm trầm như đang hồi ức chuyện cũ. Tóc váy con gái, sờ đùi con gái, đối với tứ đại ác thiếu đều là những việc không đủ phong cách. Vị chủ nhiệm Thôi này đã từng bởi vì đắc tội với hai trong tứ đại ác thiếu bọn tao, nếu không phải cảnh sát kịp thời xuất hiện, thiếu chút nữa bị đánh thuốc mê đưa đến dã ngoại rồi. Mặc dù lần bắt cóc đó tao cùng Đỗ Phi không có tham gia, nhưng trong mắt chủ nhiệm Thôi này, tứ đại ác thiếu là không phân biệt bên nọ với bên kia. Tụi mày nói xem. Hiện tại tao có nên lo lắng hay không? Trương Chi Hành đến Tân Vu nhậm chức, Trương Khác cũng lấy diện mạo ăn chơi trác táng quậy cho Tân Vu long trời lở đất, khiến cho Tân Vu bị bám bẩn vài chục năm cũng bị gạn đục khơi trong, thay đổi một dung nhan mới. Dưới khuôn mặt ăn chơi trác táng hỉ nộ vô thường, cất giấu một tấm lòng son không dễ dàng để người khác thấy. Nghe Trương Khác ở trên bàn cơm hồi ức lại chuyện cũ khi nam bá nữ của họ tại Hải Châu, trên mặt Địch Đan Thanh nhộn nhạo tiếu ý dịu dàng. Lần trước biết thân phận của Trương Khác, có việc kỳ quái gì phát sinh ở trên đầu Trương Khác,
Mông Nhạc cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc. Tịch Nhược Lâm, Đổng Dược Hoa nghe mà sợ hãi không ngớt. Thời Học Bân há hốc mồm nhìn Trương Khác. Trước đây còn chưa nhìn ra mày và Đỗ Phi có phẩm chất riêng như vậy, sao chúng mày cải tà quy chính rồi? Làm gì có chút cải tà quy chính nào? Tịch Nhược Lâm tay nâng cằm, ra vẻ đăm chiêu nói. Treo bong bóng trên lưới sắt trước ký túc xá, danh tiếng truyền tới ngoài trường học rồi. Lần trước, tôi cùng bạn học cao trung của Đại học Sư phạm gặp mặt, người ta còn hỏi tôi Trương Khác là ai vậy, tới cùng trêu chọc bao nhiêu con gái, làm cho bao nhiêu con gái thương tâm rồi, mới khiến người ta treo bong bóng trước ký túc xá nữ. Tôi nói là, nếu Trương Khác dám đứng ở tâm đường ngõ học phủ hô to ba tiếng, tôi là Trương Khác. Không biết sẽ có bao nhiêu trứng thối, cà chua bay qua đâu. Có khoa trương như vậy sao? Vậy vẫn là nhỏ giọng chút đi. Trương Khác đặt ngón tay lên môi làm ra tư thế nhỏ giọng, ánh mắt đảo chung quanh nhà hàng. Không phải chỉ bàn của chúng ta ăn trên lầu 2, bị ném trứng thối và cà chua thật, sợ liên lụy tới mọi người thôi. Mọi người cười ha ha, lúc này Đỗ Phi đi lên, Trương Khác bảo hắn ngồi bên cạnh mình rồi hỏi. Thôi Úc Mạn làm gì mày hay không? Chương 794, sáng vực Đông Hải. Còn làm gì, tao ở trong mắt cổ còn là đứa trẻ đáng để cứu vớt. Mày thì thảm rồi, cũng có thể là viện trưởng thôi phân phó cổ ít quản việc của mày, vậy không phải trong mắt cổ mày là đứa triệt để hết thuốc chữa rồi sao? Đỗ Phi đắc ý cười ngồi vào bên cạnh Trương Khác. Tao cùng Mông Nhạc đều là sinh viên sáng nghiệp ưu tú do đoàn ủy trường, học viện thương mại quốc tế đắp nặn ra hình tượng tốt đẹp. Do Thôi Quốc Hằng đích thân trước mặt phân phó, tinh thần trọng nghĩa của cổ có tràn lan, còn có thể chứng chọi đá được sao? Thôi Quốc Hằng tuyệt không muốn tái xuất hiện sự kiện thư ký trưởng chính phủ tỉnh đích thân gọi điện thoại cầu tình nữa, Tường An vô sự mới là thượng sách. Ngụy Đông Cường bị đá đi, Thôi Quốc Hằng dùng Thôi Úc Mạn đảm nhiệm chủ nhiệm lớp khóa 97, trước đó đương nhiên sẽ có liên hệ. Thôi Úc Mạn ít nhiều có chút không cam lòng, mới tìm Đỗ Phi nói những lời này, có lẽ là ôm hy vọng có thể cứu được người này thì hay người ấy. Trương Khác nở nụ cười, nghiêng đầu nói với Đỗ Phi. Chúng ta trốn ở chỗ này cười nhạo cô ấy, hình như có vẻ không đạo đức thì phải, không biết qua 10 năm nữa, cô thôi của chúng ta còn có thể bảo trì đơn thuần cùng nhiệt huyết như vậy hay không nữa. Địch Đan Thanh mím môi cười, nhìn bộ dạng mặt dày mày dạn của Trương Khác. Y hình như đối với tân nhiệm chủ nhiệm lớp ấn tượng không xấu, cũng không ngại người ta sau đó cố ý làm khó y, ghé đến bên tai y nói. Cậu không phải là muốn đùa giỡn người ta đấy chứ? Tôi có bị ổi như thế sao? Trương Khác nhìn Địch Đan Thanh, lại cười nói với Đỗ Phi. Thực sự rất ngoài ý muốn, thấy được cô thôi, tao cũng hơi choáng, sao mày không nhắc nhở tao một tiếng? Nói cho mày không phải là hết chuyện chơi rồi sao? Đỗ Phi cười nói, lại hỏi Tịch Nhược Lâm. Tịch sư tỷ, khi Trương Khác thấy chủ nhiệm thôi thì có vẻ mặt gì? Giống như là làm chuyện xấu bị người ta bắt được. Tịch Nhược Lâm còn nói thêm, khi chủ nhiệm thôi vừa mới tới còn tìm ba trợ lý chủ nhiệm bọn tôi lý giải tình huống của cậu đấy. Cậu có biết những việc mà mình làm không, dù tôi có muốn nói giúp cũng cảm thấy bất lực. Tôi cuối cùng không thể vẻ mặt thành khẩn nắm lấy tay chủ nhiệm thôi mà nói rằng, Trương Khác thật ra là người tốt. Mọi người lại nở nụ cười, thường ngày cũng chưa thấy qua nhân vật làm cho Trương Khác đau đầu xuất hiện, cho dù gian lận khi thi bị Ngụy Đông Cường tại chỗ bắt được, Trương Khác cũng xử lý không sợ hãi. Chẳng quan tâm. Nhưng lúc này lại xuất hiện một nhân vật làm cho Trương Khác cảm thấy đau đầu, mọi người khó tránh khỏi bắt đầu hưng phấn. Thời Học Bân vươn ngón tay liền muốn đếm những chuyện xấu mà nửa năm qua Trương Khác làm tại Đông Hải. Trương Khác cầm lấy ly trà trên bàn làm bộ muốn hắt vào hắn. Tụi mày cũng không tốt lành gì đâu. Thập niên nhất giác Dương Châu Mộng, doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh. Đây đâu phải người nào cũng có thể làm được. 10 năm sực tỉnh Dương Châu Mộng. Luống hận lầu xanh phụ bạc hoài. Thời Học Bân chế nhạo vừa cười vừa nói. Bị một mỹ nữ chủ nhiệm nhìn chằm chằm, cũng không phải chuyện xấu gì. Bọn tao muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy cũng không có cửa đâu. À, nói như vậy, tao cũng nhớ tới dáng dấp khi vừa mới thấy Tịch sư tỷ rồi. Đỗ Phi cười nhạo tới Tịch Nhược Lâm. Bộ dáng nghiêm trang của Tịch sư tỷ như muốn ăn sống nuốt tươi tao cùng Trương Khác mới cam tâm. Tịch Nhược Lâm đỏ mặt. Chống eo đứng lên muốn cầm đồ ném Đỗ Phi. Sao tôi biết hai đứa các cậu lại gian tà như vậy? Hiện tại có mượn hai cái lá gan của hai cậu, tôi cũng không dám đi trêu chọc hai cậu nữa đâu. Trương Khác bó tay lắc đầu. Hành vi của mình tại trường học, nếu giả thuyết không có bối cảnh cáo mượn oai hùm để chống lưng,
thì không biết đã bị khai trừ học tịch bao nhiêu lần rồi. Thái độ của Thôi Úc Mạn không đủ hữu hảo đó là nhất định. Cái này còn phải tính đến khi Thôi Úc Mạn tại Nhất Trung Hải Châu đã lưu lại ấn tượng xấu. Giống như Tịch Nhược Lâm đã nói, mình còn có thể chạy tới cầm lấy tay Thôi Úc Mạn khóc lóc kể lể, thật ra tôi là người tốt. Ai cũng từng có năm tháng đơn thuần, nhiệt huyết mà xung động, thấy được Thôi Úc Mạn, trường khác có thể nhớ tới thời kỳ thanh xuân đơn thuần mà nhiệt huyết của mình. Đáng tiếc biến cố gia đình gặp phải, khiến y sớm phải khuất phục quy tắc ngầm của xã hội này, tuy nói khuất phục, nhưng luôn có chút không cam lòng. Sau đó việc duy nhất y còn kiên trì làm là trên xe bus nhường chỗ ngồi cho người ta, cho dù hành động như vậy cũng thường thường lọt vào ánh mắt khó hiểu cùng cười nhạo. Có thể trở lại nhân sinh năm 94 tràn đầy tiếc nuối, thấy được người cá tính dứt khoát như Thôi Úc Mạn, Trương Khắc luôn luôn vô duyên vô cớ có cảm xúc, chỉ sợ cá tính của cô sẽ sớm bị quy tắc ngầm của xã hội này bẻ gãy, làm mờ đi, thật có một loại, sợ hãi, run như cầy sấy. Mọi người nói cười cười, Địch Đan Thanh tỉ mỉ nhìn vẻ mặt Trương Khắc, lại ghé đến lỗ tai y cười hỏi. Hình như bị hiểu lầm rồi, lại không thể chạy tới giải thích, thật sự không thể coi thành phiền toái mà đá văng đi. Chỉ hy vọng tôi làm như vậy, Trương Khắc cười hỏi Địch Đan Thanh. Địch Đan Thanh hơi nhún vai, thản nhiên cười nói. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thích, nếu không có thiếu nữ yếu đuối cho cậu khi dễ, thì sao thể hiện ra mặt xấu của cậu được. Địch Đan Thanh đầy vẻ phong tình, Trương Khắc nhìn mà cũng cảm thấy tâm lý có áp lực. Nếu nói phiền phức, tôi nên đá cho chị một đạp văng đi mới đúng. Được, 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 không nói cái này nữa thì thành tán tỉnh thật mất. Địch Đan Thanh lúc này mới đỏ mặt, xoay mặt nhìn nơi khác, nói chuyện với bọn Đỗ Phi. Mọi người vừa ăn vừa nói vừa cười, đợi khi cơm tối sắp kết thúc thì Trương Khắc hỏi nhóm Đỗ Phi thu hoạch của kỳ nghỉ đông này. Đỗ Phi nói, trải qua thí nghiệm của kỳ nghỉ đông, bọn tao nghiêm túc phân tích qua nhu cầu của thị trường, tao thấy đào tạo mạng máy tính rất có tiền đồ. Ánh mắt cũng không nên chỉ đặt ở đào tạo ứng dụng máy tính sơ cấp, nhu cầu cao đoan chân chính vẫn là đào tạo kỹ thuật nghề trung cao cấp. Tao nghĩ thành lập trường đào tạo mạng máy tính đặc biệt, mà không chỉ lợi dụng thời gian nghỉ đông và nghỉ hè, lợi dụng tài nguyên thẳng dư của tiệm Internet vào kỳ nghỉ đi làm chuyện này. Trương Khắc cúi đầu, nghe Đỗ Phi tiếp tục nói. Kỹ thuật máy tính thay đổi từng ngày. Chương trình học đào tạo máy tính của các trường đại học trong nước vẫn còn đang sử dụng tài liệu của 5,6 năm trước. Có trường học thậm chí còn sử dụng tài liệu của những năm 80, những sinh viên được đào tạo từ những trường này sao có thể thỏa mãn nhu cầu nhân tài của các xí nghiệp hiện đại. Đương nhiên, một bộ phận người sau khi vào xí nghiệp có thể dựa vào hệ thống huấn luyện trong xí nghiệp mà trưởng thành, càng nhiều xí nghiệp không có phần trách nhiệm này đối với công nhân, cũng không thể cung cấp đào tạo nghề hoàn thiện. Những công nhân này cảm giác được mình không đủ, muốn đề cao bản thân. Họ yêu cầu cái gì? Họ yêu cầu trường đào tạo mạng máy tính sáng vực Đông Hải của chúng ta. Chương 795, thêm 10 triệu. Cái đệt, mày không phải ở chỗ này đọc thuộc lòng lời quảng cáo đấy chứ? Trương Khắc cười cắt đứt lời nói của Đỗ Phi, lại hỏi. Ngay cả tên trường đào tạo tụi mày cũng nghĩ ra rồi. Sáng vực Đông Hải. Y lại nghiêng đầu nói với Địch Đan Thanh. Tên này nghe qua cũng không tệ nhỉ. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng báo danh học kỳ mới. Đa số các viện khoa đều sẽ vào buổi tối hôm nay tổ chức họp lớp, nên ăn cơm xong thì mọi người đều tự giải tán. Trương Khắc bảo Đỗ Phi, Mông Nhạc ở lại, chỉ vào Địch Đan Thanh và nói với họ. Chị Địch sau này là trợ lý của tao, tụi mày có chuyện gì, có thể thỉnh giáo thêm chị Địch. Trước đây Địch Đan Thanh học tại Đại học Đông Hải có gặp mặt mọi người qua vài lần, cũng không có gì xa lạ. Chỉ là lúc này cô tại Cẩm Hồ đã có địa vị chính thức rồi. Bốn người rời khỏi tiệm cơm Tây. Trương Khắc kéo Đỗ Phi đi tới bên cạnh mình, nói. Hệ thống đại công nghiệp chân chính là sản, học, nghiên, ba cái tại một thể, thiếu cái nào cũng đều là người què, đi cũng miễn cưỡng, càng không cần nói chạy. Mày nói chương trình học đào tạo máy tính của các trường đại học trong nước đều còn dùng tài liệu 5,6 năm trước, nguyên nhân căn bản nhất là kết cấu tri thức của các giáo sư đại học đều dừng lại 5,6 năm trước, vẫn còn chưa tiến lên theo thời gian. Đây vẫn là tình huống của các trường đại học trọng điểm trong nước. Loại trường này ở trong phạm vi toàn quốc chỉ chiếm tỷ lệ 5%, 10%, các trường trên 90% còn lại tình huống rất xấu. Bắt đầu từ năm trước, xu thế mở rộng tuyển sinh của các trường càng lúc càng rõ ràng, loại tình huống này sẽ dẫn đến càng ngày càng nhiều sinh viên bị ném vào các trường đại học trên danh nghĩa một cách vô trách nhiệm. Sau 3 hoặc 4 năm được đưa ra xã hội để tự đấu tranh với nhân sinh của mình. Tao cũng không rõ lắm,
một loại thái độ càng phụ trách nhiệm hơn là gì, mà tài chính quốc gia nhìn qua trong 10 năm gần đây cũng không đầu tư đầy đủ vào hệ thống giáo dục. Cẩm Hồ chỉ có thể suy nghĩ từ lợi ích của bản thân, ủng hộ có trọng điểm, có lựa chọn một số trường đại học có một số ngành học chuyên nghiệp. Năm nay kế hoạch thông qua 50 triệu tài chính, tụi mày có ý định làm trường đào tạo mạng máy tính này, ý nghĩ rất tốt, phương tiện nguyên vật liệu dễ tính, nhưng yêu cầu tổ chức một đội ngũ giáo viên ưu tú nhất, sẽ không phải là một chuyện đơn giản. Tụi mày cứ nghiêm túc nghiên cứu đi, tao có thể trích ra một phần tài chính trong đó ủng hộ tụi mày, 10 triệu có đủ không? Năm nay thông qua 50 triệu tài chính chỉ là ủng hộ các ngành học tương đối chuyên nghiệp của các trường đại học trong kiến nghiệp như Đại học Đông Hải, Bưu điện kiến nghiệp, vườn rồi còn liên hợp càng mật thiết công tác nghiên cứu của các trường đại học lớn, không chỉ phải đầy đủ lợi dụng lực lượng kỹ thuật của các trường đại học trong kiến nghiệp, cũng phải thúc đẩy trình độ dạy học của các trường theo tiêu chuẩn phát triển càng cao hơn, từng bước thu nhỏ lại cự ly với các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Những việc này đều liên quan đến bố cục sản nghiệp hoàn chỉnh của Cẩm Hồ tại Đông Hải. Đi ra khỏi tiệm cơm Tây, đi lên con đường tại ngõ học phủ, đèn bên đường đã lần lượt thắp sáng. Đi ngang qua cửa 1978, Trương Khác vô ý thức nhìn vào trong một chút, đương nhiên không có bóng của Tôn Tĩnh Mông, lúc này mới nhớ tới Đỗ Phi, Mông Nhạc nói là bảo mẫu của Tôn Tĩnh Mông gặp tai nạn giao thông tại Hong Kong. Có lẽ Tôn Tĩnh Mông phải vài ngày nữa mới về trường học được. À, Trương Khác, cậu đến kiến nghiệp rồi hả, còn tưởng rằng cậu không kịp báo danh chứ? Trương Khác quay đầu nhìn lại, Tần Cương đi cùng với vợ hắn đang mang thai 8 tháng, ở phía sau nói chuyện với họ. Nghe nói thầy Tần dọn đến nhà mới rồi, còn mời bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc ăn một bữa. Trương Khác đứng lại, cười đợi vợ chồng Tần Cương đi tới. Cậu cứ gọi tôi là Lão Tần cho dễ nghe, cậu vừa nghỉ cái gì không thấy bóng dáng đâu, muốn gọi cậu cũng không được. Hôm nào đền đi. Tần Cương đỡ tay vợ, chỉ vào Trương Khác giới thiệu. Cậu ấy chính là người mà em vẫn muốn gặp mà không được, Trương Khác. Nghe danh không bằng gặp mặt rồi. Trương Khác cười nói, lại giới thiệu Địch Đan Thanh cho Tần Cương cùng vợ hắn quen. Phụ nữ xinh đẹp mà lại có khí chất thoát tục như vậy, tại kiến nghiệp tuyệt đối là hiếm thấy. Thân phận của Trương Khác lại có rất nhiều chỗ thần bí, Tần Cương thấy Địch Đan Thanh chủ động duỗi tay qua thì mới nhẹ nhàng cầm lấy, xem như là chào hỏi qua, hắn lại hỏi bọn Trương Khác. Các cậu vừa mới thảo luận việc của sáng vực Đông Hải hả? Trương Khác gật đầu. Đúng là đang thảo luận việc này. Tần Cương còn nói thêm. Đỗ Phi, Mông Nhạc đã suy nghĩ rất nhiều, cũng rất chu đáo, nhưng vẫn còn phải chờ cậu về quyết định đấy. Hai thầy hướng dẫn của Hiệp hội Sinh viên Sáng nghiệp, cùng như Xuân của đoàn ủy trường chỉ treo cái danh mà thôi, Tần Cương mới là người làm việc chân chính, cũng quả thật đã làm rất nhiều việc. Trương Khác nói. Vừa lúc có chuyện muốn thương lượng với thầy một chút, Đỗ Phi, Mông Nhạc đang tính trường đào tạo mạng máy tính sẽ nhận được 10 triệu tài chính viện trợ của vườn xôi. Thầy Tần phải giúp đưa ra chủ ý làm sao để xài 10 triệu này mới tốt. Thật sao? Tần Cương hơi khó tin, đấm vai Đỗ Phi một cái. Buổi trưa còn chưa nghe cậu nhắc tới mà. Đi trên đường bị chim ỉa vào đầu, mua tấm vé số có thể trúng 500 vạn. Đây đều là những việc nửa ngày trước không ngờ được. Đỗ Phi cười. Không cầm số tiền này càng thoải mái hơn, cầm vào lại càng bị tội. Trương Khác cười cười, không nói gì nữa, y nhìn Tần Cương, xem hắn có ý nghĩ tốt gì không. Đỗ Phi, Mông Nhạc lúc đầu chính là từ vườn rồi nhận được 10 triệu vốn huy động mới có sáng vực ngày hôm nay, họ mở trường đào tạo mạng máy tính học có thể lần thứ hai nhận được tài chính ủng hộ của vườn rồi, Tần Cương cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Then chốt là buổi trưa còn chưa có chuyện này. Chỉ là sau khi Trương Khác chạy tới kiến nghiệp thì có chuyện tốt như vậy xảy ra, vậy chẳng phải là nói Trương Khác và Cẩm Hồ có quan hệ càng mật thiết hơn. Tần Cương cười nói, có được chuyện tốt như vậy, vẫn phải lên kế hoạch cho tốt. Nhóm Trương Khác đi cùng với vợ chồng Tần Cương tản bộ đến chung cư giáo viên thanh niên mới cáo từ. Tần Cương dìu vợ đứng đợi thang máy. Khi thang máy mở, Ngụy Đông Cường cùng Lâm Băng đứng ở trong thang máy đang từ trên lầu xuống. Trong tay Ngụy Đông Cường cầm một hộp quà dinh dưỡng. Họ hiển nhiên không ngờ tới sẽ gặp Tần Cương cùng vợ hắn. Ngụy Đông Cường vô ý thức muốn giấu hộp quà ra sau lưng, nghĩ thầm, sớm biết rằng như vậy thì đi cầu thang xuống rồi. Tần Cương thấy vậy chỉ cười, cũng không biết nói cái gì cho phải, không phải là người thích đánh rắn dập đầu. Nhưng cũng sẽ không thân cận nhiều với Ngụy Đông Cường, nhìn Ngụy Đông Cường cùng Lâm Băng trong bộ dạng vội vã nghiêng người rời khỏi thang máy, hắn cùng với vợ đi vào. Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, mới phát hiện còn chưa chào hỏi qua câu nào.
Tần Cương biết lão tổng của công ty hậu cần trường ở đối diện nhà hắn, có lẽ là Ngụy Đông Cường cùng Lâm Băng muốn tới tặng quà nhưng không như nguyện, chỉ có thể cầm quà vội vã rời khỏi. Chương 796, Tần Cương thượng vị. Ngụy Đông Cường tới cùng là đắc tội với ai vậy, bị điều đến công ty hậu cần cũng không có cương vị tốt, nếu tiếp tục, chẳng phải ngay cả biên chế cũng không có. Vợ Tần Cương cảm thấy Ngụy Đông Cường rất đáng thương. Ai biết hắn đắc tội với ai? Tần Cương nhún nhún vai, hắn sẽ không quên nhà của hắn được phân có phân nửa là tranh từ trong miệng Ngụy Đông Cường. Tần Cương nắm tay vợ nói. Lòng thông cảm cũng đừng dùng tùy tiện, khi người ta đi vào ngõ cụt, người khác cũng không có nghĩa vụ cứu hắn. Mà cứu hắn rồi, còn phải lo lắng sẽ bị cắn lại một phát. Đi ra khỏi chung cư giáo viên thanh niên, Ngụy Đông Cường phát hận muốn ném cái túi trong tay xuống đất, Lâm Băng vội vàng đỡ lấy. Mỗi ngày ăn không ngồi chờ, lúc nào cũng phải khúm núm cầu người khác. Ngụy Đông Cường phát hận nói. Cầu được còn đỡ, bị người ta đuổi ra khỏi nhà, mặt mũi cũng mất hết. Lâm Băng không nói gì, chỉ cầm cái túi trong tay, muốn kéo cánh tay của Ngụy Đông Cường lại bị hắn tức giận giãy khỏi. Cô chỉ im lặng đi theo sau hắn đi đến ký túc xá trường học. Cho dù đi về ký túc xá, Ngụy Đông Cường vẫn lưu luyến quay đầu lại nhìn một cái, vốn trong tòa nhà này có một chút gì nhỏ nhoi của hắn. Lâm Băng hình như rất vô tội. Đỗ Phi từ trong bóng tối đi ra, nhìn bóng lưng của Ngụy Đông Cường cùng Lâm Băng biến mất trong bóng đêm, nói với Trương Khác vẫn còn núp trong bóng tối. Thế giới này rất khó nói ai càng đáng tội hơn ai, cũng rất khó nói ai càng vô tội hơn ai, tao với mày cũng không phải là thiên sứ, cũng không phải ma quỷ, có cần phải có trách nhiệm về số phận của người khác sao? Trương Khác từ trong bóng tối đi ra, nhìn Đỗ Phi, Mông Nhạc, Địch Đan Thanh. Địch Đan Thanh cười nói. Nếu nói lời tương ứng, có phải trên thế giới này rất khó nói ai càng cao thượng hơn ai, cũng rất khó nói ai càng đê tiện hơn ai không? Trương Khác chỉ vào Địch Đan Thanh lắc đầu cười. Nhìn bóng lưng Ngụy Đông Cường và Lâm Băng biến mất trong bóng đêm, Địch Đan Thanh khẽ than một tiếng. Trương Khác không phải là loại nhân vật kiêu hùng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thậm chí có thể dễ dàng tha thứ cho thái độ đối địch của người khác, nhưng phải đối phương làm việc không đối lý mới được, bằng không thì Trương Khác sẽ không keo kiệt dẫm lên một đạp. Ngụy Đông Cường không cần đi lo nữa, cô thôi cũng đủ khiến người đau đầu rồi. Đỗ Phi nói, cứ trở lại đề tài sáng vực Đông Hải đi, tao nghĩ nếu cơ cấu đào tạo sáng vực Đông Hải muốn mượn tên tuổi của Đại học Đông Hải, vậy nhất định phải mượn cho tốt, phương thức tốt nhất cũng chính là tại trong hợp tác thể hiện ra lợi ích của Đại học Đông Hải. Nhượng lại 30% thậm chí càng nhiều cổ phần cũng có thể nói chuyện. Nói đến đây, Đỗ Phi nghiêng đầu hỏi Trương Khác. Trong sáng vực Đông Hải sẽ thể hiện ra quyền lợi của Đại học Đông Hải, Đại học Đông Hải tự nhiên cũng sẽ tìm mọi cách đưa người vào trong. Hiện tại tao chỉ sợ trường phái ra người không hợp ý, chúng ta đều rõ ràng những người đó đi ra từ trong cơ quan hành chính đa số có đức tính gì, bản lĩnh nội háo, tranh quyền đoạt lợi, người nào cũng không thua kém nhau, năng lực làm việc lại không có. Tao và Mông Nhạc thảo luận tới thảo luận lui, hiện nay chỉ có lão Tần tương đối hợp ý của chúng ta, ở chung với mọi người cũng tốt, sẽ không tồn tại vấn đề hòa hợp gì. Vấn đề then chốt trước tiên là làm sao có thể mời được lão Tần. Lão Tần là thầy trong viện, ở trong trường học không có số má gì, bằng cái gì chuyện tốt có thể đến phiên lão Tần. Mày đã có thể viện trợ bọn tao 10 triệu tài chính lo việc đào tạo vậy lần này tài chính treo trên danh nghĩa của lão Tần được không? Tụi mày đã quyết định rồi. Trương Khác thẳng thắn đáp ứng. Nói chung 10 triệu này chỉ hỗ trợ tụi mày lo việc đào tạo, đừng tham ô đến chỗ khác là được. Đưa lão Tần thượng vị cũng là giúp mày. Tao nghĩ Ngụy Đông Cường thấy lão Tần thăng chức, tư vị trong lòng nhất định là trăm mối, càng không thoải mái gì. Đỗ Phi lặng lẽ cười nói. Một việc rất tốt bị mày nói như thế, sao có cảm giác như có dụng ý xấu vậy? Trương Khác nở nụ cười, lại nói với Địch Đan Thanh. Chị Địch. Có một số việc chị phải phối hợp với bọn Đỗ Phi đi làm, người bên vườn rồi chị cũng quen thuộc rồi. Trước mắt nhất định phải đạt được sự ủng hộ của phía trường Đông Hải, mượn lực lượng giáo viên của Đông Hải mới có thể làm tốt cơ cấu đào tạo chỉnh thể, sản, học, nghiên của Trương Khác. Bằng không thì cho dù quan hệ cá nhân giữa Trương Khác cùng Đỗ Phi có tốt, cũng không thể lấy danh nghĩa của công ty trực tiếp viện trợ sáng vực Đông Hải 10 triệu tài chính. Ngày hôm sau Đỗ Phi mới tìm Tần Cương nói chuyện hy vọng hắn có thể đại biểu Đại học Đông Hải tham dự vào trong kế hoạch của sáng vực Đông Hải, cũng tại tương lai chính thức đảm đương quản lý chức vụ. Dù sao Đỗ Phi cùng Mông Nhạc còn muốn giữ bản phận của sinh viên, không có thời gian dùng hết tinh lực vào trong việc quản lý hàng ngày của sáng vực Đông Hải.
chỉ một Linh Tiểu Yến cũng không phải ba đầu sáu mông, có thể gánh hết toàn bộ sự tình. Đối với Tần Cương mà nói, trên danh nghĩa hắn vẫn đại biểu cho Đại học Đông Hải tham dự quản lý, sẽ không thoát ly khỏi biên chế của Đại học Đông Hải. Đảm nhiệm tầng quản lý của công ty, tự nhiên sai lệch quá nhiều với công tác quản lý sinh viên ở trong viện. Chuyện tốt như vậy, Tần Cương sẽ không cự tuyệt. Chức vị quản lý của các xí nghiệp liên doanh hoặc xí nghiệp vốn riêng, từ trước đến nay đều là việc tốt tranh nhau đến bể đầu. Nhưng hắn chung quy không thể vào lúc Đỗ Phi, Mông Nhạc đàm phán với trường thì nhảy ra tự đề cử. Bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng không thể trực tiếp chỉ định nhân tuyển thay phía trường. Tần Cương nói ra nghi hoặc của mình, Đỗ Phi cười nói với hắn. 10 triệu tài chính của vườn sồi xem như là khoản tài trợ thầy đứng ra kéo về được, khiêng lấy lá cờ này, trường học có lý do gì không cho thầy ra mặt. Cuối năm ngoái sau khi điều chỉnh qua tiền lương mỗi tháng của Tần Cương cũng chỉ 462 đồng, những nhân viên cấp khoa như họ đến cuối năm còn có thể nhận được tiền trợ cấp cương vị 6.800, 10.000 không đều nhau. Ngoại trừ có thể thỉnh thoảng nhận được một số quà cáp của phụ huynh sinh viên tặng, đây trên cơ bản là toàn bộ thu nhập một năm. Tần Cương nghe được Đỗ Phi báo ra con số này, hắn cảm thấy chóng mặt. Trầm ngâm chốc lát Tần Cương mới nói. Việc 10 triệu tài chính đêm hôm qua mới nghe các cậu đề xuất, bất kể lấy danh nghĩa nào để nhận được, bên vườn sồi sẽ không có ý kiến chứ. Chắc sẽ không. Đỗ Phi vừa cười vừa nói. Cũng là một việc, tận khả năng đạt được càng nhiều mục tiêu, cũng là phong cách của vườn sồi. Tinh lực của em và Mông Nhạc có hạn, năng lực cũng có hạn, giao tiếp với trường, khó tránh không được người coi trọng, cho nên mới nghĩ kéo thầy nhập bọn. Trừ phi thầy cảm thấy tụi em là một nhóm trẻ danh đang chơi trò người lớn không đáng tham dự, vậy thì sẽ nói khác. Tần Cương nở nụ cười, nghĩ thầm mình nào có tư cách chê người ta. Tuy nói hắn tham dự là đại biểu phía trường, thế nhưng cơ hội này hoàn toàn là bọn Đỗ Phi cho hắn, đổi lại người khác còn có thể cố kỵ danh phận sư sinh, Tần Cương sẽ không có quá nhiều tâm lý cản trở, thường ngày đi cùng với nhóm Mông Nhạc, Đỗ Phi cũng không có tự giác thân là thầy hướng dẫn. Tần Cương lập tức đáp ứng. Còn nói thêm, theo lý chuyện này chỉ thương lượng với phía trường thì được, tôi nghĩ nên trước tiên liên hệ một chút với viện trưởng thôi mới tốt. Tần Cương đạp xe tới phòng làm việc của viện trưởng, vừa lúc gặp được Thôi Quốc Hằng ở trong phòng. Nghe được Tần Cương nói vườn sồi sẽ hỗ trợ cho City sáng vực của Đỗ Phi, Mông Nhạc 10 triệu tổ chức cơ cấu đào tạo, Thôi Quốc Hằng hít một hơi dài. Cẩm Hồ quả thật là tài đại khí thô. Cẩm Hồ tài đại khí thô là một chuyện. Không quản công ty của ai tài đại khí thô cỡ nào, còn không rộng rãi đến mức giải tài tùy ý, không nghiêm túc với 10 triệu tài chính. Quan hệ giữa nhóm Đỗ Phi cùng Cẩm Hồ quả thật rất mật thiết. Thôi Quốc Hằng nhớ tới bạn học cũ Lục Văn Phu khiến hắn lớn mật suy đoán thân phận của Trương Khác. Lục Văn Phu thân là thư ký trưởng chính phủ tỉnh, tự nhiên biết rất nhiều bí mật người ngoài không biết, hắn cũng không cần phải cố lộng huyền hư, xem ra vòng then chốt nhất vẫn là rơi vào đầu sinh viên tên Trương Khác này. Nhớ tới buổi sáng đến phòng làm việc còn thấy bộ dáng của Trương Khác cầm sách vào thư viện, quả thật không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt, thực sự là khiến người đau đầu. Nhóm Đỗ Phi hy vọng tôi có thể đứng ra lên kế hoạch việc này, tôi cuối cùng cảm thấy mình phụ trách việc này có chút không quá thích hợp, cho nên tìm viện trưởng thôi xin chỉ thị một chút. Tần Cương nói, đây là chuyện tốt. Thôi Quốc Hằng cũng không quản trong lời này của Tần Cương có mấy phần chân thành, có thể qua đây nói một tiếng, nói rõ trong mắt hắn vẫn còn có Thôi Quốc Hằng. Thôi Quốc Hằng cũng cao hứng thành nhân chi mỹ, nói. Anh phải có dũng khí đảm đương việc này, công tác tại đoàn ủy viện cùng với trên lớp có thể giao lại cho người khác, trong viện khẳng định phải ủng hộ anh. Có thể trực tiếp đến phòng làm việc hiệu trưởng hỏi việc này. Hiệu trưởng Lý Hồng Minh là một người tương đối nhiệt tình với đầu tư, mấy năm nay từ trong tài khoản của trường chuyển mấy trăm triệu tài chính ra ngoài đầu tư công ty. Những khoản đầu tư này tới cùng hiệu quả bao nhiêu? Lại có bao nhiêu tài sản chuyển vào trong tài khoản của cá nhân thì không thể biết. Cao tầng công ty hoặc là trực tiếp do lãnh đạo trường tự mình kiêm chức, hoặc là tâm phúc thân thích của lãnh đạo trường. Mỗi người đều tai to mặt lớn. Không quản nói như thế nào, như sáng vực chỉ mượn danh nghĩa của Đại học Đông Hải để phía trường cầm cổ phần danh nghĩa hợp tác, hơn nữa quy mô đầu tư trên chục triệu, nó sẽ rất hợp ý của hiệu trưởng Lý Hồng Minh. Nghĩ như vậy, Thôi Quốc Hằng cũng có chút hâm mộ Tần Cương. Nếu có thể để hắn bảo lưu chức vụ viện trưởng, lại đi kiêm chức quản lý một cơ cấu có quy mô tài sản trên chục triệu, hắn cũng rất vui lòng. Thôi Quốc Hằng lại hỏi. Thừa dịp nghỉ đông, lớp đào tạo mạng máy tính mà nhóm Đỗ Phi, Mông Nhạc chuẩn bị có hiệu quả không? Cũng được, tại kiến nghiệp mở lớp đào tạo mạng máy tính, sáng vực vẫn là đầu tiên,
ngoại trừ lớp 2 kỳ như dự định, còn tăng thêm lớp ban đêm, ngoại trừ các sinh viên vào kỳ nghỉ mới có thời gian, rất nhiều học viên có nhu cầu đều là viên chức công ty đang tham gia công tác muốn cố gắng đề cao bản thân. Lúc này mới bắt đầu nảy ra ý nghĩ của cơ cấu đào tạo mạng máy tính chuyên môn. Vậy thêm 3-4 tháng nữa, là có thể thu hồi vốn của tiệm Internet rồi. Thôi Quốc Hằng hỏi. Nguyên kế hoạch 6 tháng thu hồi vốn, nhưng kiến nghiệp có nhiều nhà đầu tư cá nhân thấy được hình thức kinh doanh của tiệm Internet sáng vực thành công, liền có ý định trở thành đại lý của tiệm Internet sáng vực. Hiện nay điều kiện hợp tác thỏa đáng thì có 4 nhà, sáng vực chỉ tiêu thụ hệ thống quản lý tổng hợp tiệm Internet, 100.000 một bộ, hơn nữa thu gần triệu tiền phí giấy phép trở thành đại lý. Có lẽ qua tháng nữa là có thể thu hồi vốn của giai đoạn trước. Đỗ Phi và Mông Nhạc đều có ý nghĩ thương nghiệp đặc biệt nhạy cảm. Nếu ép buộc họ thành thật ngồi trong ghế nhà trường, thật đúng là oan ức cho tụi nó. Viện trưởng Thôi bình thường nói bồi dưỡng nhân tài phải dạy theo năng khiếu, hiện tại tôi có thể cảm nhận được ý của những lời này, đối với những sinh viên như Đỗ Phi, Mông Nhạc, mở rộng một chút sẽ rất có lợi cho họ thành tài. Thiếu niên có thiên tài cũng không phải quá ghê gớm, mấy năm trước Đại học Đông Hải xuất hiện một Tạ Kiếm Nam, phong quang vô hạn, giờ cũng nên có nhân vật mới xuất hiện rồi. Thôi Quốc Hằng biết Tần Cương là nói tốt giúp cho bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc, nếu như cứng nhắc dựa theo nội quy trường học để đối đãi với những sinh viên này cũng không phải sinh viên tốt hợp cách, nếu như từ mục đích cuối cùng đào tạo nhân tài để đi đối đãi với họ, họ cần phải là gương điển hình của sinh viên đương đại. Là nhà giáo dục, không nên nhất là đối với sinh viên bảo thủ không chịu thay đổi, cướp đi tính sáng tạo của họ, đáng tiếc tại quốc nội nói dễ làm khó, Thôi Quốc Hằng cũng chỉ có thể dung túng những sinh viên này. Tuy nhiên ngoài Đỗ Phi, Mông Nhạc, trường khác càng có thể khiến hắn hứng thú hơn. Thôi Quốc Hằng lại hỏi Tần Cương. Biểu hiện của sinh viên trường khác này hình như hơi yên lặng. Đúng vậy, hình như cậu ấy có hơi xem thường đối với việc của sáng vực. Việc của sáng vực cậu ấy cũng không tham dự vào quá nhiều, nhưng mà, nhóm Đỗ Phi, Mông Nhạc vẫn rất tôn trọng ý kiến của cậu ấy. Tần Cương nói. Khi Tần Cương nói đến từ xem thường, trong đầu Thôi Quốc Hằng lại hiện ra một ý nghĩ. Nếu như ngay cả đầu tư hơn 10 triệu của sáng vực cũng xem thường, vậy lòng dạ của y lớn thế nào? Lúc này hình như hắn không cần phải hoài nghi năng lực của đám tiểu tử này nữa rồi. Chương 797, hạng mục trọng điểm. Hôm nay là ngày Thiệu Chí Cương và chú mời La Quân, Vương Duy Quân ở khách sạn Hilton, Trương Khắc bị kéo tới làm khách bồi, y luôn cố gắng từ chối những cuộc xã giao, nhưng không phải cái nào cũng từ chối được. Trước khách sạn Hilton, Trương Khắc và Địch Đan Thanh chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy Vương Hải Thúc từ xe phía trước chui ra, nhưng không vào ngay mà đứng nhìn phía sau. Trương Khắc đi xuống thấy chiếc mét của Lâm Tuyết, qua cửa xe nhìn thấy Hồ Tôn Khánh ngồi ở ghế phụ lái. Thì ra bọn chúng cũng chọn ăn cơm ở đây, Trương Khắc lấy làm lạ, ai ngồi hàng sau mà để Hồ Tôn Khánh phải hạ mình ngồi ghế phụ lái. Nếu là Tiêu Minh Kiến thì ông ta phải ngồi cùng Hồ Tôn Khánh để Lâm Tuyết ngồi ở ghế phụ. Trừ khi ông ta và Lâm Tuyết có quan hệ không rõ ràng mới có cách ngồi quái lạ này. Trương Khắc đột nhiên cảm thấy hứng thú với người ngồi trong xe, hoặc đơn thuần là tính thích đùa ác, nhiệt tình chào hỏi Vương Hải Túc. À, giám đốc Vương cũng ăn cơm ở đây à? Anh đợi ai thế? Lâm Tiểu Thư và Phó Thị trưởng Hồ à? Vậy tôi đợi cùng anh nhé. Sau khi biết thân phận của Trương Khắc, trong lòng Vương Hải Túc luôn có sự sợ hãi khó nói, hắn đâu phải hạng não tàn. Sau này đương nhiên có thể hiểu ra Trương Khắc để hắn cố ý copy kế hoạch sản nghiệp phần mềm. Chỉ có điều Vương Hải Túc không rõ ý đồ của Trương Khắc, thực sự hắn không tưởng tượng ra được hậu quả nếu để đám Lâm Tuyết, Cát Kiến Đức biết được sự thực. Vương Hải Túc đột nhiên leo lên được đỉnh cao cuộc đời, làm sao mà có thể chấp nhận mình dễ dàng rơi xuống trắng tay. Cảm giác chân thực nhất là thanh niên thường ngày vô hại như con chó lười biếng giờ thành một thứ ma quỷ. Dù khi mình cam tâm tình nguyện lao vào một giấc mộng vĩnh viễn không muốn tỉnh, nhưng y lại có thể dễ dàng bóp nát giấc mộng đó. Vương Hải Túc mặt cứng đờ, muốn cười nhưng trông còn khó coi hơn khóc. Trương Khắc thì cười tủm tỉm, lúc này nhìn thấy Hồ Tôn Khánh sau khi xuống xe giúp mở cửa sau, người đi xuống lại là Cát Kiến Đức, còn Lâm Tuyết thì xuống xe ở phía bên kia, miệng mang nụ cười như xóa bỏ hiềm khích trước kia. Cẩm Hồ toại nguyện lấy được mảnh đất phía đông hồ, hôm nay tới ăn mừng phải không? Đám Lâm Tuyết, Hồ Tôn Khánh chú ý hết vào sản nghiệp phần mềm, đương nhiên không còn tinh lực đi tranh hạng mục trung tâm thành phố phía Đông Yến Quy Hồ, thế kỷ Cẩm Hồ không đối thủ cạnh tranh đương nhiên dễ dàng ôm mảnh đất đó vào lòng. Giờ chuyện đã xong, Lâm Tuyết không hề có dáng vẻ nào bị đả kích, lại tỏ ra vui vẻ làm Trương Khắc lấy làm lạ,
chẳng lẽ hạng mục sản nghiệp phần mềm có gì đó đột phá? Trương Khắc ung dung nói. Cái đó liên quan gì tới Cẩm Hồ, Lâm tiểu thư đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu Cẩm Hồ, nếu sau này hạng mục sản nghiệp phần mềm của các vị có gì sơ suất cũng đổ lên đầu Cẩm Hồ thì làm sao chúng tôi gánh vác được? Lâm Tuyết chỉ coi là thói quen ăn nói của Trương Khắc, còn Vương Hải Túc toát hết mồ hôi. Trương Khắc chắp tay với Cát Kiến Đức. Chủ nhiệm Cát vào lúc quan trọng thế này mà rảnh rỗi từ Bắc Kinh tới thị sát sao? Hai hội sắp diễn ra, bộ thông tin sắp thành lập, là nhân vật trong vòng xoáy, lúc này quá nửa không thể dễ dàng rời Bắc Kinh mới đúng. Cát Kiến Đức trừ thi thoảng gặp Trương Khắc ở trường hợp công khai, nhưng hai người chính thức tiếp xúc thì chưa. Cát Kiến Đức khẽ gật đầu. Có vài công việc thế nào cũng phải làm. Giả dối hàn huyên chốc lát, hai bên ai đi đường nấy, trong đại sảnh hai phía đều có thang máy, chẳng ai tiếp tục chịu đựng được đối phương lâu hơn. Tới phòng bao thì tất cả chủ khách đều tới đủ rồi. Hả, không phải là chúng tôi tới muộn chứ? Trương Khắc và Địch Đan Thanh ngồi xuống ghế để trống dành cho họ, chào hỏi mọi người xong nói với Lương Quân. Muốn tranh thủ về tham gia hôn lễ của anh chị, không ngờ mùa đông ở Nhật Bản chẳng nhàm chán lắm, nên lười. Anh chị đừng oán trách em nhé, mẹ em giúp em tặng quà cho anh chị rồi chứ. Lười không muốn về nước lại còn to mồm nói ra. Trương Chi Phi chỉ còn biết lắc đầu. Lương Quân cũng lắc đầu chịu thua, người đã tới đông đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Trương Khắc đem chuyện gặp Cát Kiến Đức ở cửa nói ra, Vương Duy Quân nói. Hạng mục sản nghiệp phần mềm được liệt vào hạng mục ngọn đuốc trọng điểm cấp quốc gia rồi, Bộ Khoa học Kỹ thuật cùng Sở Khoa học Kỹ thuật trực tiếp cấp cho 300 vạn tiền hỗ trợ, đại khái bọn họ ăn mừng vì việc này. Cái hạng mục đó hiện chỉ nằm trên giấy, chưa có công tác thực tế mà đã thành hạng mục trọng điểm cấp quốc gia rồi, song Trương Khắc chẳng ngạc nhiên vì chuyện này. Ở trong nước đây là điều hết sức bình thường, điều này cũng gián tiếp phản ánh, năng lực, của Cát Kiến Đức. Trương Khắc không tiết lộ sự thực hạng mục này, chỉ cười nói. Chẳng trách vừa rồi Lâm Tuyết nhìn thấy tôi lại nở nụ cười mê đắm, tôi cứ ngạc nhiên tới giờ. Trước kia thấy tôi, mặt cô ta tối đen như trời sắp mưa. 300 vạn chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là sau khi được liệt vào hạng mục cấp quốc gia, vay vốn khởi động hạng mục được bật đèn xanh hết rồi, Vương Duy Quân không có cớ gì cản trở nữa. Chẳng trách bọn họ đắc ý, không chỉ kiến nghiệp, còn đem cả Kim Sơn đều quy hoạch vào đó, nói là hình thành chuỗi sản nghiệp để hai thành phố thúc đẩy lẫn nhau. Vương Duy Quân giải thích, Trương Khắc đi Nhật hơn một tháng rồi, ông ta lo y không hiểu những chuyện này. Ồ, bọn họ muốn chơi trò cách cục lớn à, thảo nào không thấy thị trường Tiêu đâu, chắc là ông ấy có cái nhìn khác về cách cục này. Trương Khắc mỉm cười, có thể nhìn ra Tiêu Minh Kiến không hoàn toàn hòa hợp với bọn họ. Với xuất phát tư tưởng của ông ta là để kiến nghiệp toàn lực triển khai hạng mục này để ông ta có vốn đấu với La Quân, giờ chia sang hai nơi, tất nhiều sức tập trung yếu đi. Nhưng ông ta không lựa chọn nào khác, nếu như không muốn hoàn toàn bị cô lập ở kiến nghiệp. La Quân thái độ rất lãnh đạm với việc này, hỏi Trương Khắc. Vườn Sồi tùy tiện ném ra một kế hoạch báo lên cũng đủ làm trọng điểm quốc gia, Cẩm Hồ có kế hoạch tương ứng không? Tôi sẽ bảo Cục Khoa học Kỹ thuật phối hợp. Trương Khắc gãi đầu đầu. Y không muốn chen vào vũng nước đục này. Trước đó chúng tôi cũng có ý này, sau nghĩ mỗi năm số lượng hạng mục trọng điểm quốc gia có giới hạn, tôi hy vọng để cơ hội cho các doanh nghiệp khác ở kiến nghiệp. La Quân gật đầu, đem chủ đề chuyển sang việc chính hôm nay. Hạng mục Đông Yến Quy Hồ đã chính thức giao cho Thế Kỷ Cẩm Hồ rồi, hạng mục có được thúc đẩy mong chóng hay không, ngoài thành phố khu Cao Tân hỗ trợ chính sách ra, còn mong Cẩm Hồ nâng đỡ thêm. Đây là điều chắc chắn. Trương Khắc gật đầu, y không muốn nói nhiều, nhưng quyền chủ đạo lại cho Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi giữ đúng thân phận khách bồi. Ăn cơm tối xong tiễn hai vị lãnh đạo đi, vừa vặn nhóm Cát Kiến Đức cũng ăn cơm xong đang tạm biệt ở đại sảnh, có thêm Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam và Chu Cẩn Tỳ, Trương Khắc chẳng có gì ngạc nhiên hạng mục này đột nhiên kéo sang cả Kim Sơn, chắc chắn có Tạ gia ngầm thao tác. La Quân và Cát Kiến Đức gặp nhau, chẳng thể vờ không nhìn thấy tiếp tục rời đi được. Cho dù là Hồ Tôn Khánh thường ngày bất mãn với La Quân tới đâu cũng chẳng dám làm mất mặt ông ta trước mặt mọi người, thế là lại thêm một màn giả dối nữa. Lên xe rồi Trương Khắc mới than vãn với Địch Đan Thanh. Trời ơi sởn hết gai ốc, răng ê hết cả, may mà trước kia quyết định trốn vào Đại học Đông Hải, chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh phải nghiêm túc ngồi trong văn phòng nhìn cái đám chỉ hận không thể cắn một miếng mới hả, lại phải cười tươi tỉnh với chúng ta buồn nôn. Địch Đan Thanh cười duyên. Ai bảo cậu cứ làm cho người ta hận. Biết làm sao được, nói không chừng tôi và bọn chúng là kẻ địch trời sinh.
Trương Khắc cười khẩy. Chương 798, cần tìm hướng đi mới. Một. Không về trường ngay mà cùng đám Thiệu Chí Cương tới tổng bộ Thế Kỷ Cầm Hồ, vừa mới vào đại sảnh thì thấy một sa bàn lớn bày trước mặt mọi người. Ồ, hạng mục chưa khởi động mà khí thế đã thể hiện ra rồi. Trương Khắc đứng trước mô hình, bao gồm một khi biệt thự cao cấp, một chung cư 12 tầng, một quần thể tòa nhà văn phòng và một khách sạn 5 sao, tổng quy mô đầu tư gần 3 tỷ. Tất cả đều có trên sa bàn này rồi sao? Không nhanh như thế, còn phương án đợi Khắc thiếu gia xác nhận, khi cậu tới Hong Kong, Hứa tiểu thư có đưa phương án mới nhất của cậu xem không? Thiệu Chí Cương trả lời. Bí thư La hy vọng khách sạn 5 sao trở thành công trình kiến trúc tiêu biểu của khu Cao Tân, phương án càng khó quyết, đang thảo luận, đợi ý kiến Khắc thiếu gia. Ở Hong Kong có một đêm, lại xảy ra bao nhiêu việc, thời gian đâu mà thảo luận với Hứa tư phương án kiến trúc, Trương Khắc lắc đầu. Biệt thự và khách sạn mọi người đưa ra phương án thế nào tôi không quản, chỉ cần chỗ cách hồ 100 mét để trống ra làm giải xanh hóa công cộng là được, tôi có thể bỏ tiền túi ra trợ cấp, còn cái khác tôi không có ý kiến gì. Ngoài ra trừ đất đai công trình kỳ 1, số còn lại cũng không thể để bỏ hoang phía được, hay là tính trồng một số loại cây cảnh trước. Ha ha, lại nói nhiều rồi. Không sao, muốn gì cháu cứ nói, thiếu bao nhiêu tiền cháu bù vào là được rồi. Trương Chi Hành cười ha ha. Những lời thế này giờ chỉ có ông dám nói với Trương Khắc thôi. Thế Kỷ Cẩm Hồ dù sao là công ty lấy doanh lợi làm mục tiêu, không thể kiêm cố quá nhiều công ích xã hội, đương nhiên yêu cầu của Trương Khắc phải thỏa mãn, có trợ cấp sẽ không ảnh hưởng tới lợi ích của Thế Kỷ Cẩm Hồ, Thiệu Chí Cương gạt đề tài này đi, hỏi. Lần này Khắc thiếu gia đi Nhật có thuận lợi không? Coi như là thuận lợi nhưng không thể có hiệu quả ngay được, thị trường quốc tế rất phức tạp, cần một khoảng thời gian để bồi dưỡng thị trường. Đêm đã khuya, Tạ Hán Tĩnh vốn định gặp Cát Kiến Đức xong là trở về Huệ Sơn, nhưng sau khi gặp Trương Khắc ở khách sạn Hilton liền thay đổi chủ ý, quyết định tới nhà Chu Cẩn Tì một lúc, còn gọi cả Tạ Ý không tham dự bữa tiệc hôm nay tới. Mọi người thấy thế nào về tuyên bố của Việt Tú ở Hong Kong? Tạ Hán Tĩnh ném vấn đề ra. Tạ Kiếm Nam đau đầu day huyệt Thái Dương, hắn và Cát Ấm Quân luôn giữ quan hệ mật thiết, biết chuyện xảy ra ở Hong Kong mấy ngày qua. Chỉ mong chuyện này đơn giản là Trương Khắc đòi lại công bằng cho bảo mẫu của Tôn Tĩnh Mông. Hiện giờ sự hợp tác của Tạ Gia và cha con Cát Ấm Quân đều thông qua địa ốc Gia Tín và điện tử Gia Tín, kết quả xấu nhất là Cẩm Hồ nắm quyền khống chế của hai công ty này. Tạ Kiếm Nam không dám tưởng tượng ra tình hình khi đó, lúc ấy chẳng phải Tạ Gia nằm trong tay Cẩm Hồ, muốn bóp nặn thế nào tùy ý sao. Cả bốn người trong phòng đều không dám khẳng định Cẩm Hồ không có thực lực tranh đoạt quyền khống chế hai công ty này. Cát Ấm Quân thân là người kế thừa tập đoàn Gia Tín, lái xe nguy hiểm gây chết người, sau việc lại mua chuộc người nhà Nhạn Nhân trốn tội, tin tức này gây ảnh hưởng xấu trực tiếp tới tập đoàn Gia Tín. Mặc dù không nghiêm trọng tới mức bị bắt ngay tại hiện trường, nhưng Cát Ấm Quân bị hạn chế rời Hong Kong, thời gian qua hắn cũng bị việc này làm đau đầu, chẳng có tâm tư đi đâu, ở luôn tổng bộ tập đoàn xử lý công việc. Nghiệp vụ đầu đĩa của Khoa Vương bị tổn thất lớn. Không nhìn thấy thị trường Đông Nam Á có dấu hiệu khôi phục trong thời gian gần, Cát Ấm Quân không muốn tiêu hao thời gian vào đó, đem công ty hải ngoại cho cấp phó phụ trách, còn hắn hiện chịu trách nhiệm kiến thiết cơ sở chế tạo điện tử Kim Sơn. Vấn đề tai nạn hoàn toàn có thể giao cho luật sư giải quyết, không cần lo lắng, ở Hong Kong, dư luận không ảnh hưởng nhiều tới phán quyết của bồi thẩm đoàn, điều hiện giờ là bảo luật sư phát đơn kiện tuần san Hong Kong, đồng thời gửi thư cảnh báo tới các tòa báo khác. Đại khái qua thời gian ảnh hưởng xấu sẽ giảm dần, hiện cần lo là tin tức xấu này khiến cho đối thủ lợi dụng. Ấm Quân, báo cáo của phòng nghiên cứu thị trường vừa đưa lên, con tới xem đi. Cát Ấm Quân nhận được điện thoại của Cát Minh Tín, bỏ văn kiện trong tay đó, tới văn phòng của cha, thấy cô thư ký đang khom người thao tác máy photocopy, cái mông tròn trịa vểnh lên, hắn đưa tay bóp một cái, đắc ý nhìn cô gái hoảng sợ thét lên lùi vào góc phòng. Cát Minh Tín thấy hắn đi vào. Ném báo cáo lên bàn. Xem đi, về sau đừng có dở trò với các cô gái trong công ty, họ tới đây là để làm việc. Cát Ấm Quân cười, căn bản chẳng hề có ý hối cải. Năm xưa ba cũng bị ông nội cảnh cáo như thế phải không? Cát Ấm Quân bực mình phất tay, bảo thằng nghịch tử đọc báo cáo, trong đó chứng thực hai ngày qua có nguồn tài chính đang hút cổ phiếu của điện tử Gia Tín, dấu hiệu rất rõ ràng, còn địa ốc Gia Tín thì chưa thấy có dấu hiệu gì. Ngoài ra hai ngày qua Cát Minh Tín cũng hoạt động rất tích cực, liên tục tiếp xúc với các cổ đông trọng yếu của hai công ty. Cho dù chúng ta có hoàn toàn từ bỏ phản kháng,
kẻ nào muốn nắm quyền khống chế hai công ty này ít ra phải dùng tới 5 tỷ đô la Hồng Kông, có điều xem tình hình này bọn chúng hứng thú với điện tử gia tín nhiều hơn. Cát Ấm Quân xem lướt qua báo cáo. Cẩm Hồ có hai nhiệm vụ chính là điện tử và giấy, nếu bọn chúng thành công mua được gia tín, sẽ bù đắp được rất nhiều cho sự thiếu hụt nghiêm trọng của bọn chúng ở cơ sở sản xuất hiện tử. Cát Minh Tín dựa vào lưng ghế, đan tay vào nhau nói. Ngoài ra chúng ta hợp tác với Tạ Gia đa phần qua điện tử gia tín, nên đó cũng là đả kích lớn nhất với Tạ Gia. Bọn họ là kẻ thù cũ, nếu áp chế Tạ Gia trên thị trường thì giết địch 1 vạn tự mất 3.000, còn thông qua thủ đoạn này thì là một mũi tên trúng 2 con chim, không gì tốt hơn. Cát Ấm Quân cũng nghĩ tới 2 ngày qua Tạ Kiếm Nam gọi điện liên hệ mật thiết hơn trước kia, chắc hắn cũng lo lắng tới điều ấy. Cát Minh Tín khẳng định. Ba nghĩ mục tiêu của bọn chúng là điện tử gia tín. Cùng lúc ra tay với địa ốc gia tín chẳng qua là muốn phân tán sự chú ý của chúng ta. Cho dù bọn chúng muốn khống chế một mình điện tử gia tín thì cùng mất 3 tỷ SDK trong trường hợp chúng ta từ bỏ kháng cự. Cát Ấm Quân cười nhạt. Chắc bọn chúng không ngu tới mức cho rằng chúng ta sẽ ngoan ngoãn buông súng đầu hàng chứ. Tình hình còn nghiêm trọng và phức tạp hơn tưởng tượng đấy. Cát Minh Tín thở dài, lấy từ trong ngăn kéo ra một báo cáo tài vụ của điện tử gia tín trong năm 97. Sau cơn bão tài chính, nghiệp vụ xuất khẩu của nhà máy Quảng Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, doanh lợi tụt 80% so với năm 96, tình hình quý một năm nay cũng không lạc quan. Bọn chúng lựa chọn thời cơ này ra tay không phải là do tai nạn xe kia thôi đâu. Tổng giá trị của điện tử gia tín đã mất 40% so với năm ngoái, lúc này nếu như bị lộ ra tin tức làm ăn thua lỗ thêm vào dự đoán bi quan về tình hình kinh tế năm nay. Giá cổ phiếu của điện tử gia tín sẽ còn giảm xuống, đúng là thời cơ tốt tranh đoạt quyền khống chế điện tử gia tín. Cát Ấm Quân hầm hừ nói. Cho dù xét tới đủ các loại tình huống cũng không thể bài trừ khả năng bọn chúng chỉ hư trương thanh thế, chúng ta cũng không thể vì bọn chúng tuyên bố một câu mà loạn thế trận. Cũng không thể nói loạn là loạn được, nhưng phải ứng phó với lời chỉ trích của nhà đầu tư chứng khoán. Cát Minh Tín chỉ vào báo cáo tài vụ chưa công bố. Chúng ta cũng phải có một số biện pháp cấp bách giữ lòng tin của nhà đầu tư, thị trường hải ngoại tạm thời còn chưa thấy dấu hiệu hồi sinh, chỉ có thị trường trong nước chẳng những không bị ảnh hưởng của cơn bão tài chính nhiều, lại còn thể hiện tiềm lực lớn. 10 năm qua mặc dù chúng ta luôn gia công cho doanh nghiệp nước ngoài, nhưng chúng ta chưa bao giờ ngừng đầu tư nghiên cứu kỹ thuật. Bà nghĩ chúng ta cần có phương thức linh hoạt hơn để tranh đoạt thị trường trong nước. Con chuẩn bị đi, mấy ngày nữa tới nội địa với ba một chuyến. Nghĩ một lúc rồi bổ sung. Trước khi rời Hồng Kông, ba sẽ mở cuộc họp SDDQT, nghiên cứu tăng cổ phần địa ốc gia tín và điện tử gia tín. Nhưng tài chính của tập đoàn cũng rất hữu hạn. Cát Ấm Quân lo lắng nói. Các biện pháp khác không có hiệu quả tức thì, đây là lựa chọn bất đắc dĩ. Cát Minh Tín thở dài. Tuy nói được kế thừa quá nửa di sản gia tộc, nắm chắc tập đoàn gia tín trong tay, tài sản của Cát Minh Tín một dạo cũng hơn 16 tỷ SDK. Cho dù qua cơn bão tài chính vẫn còn ở mức 10 tỷ SDK, nhưng đại đa số tồn tại dưới dạng tài sản công ty, còn tài chính nắm trong tay rất hữu hạn. Nửa năm qua vì để các công ty bình ổn vượt qua cơn bão tài chính, đá đít phần tử không cùng đường khỏi tập đoàn, ông ta đã tiêu hao một khoản tiền lớn, tài chính còn dư thậm chí không bằng Cẩm Hồ, chỉ nhớ tới việc trước cơn bão tài chính Ái Đạt vơ được từ thị trường chứng khoán 4 tỷ đô la Hồng Kông là thèm rồi. Cát Ấm Quân không nói gì. Đang định đi thì bị cha hắn gọi lại. Tang lễ của chị Châu con có tham dự không? Sờ vết xước trên mặt, Cát Ấm Quân hơi sợ, khó xử nói. Hay để người khác đi. Con không tới giới truyền thông sẽ lại làm ầm lên. Con mà tới bọn chúng càng hưng phấn. Cát Ấm Quân lắc đầu, kiên quyết không tham gia tang lễ. Trương Khác cũng không đặc biệt tới Hồng Kông tham gia tang lễ gì Châu, nhưng y luôn theo dõi mật thiết tin tức ở phía Hồng Kông. 3 ngày sau tang lễ tập đoàn gia tín tuyên bố kế hoạch tăng cổ phần 2 công ty điện tử và địa ốc, kích thích giá cổ phiếu tăng lên. Trương Khác tin tập đoàn gia tín không thể chỉ có 1-2 chiêu dẫy dụa, cuộc chiến thương nghiệp cỡ lớn không thể có kết quả nhanh được, cần có nhiều thời gian, và cần kiên nhẫn. Ngày 26 tháng 2 Tôn Tĩnh Mông mới bay về kiến nghiệp, cô vẫn chưa phụ hồi sau bi thương, Tôn Tĩnh Hương tạm thời bỏ chuyện công ty đó đi cùng em gái, Trương Khác đích thân tới đón. Nhìn thấy hai chị em Tôn Tĩnh Hương đi ra đại sảnh sân bay, sắc mặt không dễ coi lắm, Trương Khác còn tưởng hai cô bị say máy bay, hoặc vẫn còn đau buồn, đợi nhìn thấy cha con Cát Minh Tín cùng một đám tùy tùng đi sau, Trương Khác chỉ biết cười khổ,
chẳng trách sắc mặt Tôn Tĩnh Mông tệ như thế, y lại không thể tóm cổ Cát Ấm Quân đập một trận cho cô hả giận. Đây mới là phản ứng thực sự của Gia Tin chứ. Địch Đan Thanh đứng bên cạnh Trương Khác nói nhỏ, ngó quanh không thấy người tiếp đón. Xem ra đây là trạm trung chuyển của bọn họ, chắc sẽ tới Kim Sơn. Trương Khác gật đầu, biện pháp tăng cổ phần mà Gia Tín tuyên bố chỉ trị ngọn không trị gốc, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Không ngờ cùng chuyến bay với cha con họ Cát, chị em Tôn Tĩnh Hương hết sức khó chịu, kỳ thực cha con Cát Minh Tín chẳng dễ chịu chút nào, bọn họ không muốn để phía Cẩm Hồ biết bọn họ tới nội địa vào lúc này. Chuyến bay giữa Hồng Kông và Kim Sơn mỗi tuần chỉ có một lần, cho nên Cát Minh Tín đành tới kiến nghiệp rồi mới tới Kim Sơn. Cha con họ Cát nhìn thấy Trương Khác khoanh tay đứng giữa đại sảnh, khó không nảy ra suy nghĩ muốn quay về tránh y trước rồi tính, đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, hiện giờ ngoài tiến tới thì còn cách nào khác nữa. Lúc này hai bên chẳng còn chút khách sáo giả dối nào nữa, Trương Khác lạnh lùng nhìn cha con chúng vội vã đi ra ngoài đại sảnh, đi tới xách hành lý giúp hai cô gái, thấy bọn họ ăn mặc phong phanh, nhíu mày lại. Hồng Kông mùa xuân ấm áp nhưng mùa đông ở kiến nghiệp chưa đi đâu, dự báo thời tiết còn nói tối nay sẽ có tuyết đấy. Rồi cởi áo khoác ra đưa cho Tôn Tĩnh Mông. Cảm giác chỉ cô cần chiếu cô thôi. Thấy Tôn Tĩnh Mông không từ chối, liền giúp cô khoác áo lên vai. Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, ba người bọn họ mau chóng vào xe, vừa ngồi xuống thì nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân, do chiếu cố tới tâm tình của Tôn Tĩnh Mông, buổi tối sẽ tổ chức bữa cơm thân tình đơn giản ở chung cư thanh niên. Diệp Kiến Bân, Đỗ Phi và Trần Phi Dung đang ở nhà chuẩn bị thức ăn, không có người ngoài nào khác, Trương Khác nói qua loa vài câu rồi tế nhị chuyển điện thoại cho Tôn Tĩnh Hương. Xe tới ngõ học phủ thì tuyết đổ xuống thật. Hai quý cô hôm nay hưởng quy cách tiếp đãi cấp cao đấy nhé. Diệp Kiến Bân khi ra mở cửa thì còn đeo tạp dề, tay cầm cái bát đang đánh trứng, núi đùa. Đợi lát nữa để Trương Khác làm cho hai quý cô mấy món, bữa cơm này có thể nói là đáng giá ngàn vàng đó. Trương Khác hết sức hoài nghi tài nấu nướng của Đỗ Phi và Diệp Kiến Bân, hỏi Địch Đan Thanh. Tay nghề của chị ra sao? Để tôi phụ cho cậu. Địch Đan Thanh xấu hổ không nhận tay nghề của mình cũng chẳng ra sao. Được, 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 mọi người cứ ngồi đấy mà đợi ăn đi. Trương Khác phất tay, cởi tạp dề của Diệp Kiến Bân ra, đích thân vào bếp nấu ăn, còn may là có Trần Phi Dung nữa. Diệp Kiến Bân nghe Tôn Tĩnh Hương kể cha con Cát Minh Tín ngồi cùng chuyến bay tới kiến nghiệp, đứng ở cửa bếp nói. Xem ra mấy động tĩnh nhỏ của chúng ta đã làm mục tiêu rối loạn rồi, lão già Cát Minh Tín này không tùy tiện nhúc nhích vậy đâu. Sản phẩm điện tử tiêu dùng năm ngoái xuất khẩu bị sụt giảm mạnh, năm nay cũng chưa chắc gì khôi phục, trong khi thị trường trong nước đang không ngừng tăng trưởng, anh cho rằng Cát Minh Tín có nhiều lựa chọn sao? Trương Khác vừa nhận củ cải rửa sạch của Trần Phi Dung đặt lên thất thái, vừa tán gẫu với Diệp Kiến Bân. Vậy cậu nói xem lần này bọn họ tới nội địa sẽ có hành động gì? Điện tử Gia Tín muốn thoát khỏi khốn cảnh hiện nay, một là tăng cường hợp tác với doanh nghiệp ngoại như Samsung, tăng cường gia công sản phẩm cho họ. Đồng thời đừng quên rằng tháng 9 năm ngoái, Chính Thái và Điện tử Gia Tín đồng thời đăng ký 4 công ty với tên Khoa Vương, Cao Khoa KV đã do Đại Nhã khống chế. Trong 3 công ty kia có một cái chủ tính làm bạch điện, nhưng tới giờ vẫn chưa phát triển thành nghiệp vụ hạch tâm gì. Năm nay dự toán quảng cáo của Khoa Vương không ít hơn 150 triệu, anh nói xem bọn họ định làm gì. Trong tay Gia Tín có rất nhiều dây chuyền sản xuất và kỹ thuật sản phẩm hoàn chỉnh, chỉ có điều trước đó bọn họ định vị thị trường hạn chế trong nghiệp vụ gia công, ở thương hiệu đầu tư rất ít, cũng không có hệ thống tiêu thụ liên kết thị trường đầu cuối. Nếu đổi lại là tôi, không cần thay đổi đường lối kinh doanh, nhưng liên hiệp với Khoa Vương, dùng thương hiệu của Khoa Vương, có thể trực tiếp đi vào thị trường nội địa. Diệp Kiến Bân khẳng định, chuẩn xác, mặc dù cha con chúng làm người ta không ưa gì, tiếc là chúng không phải là hạng ngu xuẩn vô tri tự đại. Trương Khác chép miệng. Cẩm Hồ có bước phát triển dài, đối thủ cũng chẳng hề dậm chân tại chỗ, ngược lại đám người Tạ gia, Cát gia đó đều có đầu óc kinh tế, bị Cẩm Hồ kích thích còn phát triển xuất sắc hơn Quý Thích bình thường. Diệp Kiến Bân cười sảng khoái. Đối thủ cạnh tranh quá ngu xuẩn thì còn thú vị gì nữa? Chương 799, cần tìm hướng đi mới khai. Tổng giá trị của điện tử Gia Tín đã mất 40% so với năm ngoái, lúc này nếu như bị lộ ra tin tức làm ăn thua lỗ thêm vào dự đoán bi quan về tình hình kinh tế năm nay, giá cổ phiếu của điện tử Gia Tín sẽ còn giảm xuống, đúng là thời cơ tốt tranh đoạt quyền khống chế điện tử Gia Tín. Cát Ấm Quân hầm hừ nói.
cho dù xét tới đủ các loại tình huống cũng không thể bài trừ khả năng bọn chúng chỉ hư trương thanh thế, chúng ta cũng không thể vì bọn chúng tuyên bố một câu mà loạn thế trận. Cũng không thể nói loạn là loạn được, nhưng phải ứng phó với lời chỉ trích của nhà đầu tư chứng khoán. Cát Minh Tín chỉ vào báo cáo tài vụ chưa công bố. Chúng ta cũng phải có một số biện pháp cấp bách giữ lòng tin của nhà đầu tư, thị trường hải ngoại tạm thời còn chưa thấy dấu hiệu hồi sinh, chỉ có thị trường trong nước chẳng những không bị ảnh hưởng của cơn bão tài chính nhiều, lại còn thể hiện tiềm lực lớn. 10 năm qua mặc dù chúng ta luôn gia công cho doanh nghiệp nước ngoài, nhưng chúng ta chưa bao giờ ngừng đầu tư nghiên cứu kỹ thuật. Bà nghĩ chúng ta cần có phương thức linh hoạt hơn để tranh đoạt thị trường trong nước. Con chuẩn bị đi, mấy ngày nữa tới nội địa với ba một chuyến. Nghĩ một lúc rồi bổ sung. Trước khi rời Hong Kong, ba sẽ mở cuộc họp SDDQT, nghiên cứu tăng cổ phần địa ốc Gia Tín và điện tử Gia Tín. Nhưng tài chính của tập đoàn cũng rất hữu hạn. Cát Ấm Quân lo lắng nói. Các biện pháp khác không có hiệu quả tức thì, đây là lựa chọn bất đắc dĩ. Cát Minh Tín thở dài. Tuy nói được kế thừa quá nửa di sản gia tộc, nắm chắc tập đoàn Gia Tín trong tay, tài sản của Cát Minh Tín một dạo cũng hơn 16 tỷ SDK. Cho dù qua cơn bão tài chính vẫn còn ở mức 10 tỷ SDK, nhưng đại đa số tồn tại dưới dạng tài sản công ty, còn tài chính nắm trong tay rất hữu hạn. Nửa năm qua vì để các công ty bình ổn vượt qua cơn bão tài chính, đá đít phần tử không cùng đường khỏi tập đoàn, ông ta đã tiêu hao một khoản tiền lớn, tài chính còn dư thậm chí không bằng cầm hồ, chỉ nhớ tới việc trước cơn bão tài chính Ái Đạt vơ được từ thị trường chứng khoán 4 tỷ đô la Hồng Kông là thèm rồi. Cát Ấm Quân không nói gì. Đang định đi thì bị cha hắn gọi lại. Tang lễ của chị Châu con có tham dự không? Sờ vết xước trên mặt, Cát Ấm Quân hơi sợ, khó xử nói. Hay để người khác đi. Con không tới giới truyền thông sẽ lại làm ầm lên. Con mà tới bọn chúng càng hưng phấn. Cát Ấm Quân lắc đầu, kiên quyết không tham gia tang lễ. Trương Khác cũng không đặc biệt tới Hong Kong tham gia tang lễ gì Châu, nhưng y luôn theo dõi mật thiết tin tức ở phía Hong Kong. Ba ngày sau tang lễ tập đoàn Gia Tín tuyên bố kế hoạch tăng cổ phần hai công ty điện tử và địa ốc, kích thích giá cổ phiếu tăng lên. Trương Khác tin tập đoàn Gia Tín không thể chỉ có một hai chiêu dẫy dụa, cuộc chiến thương nghiệp cỡ lớn không thể có kết quả nhanh được, cần có nhiều thời gian, và cần kiên nhẫn. Ngày 26 tháng 2 Tôn Tĩnh Mông mới bay về kiến nghiệp, cô vẫn chưa phụ hồi sau bi thương, Tôn Tĩnh Hương tạm thời bỏ chuyện công ty đó đi cùng em gái, Trương Khác đích thân tới đón. Nhìn thấy hai chị em Tôn Tĩnh Hương đi ra đại sảnh sân bay, sắc mặt không dễ coi lắm, Trương Khác còn tưởng hai cô bị say máy bay, hoặc vẫn còn đau buồn, đợi nhìn thấy cha con Cát Minh Tín cùng một đám tùy tùng đi sau, Trương Khác chỉ biết cười khổ, chẳng trách sắc mặt Tôn Tĩnh Mông tệ như thế, y lại không thể tóm cổ Cát Ấm Quân đập một trận cho cô hả giận. Đây mới là phản ứng thực sự của Gia Tin chứ. Địch Đan Thanh đứng bên cạnh Trương Khác nói nhỏ, ngó quanh không thấy người tiếp đón. Xem ra đây là trạm trung chuyển của bọn họ, chắc sẽ tới Kim Sơn. Trương Khác gật đầu, biện pháp tăng cổ phần mà Gia Tín tuyên bố chỉ trị ngọn không trị gốc, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Không ngờ cùng chuyến bay với cha con họ Cát, chị em Tôn Tĩnh Hương hết sức khó chịu, kỳ thực cha con Cát Minh Tín chẳng dễ chịu chút nào, bọn họ không muốn để phía Cẩm Hồ biết bọn họ tới nội địa vào lúc này. Chuyến bay giữa Hong Kong và Kim Sơn mỗi tuần chỉ có một lần. Cho nên Cát Minh Tín đành tới kiến nghiệp rồi mới tới Kim Sơn. Cha con họ Cát nhìn thấy Trương Khác khoanh tay đứng giữa đại sảnh, khó không nảy ra suy nghĩ muốn quay về tránh y trước rồi tính, đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, hiện giờ ngoài tiến tới thì còn cách nào khác nữa. Lúc này hai bên chẳng còn chút khách sáo giả dối nào nữa, Trương Khác lạnh lùng nhìn cha con chúng vội vã đi ra ngoài đại sảnh, đi tới xách hành lý giúp hai cô gái, thấy bọn họ ăn mặc phong phanh, nhíu mày lại. Hong Kong mùa xuân ấm áp nhưng mùa đông ở kiến nghiệp chưa đi đâu, dự báo thời tiết còn nói tối nay sẽ có tuyết đấy. Rồi cởi áo khoác ra đưa cho Tôn Tĩnh Mông. Cảm giác chỉ cô cần chiếu cô thôi. Thấy Tôn Tĩnh Mông không từ chối, liền giúp cô khoác áo lên vai. Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, ba người bọn họ mau chóng vào xe, vừa ngồi xuống thì nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân, do chiếu cố tới tâm tình của Tôn Tĩnh Mông, buổi tối sẽ tổ chức bữa cơm thân tình đơn giản ở chung cư thanh niên. Diệp Kiến Bân, Đỗ Phi và Trần Phi Dung đang ở nhà chuẩn bị thức ăn, không có người ngoài nào khác, Trương Khác nói qua loa vài câu rồi tế nhị chuyển điện thoại cho Tôn Tĩnh Hương. Xe tới ngõ học phủ thì tuyết đổ xuống thật. Hai quý cô hôm nay hưởng quy cách tiếp đãi cấp cao đấy nhé. Diệp Kiến Bân khi ra mở cửa thì còn đeo tạp dề, tay cầm cái bát đang đánh trứng, núi đùa.
đợi lát nữa để Trương Khác làm cho hai quý cô mấy món, bữa cơm này có thể nói là đáng giá ngàn vàng đó. Trương Khác hết sức hoài nghi tài nấu nướng của Đỗ Phi và Diệp Kiến Bân, hỏi Địch Đan Thanh. Tay nghề của chị ra sao? Để tôi phụ cho cậu. Địch Đan Thanh xấu hổ không nhận tay nghề của mình cũng chẳng ra sao. Được, 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 mọi người cứ ngồi đấy mà đợi ăn đi. Trương Khác phất tay, cởi tạp dề của Diệp Kiến Bân ra, đích thân vào bếp nấu ăn, còn may là có Trần Phi Dung nữa. Diệp Kiến Bân nghe Tôn Tĩnh Hương kể cha con Cát Minh Tín ngồi cùng chuyến bay tới Kiến Nghiệp, đứng ở cửa bếp nói. Xem ra mấy động tĩnh nhỏ của chúng ta đã làm mục tiêu rối loạn rồi, lão già Cát Minh Tín này không tùy tiện nhúc nhích vậy đâu. Sản phẩm điện tử tiêu dùng năm ngoái xuất khẩu bị sụt giảm mạnh, năm nay cũng chưa chắc gì khôi phục, trong khi thị trường trong nước đang không ngừng tăng trưởng, anh cho rằng Cát Minh Tín có nhiều lựa chọn sao? Trương Khác vừa nhận củ cải rửa sạch của Trần Phi Dung đặt lên thất thái, vừa tán gẫu với Diệp Kiến Bân. Vậy cậu nói xem lần này bọn họ tới nội địa sẽ có hành động gì? Điện tử Gia Tín muốn thoát khỏi khốn cảnh hiện nay, một là tăng cường hợp tác với doanh nghiệp ngoại như Samsung, tăng cường gia công sản phẩm cho họ. Đồng thời đừng quên rằng tháng 9 năm ngoái, Chính Thái và Điện tử Gia Tín đồng thời đăng ký 4 công ty với tên Khoa Vương, Cao Khoa KV đã do Đại Nhã khống chế. Trong 3 công ty kia có một cái chủ tính làm bạch điện, nhưng tới giờ vẫn chưa phát triển thành nghiệp vụ hạch tâm gì. Năm nay dự toán quảng cáo của Khoa Vương không ít hơn 150 triệu, anh nói xem bọn họ định làm gì. Trong tay Gia Tín có rất nhiều dây chuyền sản xuất và kỹ thuật sản phẩm hoàn chỉnh, chỉ có điều trước đó bọn họ định vị thị trường hạn chế trong nghiệp vụ gia công, ở thương hiệu đầu tư rất ít, cũng không có hệ thống tiêu thụ liên kết thị trường đầu cuối. Nếu đổi lại là tôi, không cần thay đổi đường lối kinh doanh, nhưng liên hiệp với Khoa Vương, dùng thương hiệu của Khoa Vương, có thể trực tiếp đi vào thị trường nội địa. Diệp Kiến Bân khẳng định, chuẩn xác, mặc dù cha con chúng làm người ta không ưa gì, tiếc là chúng không phải là hạng ngu xuẩn vô tri tự đại. Trương Khác chép miệng, Cẩm Hồ có bước phát triển dài, đối thủ cũng chẳng hề dậm chân tại chỗ, ngược lại đám người Tạ gia, Cát gia đó đều có đầu óc kinh tế, bị Cẩm Hồ kích thích còn phát triển xuất sắc hơn Quý Thích bình thường. Diệp Kiến Bân cười sảng khoái. Đối thủ cạnh tranh quá ngu xuẩn thì còn thú vị gì nữa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 800, chia tay. Tôi chẳng có hào khí ngút trời như anh, tôi mong đối thủ kẻ nào cũng ngu như heo, tôi đỡ phải đau đầu. Trương Khác trong lúc nói chuyện cũng luôn tay thái củ cải, nấm hương, thịt gà đâu ra đấy, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vài ngày nữa anh đi Kim Sơn phải không, cho tôi đi với. Thế thì tốt quá, cậu cũng biết đấy mụ La Sát họ Chu kia không hoan nghênh chúng ta đâu, tôi đi một mình hơi run, có cậu đi theo còn cổ vũ tinh thần cho nhau. Diệp Kiến Bân khoái chí nói. Hay là chúng ta tới sớm đi, tranh thủ lúc cha con Cát Minh Tín chưa đi, thế mới vui. Nếu không có Trần Phi Dung nhắc nhở thì Trương Khác đã thiếu chút nữa cho đường thay vì muối rồi, đuổi Diệp Kiến Bân đi, chuyên tâm phối hợp cùng Trần Phi Dung làm cơm. Cơm xong chỉ có Diệp Kiến Bân, Đỗ Phi, Trần Phi Dung, Địch Đan Thanh, Mã Hải Long, cùng Trương Khác, chị em Tôn Tĩnh Hương, tổng cộng 8 người ngồi quây quần bên bàn ăn. Buổi tối Tôn Tĩnh Hương đi với Diệp Kiến Bân, Đỗ Phi bận rộn chuyện công ty. Địch Đan Thanh về phòng chỉnh lý tài liệu, Trương Khác kéo Trần Phi Dung và Tôn Tĩnh Mông lên phòng trà tầng trên cùng tán gẫu. Rõ ràng nói đưa tôi về Kiến Nghiệp giải khuây, vừa mới tới nơi đã chuồn mất. Tôn Tĩnh Mông khoác áo ngồi cuộn mình trên ghế, oán trách chị gái. Thực sự hoài nghi mục đích tới đây của chị ấy. Ai, toàn là người vô nhân tính. Trương Khác phụ họa, thấy Tôn Tĩnh Mông có tâm tư than phiền như thế, chắc tâm tình tốt hơn lúc ở Hong Kong nhiều rồi, cũng mừng cho cô. Hay tôi đưa cô ra phố đi dạo, chỗ này không đốt lò than ngồi không lạnh lắm. Lúc này quá yên tĩnh với Tôn Tĩnh Mông không tốt, chẳng bằng đưa cô đi tới chỗ náo nhiệt để phân tán đầu óc, tới 1978 cũng tốt hơn ở đây. Ngoài trời lác đác tuyết rơi, Tôn Tĩnh Mông còn chưa mở vali, nên khoác áo của Trương Khác, cùng y và Trần Phi Dung đi bộ tới ngõ học phủ, trên đường đi nghe Trần Phi Dung kể chuyện lớp bồi dưỡng Internet của đám Đỗ Phi. Tới cửa ngõ. Nhìn thấy Tịch Nhược Lâm tay che mặt chạy về phía này, nước mắt long lanh tranh mắt, dưới ánh đèn nhợt nhạt, trông thương tâm vô cùng, còn phía bên kia Vương Hải Túc đang chui vào xe. Cãi nhau hay là chia tay? Nhìn thấy cảnh này Trương Khác nảy ra suy nghĩ đó, tính toán không biết có nên tránh đi, sau đó thông báo cho Mông Nhạc tới thu thập tàn cuộc không? Tịch Nhược Lâm nhìn thấy đám Trương Khác, vội quay người đi không muốn bọn họ nhìn thấy mình khóc,
tay vội vàng lau nước mắt, vai run run, trông hết sức tội nghiệp. Xảy ra chuyện gì thế? Trương Khắc không thể coi như không nhìn thấy gì, đi tới trước mặt Tịch Nhược Lâm hỏi. Có phải bị tên lưu manh thối tha kia bắt nạt không? Tôi lập tức bảo Mông Nhạc, dẫn vài huynh đệ tới xử lý hắn cho chị hả giận. Tôn Tĩnh Mông lườm Trương Khắc một cái, nhìn tình hình rõ ràng người ta vừa chia tay, y còn cố ý sát muối vào vết thương. Trương Khắc cứ cười lớn hết sức phổi bò, tình cảm là chuyện người ngoài khó xen vào nhất, y có ý lợi dụng Vương Hải Túc, lại lo Tịch Nhược Lâm bị cuốn vào, thấy hai bọn họ chia tay tất nhiên là kết quả lý tưởng nhất. Kết quả này y cũng dự liệu được rồi, Vương Hải Túc có điều phải che giấu, lại sợ y như hổ, sao không lo Tịch Nhược Lâm vô ý lộ ra cho đám Lâm Tuyết biết. Thời gian qua Vương Hải Thúc thậm chí không dám tới ngõ học phủ, không dám tiếp xúc với Tịch Nhược Lâm, đủ biết hai bọn họ đã tới hồi kết. Điều khó chịu nổi nhất có lẽ là lúc bản thân rơi vào cảnh quẫn bách bị người quen nhìn thấy, Tịch Nhược Lâm cố kìm nước mắt thì nước mắt càng nhiều, không so ngừng lại được. Trương Khắc lấm lét nhìn quanh. Tôi phải chuồn thôi, nếu người ta hiểu lầm tôi là tên lưu manh thối tha làm chị khóc thì thảm rồi, thanh danh của tôi đủ tệ rồi, không cần làm nó tồi tệ thêm nữa. Tịch Nhược Lâm phì cười, nước mũi phun cả ra, thế là bản thân cô xấu hổ không khóc nữa. Trương Khắc đứng trên tầng 3 của quán nét sáng vực, nhìn ô cửa sổ phía đối diện, bóng dáng gầy gò của Tạ Tử Gia hiện lên cửa sổ, cô đang chuyên tâm làm việc, không chú ý thấy Trương Khắc đang quan sát mình. Đa phần lúc tao đi rồi bên đó vẫn sáng đèn. Đỗ Phi nhìn theo hướng Trương Khắc, đi tới nói. Biết đâu đấy có thế gì đó sẽ làm người khác phải chấn kinh. Trương Khắc gật đầu. Chắc chắn rồi, cô ấy rất đáng kỳ vọng đấy. Trương Khắc mỉm cười rời đi, kéo một cái ghế ngồi xuống, nhìn mấy cô gái vây quanh an ủi Tịch Nhược Lâm, an ủi nữ nhân của người khác là chuyện đau khổ nhất, nên Trương Khắc giao công tác này cho người khác làm. Lúc này còn ở văn phòng gần như đều là người thân thiết với Tịch Nhược Lâm, hai cô gái Tôn Tĩnh Mông, Lệnh Tiểu Yến vừa an ủi vừa mắng mỏ Vương Hải Túc, đám con trai bao giờ cũng vô tâm, còn người quỷ dị kéo Mông Nhạc sang một bên chúc mừng. Mọi người đều không ưa gì tên Vương Túc Hải đó, nhưng lại chẳng thể bảo Tịch Nhược Lâm chia tay hắn, lúc này tất nhiên là thấy phải ăn mừng rồi, mặc dù trông cái dáng vẻ căm phẫn của Mông Nhạc, nhưng có ma mới tin hắn không sướng thầm trong bụng. Thế là sao chứ, ngay cả lý do cũng không có. Lệnh Tiểu Yến tức tối nói. Trần Phi Dung ngồi bên cạnh Trương Khắc cũng phụ họa. Đúng là quá đáng. Trương Khắc nói nhỏ với cô. Tuyệt đại đa số những người sau khi chia tay đau khổ là vì họ không tìm ra nguyên nhân chia tay, nên cứ vướng mắng trong lòng. Thấy đám thời học bân mặt mày hớn hở, cười mắng. Nơi này đúng là không phải chỗ cho các cô gái vừa chia tay tới, có cái đám này, chỉ làm lòng người ta thêm đau khổ. Đỗ Phi cười hăng hắc. Nếu đem đáp án nói ra, chẳng phải càng tàn nhẫn hơn sao? Mày đuổi đám học bân đi trước đi, bọn này chuyện tốt không làm, chỉ toàn đổ dầu vào lửa. Trương Khắc đứng dậy đi tới bên cạnh Tịch Nhược Lâm. Có đáp án chỉ có cảm thấy thoải mái hơn không? Tịch Nhược Lâm đang gục đầu trên bàn khóc thút thít, nghe vậy ngẩng đầu lên, hai mắt đã sưng đỏ, nghẹn ngào nói. Cho dù anh ấy gặp cô gái tốt hơn tôi cũng được, cho dù cảm thấy chán tôi cũng được, dù sao cũng không thể mời tôi ăn cơm như bình thường rồi bảo chia tay, không nói lý do gì hết rồi bỏ đi. Nếu đổi lại là tôi, thường vì để đối phương dễ chịu hơn một chút. Tôi sẽ nói cho cô ấy lý do không hứng thú nữa. Chia tay không phải là chuyện trời sập, có lẽ chị cho rằng Vương Hải Túc bay cao rồi, không coi trọng chị nữa, chị cảm thấy bị vứt bỏ nên mới thương tâm. Hoặc có lẽ tình cảm của chị với anh ta sâu tới mức khiến chị không thể chấp nhận được chuyện chia tay. Trương Khắc xé một tờ giấy đưa cho Tịch Nhược Lâm. Số điện thoại của Vương Hải Túc là gì? Chị viết đi, chị muốn biết đáp án chứ gì? Tôi bảo anh ta tới trả lời cho chị. Tịch Nhược Lâm giật mình nhìn Trương Khắc, không hiểu vì sao y khẳng định có thể gọi một cái là Vương Hải Túc sẽ tới, do dự một lúc rồi viết số di động của hắn cho Trương Khắc. Đỗ Phi đuổi hết những người không liên quan đi, chỉ còn lại những người thực sự thân thiết với Tịch Nhược Lâm. Nghe Trương Khắc nói vậy, Lệnh Tiểu Yến nghi hoặc. Nghe giọng điệu của cậu hình như đã từng vứt bỏ cô gái nào đó một cách vô tình vậy, không biết cô gái ấy là ai thế. Trương Khắc chỉ cười, cầm điện thoại bàn gọi cho Vương Hải Túc. Điện thoại thông ngay, có lẽ trước kia Tịch Nhược Lâm đã dùng điện thoại công ty gọi cho hắn, Vương Hải Thúc cũng nghĩ là cô gọi, bực mình nói. Bình tĩnh lại mà suy nghĩ đi, chia tay là tốt cho cô cũng tốt cho tôi. Tốn thời gian bên nhau chẳng có lợi cho ai hết. Trương Khắc cắt ngang. Tôi là Trương Khắc, đang ở sáng vực,
anh có tiện tới đây một chút không? Chương 801, cái đinh. Có thể nghe thấy tiếng phanh gấp ở phía bên kia điện thoại, một lúc sau giọng Vương Hải Thúc truyền tới. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Trương Khắc cúp điện thoại, bảo Tịch Nhược Lâm. Anh ấy sẽ tới ngay, nếu chỉ cần đáp án lát nữa cứ hỏi. Có điều, hết yêu rồi, truy cứu chỉ làm bản thân thêm đau lòng thôi. Tịch Nhược Lâm hết sức ngạc nhiên nhìn Trương Khắc, quên luôn cả khóc. Vương Hải Thúc chưa đi được bao xa, 3-4 phút sau đã nghe thấy tiếng động cơ dưới lầu, rồi tiếng bước chân trên bậc thang. Vào phòng, Vương Hải Thúc liếc mắt qua mọi người, chỉ dừng trên mặt Tịch Nhược Lâm một giây, nhưng lại dùng ngữ khí hết sức dè dặt hỏi Trương Khắc. Khắc thiếu gia tìm tôi có chuyện gì ạ? Thấy dáng vẻ của hắn như thế, đau khổ lấp đầy trái tim Tịch Nhược Lâm đột nhiên như vòi nước hỏng thoát hết ra, cô biết mình là vô nghĩa với hắn rồi. Trương Khắc quay đầu sang nhìn cô, nói. Nếu còn cần đáp án gì, chị cứ thoải mái hỏi đi. Tịch Nhược Lâm lắc đầu, giờ mới phát giác đáp án không còn quan trọng nữa. Trương Khắc lúc này mới bảo Vương Hải Túc. Tôi có chuyện tìm anh nói chuyện, anh theo tôi vào văn phòng. Vỗ vai Đỗ Phi bảo hắn đi theo. Vào văn phòng Trương Khắc mời Vương Hải Thúc ngồi xuống rồi nói. Tôi chưa phiền toái tới mức vì chuyện anh và Tịch sư tỷ chia tay mà gọi anh tới, vừa vặn có cơ hội này nên tìm anh nói chuyện thôi. Vương Hải Thúc sau khi biết thân phận của Trương Khắc luôn sợ y, mặc dù hiện giờ hắn có thể kiếm được cô gái xinh đẹp hơn cả Tịch Nhược Lâm, nhưng nếu không phải vì Trương Khắc, hắn chẳng chia tay cô, một cô gái ngây thơ ngốc nghếch như thế, sao có thể chê nhiều được. Khắc thiếu gia có chuyện gì cứ sai bảo là được. Vương Hải Thúc hết sức cẩn thận nói. Đừng gò bó thế, Hải Thúc là công ty lớn rồi. Trương Khắc xua tay. Dù tôi và Lâm Tuyết có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng dù sao cũng có tình hữu nghị bạn bè với anh, hiện hạng mục sản nghiệp phần mềm càng lúc càng lớn, tôi tìm anh tới để hỏi, anh có ý kiến thế nào về quy mô này? Vương Hải Thúc toát mồ hôi hột, giờ hắn bị Trương Khắc dùng hạng mục này bắt cóc rồi. Trừ khi hắn có thể vứt bỏ được quyền thế và địa vị, nếu không sẽ như Tôn Ngộ Không nằm trong tay Phật Tổ Như Lai, có điều cả đời có mấy người leo lên được tầm cao như thế, sao cam tâm vứt đi được. Nơm nớp lo sợ nhìn Trương Khắc. Khắc thiếu gia có ý kiến gì ạ? Tôi chẳng có ý kiến gì, nếu không nhìn thấy anh tôi đã quên bén mất nó. Thấy anh tôi mới có chút lo lắng, sản nghiệp phần mềm tới lúc này có thể nói muốn đất có đất, muốn tiền, có thể làm việc thực tế giỏi, sẽ có tương lai phát triển rất lớn. Tôi lo một số người không đủ kiên nhẫn. Trương Khắc nghiêm túc nhìn hắn. Nếu như có kẻ nào đó muốn dựa vào danh nghĩa hạng mục này vơ đất, vơ tiền đem dùng vào hạng mục khác, tôi nghĩ mặc cho bọn họ làm thế sẽ không có ích lợi gì cho anh, nói không chừng anh ôm một giấc mơ bong bóng. Chẳng ai muốn mèo lại hoàn mèo, tôi không muốn, tôi biết anh cũng không muốn. Vương Hải Thúc do dự một lúc mới cắn răng hạ quyết tâm. Hải Thúc thực tế đã bị tinh điển khống chế rồi. Khắc thiếu gia cho rằng tôi có thể làm gì? Chuyện anh có thể làm rất nhiều, thị trường tiêu sẽ không dung túng cho bọn chúng làm càn, tôi cũng sẽ thi thoảng ngó qua bọn họ một chút. Quan trọng vẫn ở bản thân anh, có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu hòa vào cùng một bọn với họ anh có lợi gì? Trương Khắc không định giãi bày tâm sự với hắn, đứng lên trịnh trọng nói. Hy vọng của anh và tương lai của sản nghiệp phần mềm gắn với nhau, hạng mục này hỏng, anh sẽ trắng tay, anh tự xem mà làm đi. À phải, Tịch sư tỷ ở bên ngoài, nếu không còn gì để nói anh cứ đi thẳng, chuyện riêng của hai người, tôi không lên tiếng bất bình cho chị ấy được. Rồi mở cửa phòng ra. Nhìn Vương Hải Thúc đi qua văn phòng chỉ quay lại nhìn Tịch Nhược Lâm một cái, không nói lời nào, Đỗ Phi khép cửa lại nói. Đám Hồ Tôn Khánh, Lâm Tuyết đại khái không bao giờ mày gài cái đinh này bên cạnh chúng. Không đơn giản vậy đâu, hiện Vương Hải Thúc không có sức phản kháng nên mới để chúng ta sai bảo. Đợi hắn có chỗ đứng rồi, nói không chừng sẽ thành con rắn độc. Vương Hải Thúc đi thì đêm cũng đã khuya, trời vẫn còn tuyết rơi, nhưng không lớn, chẳng thể chất thành đống, chỉ lưu lại những vũng nước ướt sũng trên mặt đất. Tôn Tĩnh Hương gọi điện tới, cô và Diệp Kiến Bân đã về tới Hải Châu rồi, không quay về ngủ với Tôn Tĩnh Mông được nữa. Tu bổ ngõ đan tỉnh đã gần hồi kết, cuối năm ngoái cô đã trở về xem xét chuyện trang hoàng và hoàn thành căn nhà cổ kia. Đó là căn nhà chung của cô và Diệp Kiến Bân mà cô khao khát bao lâu, trước khi hoàn thành thế nào cũng phải tới nơi xem còn chỗ nào chưa hợp ý để sửa. Tâm tình Tịch Nhược Lâm đã bình ổn hơn, chia tay chứ đâu phải sinh ly tử biệt, thời gian qua Vương Hải Thúc cứ luôn né trách, trong lòng cô phần nào đã hình dung ra kết cục, chẳng qua đột ngột đối diện với nó, trong lòng không chịu đựng nổi.
Trần Phi Dung ở lại chung cư ngủ cùng Tôn Tĩnh Mông, không cần thiết phải về ký túc xá trước khi đóng cửa nữa, mọi người cùng đi ăn thịt dê nướng, Tịch Nhược Lâm không muốn một mình cô đơn một mình nên cũng đi theo. Lục Thiên Hữu nhìn thấy nhóm Trương khác đi vào, tay đang cầm sâu thịt dê nướng, định tránh đi thì Đỗ Phi cười cợt nhã đi tới. Ồ, lớp trưởng và bí thư chi bộ đang ăn thịt dê thảo luận công tác đó hả? Thẩm Tiêu mặt đỏ như ớt chín cúi gằm xuống, Lục Thiên Hữu tưởng Trương khác, Đỗ Phi biết mình ra mặt cô mỏng sẽ không bóc trần mình, ai ngờ Đỗ Phi quay sang bảo với Trương khác. Quá nửa là lớp trưởng của chúng ta lấy danh nghĩa thảo luận công tác lừa Tiểu Tiêu ra đây rồi. Tính cách Lục Thiên Hữu quá mức nghiêm túc, chẳng hiểu Lục Văn Phu thường ngày dạy dỗ hắn ra sao, Trương khác không cùng Đỗ Phi trêu chọc họ. Sự kiện gian lận thi cử kia không gây cho Thẩm Tiêu bất kỳ ảnh hưởng xấu gì, ngược lại để Lục Thiên Hữu có cơ hội tiếp cận cô, lần xuống nông thôn lấy thực tiễn này lại chọn ở quê Thẩm Tiêu, Trương khác và Đỗ Phi không tham gia, nhưng nghe bạn học kể lại hai người này lấy cớ hoạt động ở bên nhau suốt. Trương khác bảo đầu bếp nướng sâu thịt 100 đồng, sai Đỗ Phi và Mông Nhạc đi mua bia, ngồi dưới cái lều đơn sơ, nhìn tuyết rơi, uống bia, ăn thịt dê nướng đúng là hết sức thích thú. Lục Thiên Hữu và Thẩm Tiêu chẳng biết vì xấu hổ hay vì lo ký túc xá đóng cửa nên kiếm cơ đi trước. Hôm sau, Vương Hải Túc và Lâm Tuyết đi cùng xe tới Kim Sơn, tiến hành cuộc thương thảo cuối cùng với phía đó, còn phải tham gia cuộc nói chuyện về phát triển của sản nghiệp điện tử do Thành ủy Kim Sơn tổ chức. Rất nhiều doanh nghiệp trong ngoài nước được mời, Cát Kiến Đức cũng nhận lời mời tham gia hoạt động này. Đây chính là hoạt động tạo thế cho khu sản nghiệp phần mềm, nhưng Kim Sơn muốn làm được thành tích chói lọi như Kiến Nghiệp thì còn nhiều công tác phải làm, đừng nói người ngoài, e quan viên chính phủ Kim Sơn cũng chẳng đủ tự tin. Lâm Tuyết Hải nhắm mắt dưỡng thần, còn đầu óc Phương Hải Thúc cứ lởn vởn lời Trương khác nói hôm qua, nếu như để Lâm Tuyết đem sản nghiệp phần mềm thành công cụ để cô ta huy động vốn. Vậy hắn và cả Hải Túc đều lọt vào bẫy của cô ta rồi, đúng như Trương khác nói, cuối cùng hắn sẽ chẳng có cái gì, nói không chừng chỉ là giấc mơ bong bóng. Tới Kim Sơn rồi à? Lâm Tuyết ngái ngủ mở mắt ra, thấy Vương Hải Túc trầm tư, điệu đà đưa ngón tay thon nhỏ vén tóc mai lên. Chương 802, tới Kim Sơn. Vương Hải Túc nhìn dáng vẻ mê người đó, hơi thở như ngừng lại, nhưng không dám nhìn khuôn mặt gợi cảm đó lâu. Chưa tới. Vừa nhận được điện thoại của Tả Kiếm Nam, hắn đợi chúng ta ở trạm thu phí. Ồ, anh ta coi Kim Sơn là địa bàn của mình rồi. Lâm Tuyết huệ oải vặn eo, khoe hết đường cong mê hoặc, cô ta rất thích dáng vẻ nam nhân nhìn mình ngây dại, cảm thấy nam nhân bỏ dưới váy mình có ít nguy hiểm nhất. Bên ngoài gió rất lớn, tới trạm thu phí không chỉ hàn huyên qua loa vài câu rồi Lâm Tuyết, Vương Túc Hải vào xe Tả Kiếm Nam. Chủ nhiệm Cát trước khi về Bắc Kinh đưa tôi một bản tư liệu. Danh sách 100 xí nghiệp điện tử đã có rồi, nhưng chính thức phải tới trung tuần tháng 3 mới công bố. Lâm Tuyết nói, rất bất ngờ là Ái Đạt chỉ có doanh thu trên 3 tỷ, đứng thứ 28, so với năm ngoái còn tụt mấy bậc liền, Khoa Vương các vị đứng thứ 43, ảnh hưởng của Tiêu Vương đúng là không thể xem nhẹ, không biết năm nay Hương Tuyết Hải ngoi lên được thứ mấy. Khi Ái Đạt và Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương thì gần như không có mấy cơ sở, có thể nói là khởi đầu từ bàn tay trắng. Vậy mà lập tức có quy mô lớn như vậy. Hương Tuyết Hải tuy những năm qua có đi xuống, nhưng là thương hiệu có hơn 20 năm cơ sở, tin rằng sẽ có thành tích không tệ. Tạ Kiếm Nam không muốn bình phẩm gì về Hương Tuyết Hải, chỉ là lượng tiêu thụ thấp của Ái Đạt làm hắn bất ngờ. Chắc Cẩm Hồ có ý hạ thấp xuống, tổng ngạch tiêu thụ không thể thấp như thế, thêm vào bọn họ tiêu thụ linh kiện và chuyển nhượng kỹ thuật, con số cuối cùng phải lớn hơn rất nhiều. Cách nghề như cách núi. Tôi không rõ về con số ngành điện tử, song được nghe nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích rồi, Cẩm Hồ có thể chủ động đem lượng tiêu thụ toàn năm đưa vào công ty mượn xác ở Hong Kong, linh kiện tiêu thụ tính cho viện nghiên cứu Cẩm Hồ. Nếu gộp hết lại con số này phải trên 7 tỷ, chắc chắn xếp vào năm hạng đầu. Lâm Tuyết cười tươi như hoa. Bọn họ chơi trò này vô ích, Bộ trưởng Cảnh Trọng Dương nhắm chuẩn cái ghế Bộ trưởng Bộ Thông tin rồi, khó có ai tranh với ông ta được. Ông ta có ý sát nhập các xí nghiệp phía dưới lại thành một cái hàng không mẫu hạm siêu cấp. Bất kể là khu chế tạo điện tử Kim Sơn hay sản nghiệp phần mềm, thì đối tác chủ yếu sẽ là cái hàng không mẫu hạm này. Đáng lý ra giám đốc Lâm không nhạy cảm lắm với tin tức này mới đúng chứ. Tạ Kiếm Nam ngần ngừ nhìn Lâm Tuyết, nói thế cũng không thỏa đáng lắm, Tinh Điển kỳ thực nắm Hải Thúc tiến vào ngành nghề thông tấn điện tử rồi, có lẽ cô gái này không phải chỉ muốn lợi dụng hạng mục sản nghiệp phần mềm huy động vốn cho Tinh Điển. Chẳng lẽ chủ nhiệm Cát sẽ làm trưởng môn nhân của cái hàng không mẫu hạm này?
lão Cát tới Kim Sơn tham gia diễn đàn phát triển sản nghiệp điện tử mà. Anh cứ hỏi ông ấy là được. Lâm Tuyết cười duyên dáng. Hai đại hội ở Bắc Kinh vài ngày nữa sẽ diễn ra, Cát Kiến Đức tất nhiên sẽ không thảo luận chuyện điều chỉnh quan viên cấp bộ, trừ khi ông ta đắc ý quên hết cả nói ra, Tạ Kiếm Nam cũng chẳng dám hỏi vấn đề mẫn cảm này. Tạ Kiếm Nam biết cô gái này và Cát Kiến Đức có quan hệ đặc thù, thấy cô ta cười tự tin như thế, thầm nghĩ nếu như Cát Kiến Đức làm trưởng môn nhân xí nghiệp khổng lồ đó, thì là một tin tức tuyệt hảo. Trước đó bị Cẩm Hồ áp chế cho không có năng lực phản kháng, cũng chẳng dám phản kháng, nếu nói Tạ Kiếm Nam không uất ức thì là nói dối, nhưng người ta mạnh hơn, không khuất phục không được. Nếu xuất hiện một xí nghiệp khổng lồ như thế sẽ có năng lực áp chế lại Cẩm Hồ, Khoa Vương cũng có thể lợi dụng quan hệ tốt đẹp với Cát Kiến Đức thu rất nhiều lợi ích, quan trọng nhất vẫn là áp chế Cẩm Hồ để hả giận. Vương Hải Túc ngồi ở ghế phụ, hắn chưa bao giờ nghe thấy Lâm Tuyết nói tới, trong lòng ít nhiều khó chịu, không biết trong mắt cô ta City Hải Túc có được mấy trọng lượng, nhưng nghĩ lại thì nếu như Cát Kiến Đức nắm xí nghiệp khổng lồ này, chẳng phải chỉ cần tùy tiện gẩy một cái móng tay, Hải Túc cũng ăn đủ no rồi. Tâm tư Vương Hải Túc lại dao động, có điều nghĩ đi nghĩ lại vẫn ủ rũ phát hiện ra, Trương Khắc nắm tử huyệt của mình, không cho mình chống cự. Tạ Kiếm Nam không kìm được phấn chấn nói. Chủ tịch Cát của Gia Tín hôm qua đã tới Kim Sơn, tôi nghĩ nghe tin này, ông ấy sẽ sẵn lòng triển khai hợp tác mật thiết hơn với Hải Túc. Trương Khắc và Diệp Kiến Bân cũng tới Kim Sơn ngày tổ chức diễn đàn phát triển sản nghiệp điện tử, từ Kiến Nghiệp tới Kim Sơn mất gần 5 tiếng. Hứa Hồng Bá và Chu Du đã tới Kim Sơn 2 ngày trước đó. Qua 2 năm gian khổ tác chiến, hạng mục trồng rừng quy mô lớn của Tân Quang ở tỉnh Đông Hải cuối cùng đã gần hoàn thành, nhưng kế hoạch tiến tới tỉnh Giang Nam thì gặp phản cản trở, không có được ban ngành cấp tỉnh hỗ trợ, Chu Du và Hứa Hồng Bá phải tới tiến hành trao đổi với từng ban ngành tỉnh Giang Nam, xem có khả năng nỗ lực không. Bên trên không mở miệng, muốn đột phá ở phía dưới càng khó, càng phức tạp. Trần Tín Sinh cũng đã tới trước Trương Khắc một ngày, hắn được mời tham dự diễn đàn kia, mặc dù Chu Cẩn Du chẳng muốn thấy người của Cẩm Hồ xuất hiện trong hoạt động lần này, nhưng Cẩm Hồ đã là doanh nghiệp có tiếng nói đủ lớn ở sản nghiệp điện tử trong nước, không phải bọn họ muốn bỏ qua là bỏ qua được, thậm chí còn an bài Trần Tín Sinh thời gian phát biểu khá dài. Trương Khắc và Diệp Kiến Bân sau khi tới Kim Sơn, không trực tiếp tới thành phố, mà dừng lại ở Trấn Giang Vu ngoại ô Tây Bắc Kim Sơn, ăn cơm ở đó. Trấn Giang Vu là cửa ngõ sông Ẩm Mã chảy vào Tiểu Giang, hồ Kim Sơn cách Trấn Giang Vu chưa tới 30 km, Trương Khắc chỉ đến Kim Vu vài lần nhưng biết tôm hồ, cá sông của Giang Vu rất nổi tiếng, vào thành phố ăn trong khách sạn sang trọng chẳng bằng ở nông thôn ăn món tươi sống. Nhìn thấy một nhà hàng không bắt mắt lắm, nhưng trước cửa đỗ mấy cỗ xe hơi liền, Trương Khắc bảo Diệp Kiến Bân. Người có tiền đương địa mò tới đây ăn, chứng tỏ không tệ. Diệp Kiến Bân than vãn đường đi quá xa, lắc đầu vẫy tay thư giãn gân cốt. Nghe nói ông chủ dân doanh ở Hồ Chiết mua máy bay riêng rồi, lúc nào chúng ta cũng kiếm hai cái chơi. Cũng chỉ để chơi được thôi, sân bay Kim Sơn có cho phép máy bay tư nhân hạ cánh không? Trương Khắc chẳng thích mua máy bay rồi xếp xó làm đồ chơi. So với mơ tưởng xa xỉ đó chẳng bằng mong đường cao tốc Kim Sơn, Kiến Nghiệp sớm xây xong thì hơn. Sợ cái đám thực dụng chủ nghĩa, chàng trai cậu mới 20 tuổi thôi đấy, suy nghĩ vấn đề tươi sáng lên một chút. Diệp Kiến Bân khoác vai Trương Khắc kéo vào nhà hàng. Triệu Bằng, Mã Hải Long, Địch Đan Thanh cùng hai nhân viên công tác và hai lái xe kiêm vệ sĩ, tổng cộng 9 người đi theo. Nhà hàng không rộng lắm, song nhân viên tiếp tân cực kỳ ngọt nước, mặc sườn xám màu đỏ xẻ tận đùi, có điều bên trong đi tất chống lạnh, trông chả ra làm sao. Lúc này đã không còn phòng bao nữa, đại sảnh cũng ngồi kín tới 7-8 phấn, chẳng còn cách nào, đành ngồi xuống một bàn lớn ở góc đại sảnh, gọi mấy món ăn. Phục vụ tiến cử rượu địa phương ủ, Trương Khắc liền bảo phục vụ đi hâm rượu. Đầu bếp nhà hàng rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu thức ăn đưa lên liên tục, bữa sáng gần như chẳng còn gì, 5 tiếng đi xe đói meo, thấy thức ăn đưa lên là Trương Khắc cầm đũa chén luôn, chẳng cần chú ý hình tượng gì hết. Trong đĩa cá có một sợi tóc dài, nhà hàng không lớn mấy chi tiết này bỏ qua được, đang định lấy sợi tóc đi thì di động trên bàn vang lên, Địch Đan Thanh cầm lấy xem trước, nói. Của Giám đốc Trần. Trương Khắc cho rằng Trần Tín Sinh có chuyện gấp, nhận lấy điện thoại, chỉ sợi tóc bảo Diệp Kiến Bân lấy ra. Chương 803, nảy sinh biến cố. Khắc thiếu chắc sắp tới rồi phải không, còn cách Kim Sơn bao xa? Trần Tín Sinh hỏi. Tôi có định mời anh ăn chưa đâu, anh gọi điện hỏi tôi ở đâu làm gì? Trương Khắc cười đùa,
thấy Diệp Kiên Bân không lấy sợi tóc ra mà vẫy tay gọi cô phục vụ tới, nghĩ hắn đại khái thấy cô gái này xinh đẹp, định tán tỉnh vài câu đốt thời gian, không để ý lắm, tiếp tục nói chuyện. Chúng tôi tới Trấn Giang Vu rồi, đang ăn cơm, cách trạm thu phí chừng 2-3 dặm, nếu anh chưa ăn thì tới đi, đến sớm thì còn cơm thừa anh cặn đợi đấy ha ha ha. Thị trưởng Triệu Hữu Luân biết cậu tới Kim Sơn nhất định muốn tới trạm thu phí đón, cậu thấy phải làm sao đây? Trần Tín Sinh cười khổ. Hả? Trương Khắc bảo nhóm Trần Tín Sinh có cơ hội thì lộ tin y và Diệp Kiến Bân sẽ tới Kim Sơn ra, xem Chu Cẩn Du và các quan viên khác có phản ứng thế nào, không ngờ Triệu Hữu Luân lại tích cực như thế. Trương Khắc hơi do dự, không thể lập tức đi đón Triệu Hữu Luân được, nhưng bảo ông ta đến nhìn bọn họ ăn thừa cũng hơi thất lễ, liền bảo Trần Tín Sinh đưa ông ta tới, bên phía họ sẽ chuẩn bị bàn rượu khác là được. Vừa cúp điện thoại thì thấy Diệp Kiến Bân đang chỉ sợ tóc đắc y nói với cô phục vụ. Chuyện này phải tính làm sao đây? Phục vụ hạ thấp giọng nói. Tôi bảo đầu bếp làm một đĩa khác được không ạ? Bỏ đi. Trương Khắc không rảnh tán gái với Diệp Kiến Bân, nhặt sợi tóc lên vứt đi, nói. Cô chuẩn bị một bàn y hệt như thế này cho tôi, nhanh lên. Cô phục vụ cứng người nhìn Trương Khắc mấy giây liền, không nói gì thêm chạy vào một phòng bao bên cạnh. Trương Khắc giải thích cho đám Diệp Kiến Bân chuyện Triệu Hữu Luân sắp tới đây, nên cũng không nghĩ nhiều. Một lúc sau phòng bao kia mở ra, một tên thanh niên đứng ở cửa gườm gườm nhìn phía bọn họ, cô phục vụ kia đứng bên cạnh chỉ trỏ cái gì đó. Tên thanh niên đi về phía bọn họ, trong phòng bao có 7-8 tên thanh niên và cô phục vụ kia hùng hổ đi tới, Trương Khắc gãi đầu hỏi Địch Đan Thanh. Tôi nói gì làm bọn họ hiểu lầm à? Tên thanh niên đi tới, tựa hồ cho rằng Trương Khắc là người đứng đầu, nói. Này huynh đệ, tôi là ông chủ cái cửa hàng này, buổi trưa nhiều việc, khó tránh khỏi sơ suất, vì một sợi tóc mà đòi đổi cả bàn cơm, có quá đáng lắm không? Trương Khắc cười, đang định giải thích hiểu lầm thì một tên thanh niên tóc húi cua xông tới, chỉ mặt Trương Khắc chửi. Mẹ nó, đâu ra giống chó đẻ dám đên Giang Vu dở trò tống tiền. Bọn mày tưởng đông người mà ghê à? Quay lại quát. Cường tử, mày gọi điện bảo người tới đây. Lúc này Mã Hải Long và vệ sĩ của Diệp Kiến Bân đứng dậy, chắn trước mặt hai bên, Mã Hải Long giải thích cho chủ nhà hàng. Tôi nghĩ các anh hiểu lầm rồi, chúng tôi có khách đang tới, cho nên bảo chuẩn bị bàn khác, không phải tính toán gì sợ tóc đó. Hai vệ sĩ khác cũng đứng sau lưng Trương Khắc. Mẹ thằng chíp hôi này, sợ rồi hả? Chủ nhà hàng nhìn Mã Hải Long hồ nghi chưa nói thì tên tóc húi cua đã nhổ phì một bãi nước bọt, chỉ thẳng vào mặt Mã Hải Long. Vừa rồi sao không tự lượng sức mình? Bảo cô phục vụ. Tính tiền rồi đuổi bọn chúng đi, tính tiền gấp ba, chúng còn dám nói lằng nhằng, gọi bọn tôi. Diệp Kiến Bân bật cười, bảo Trương Khắc. Thế là thành chúng ta bị tống tiền rồi. Sao, mày không phục à? Tóc húi cua nghe thấy cùng mấy tên thanh niên sấn sổ áp tới. Phục chứ, sao không phục cho được? Trương Khắc cười lớn. Tính tiền cũng được, gấp ba gấp bốn cũng xong. Nhưng chúng tôi đúng là cần chỗ ăn cơm, các anh không thể đuổi chúng tôi đi như thế được. Bảo Mã Hải Long, anh tính tiền cho họ đi. Thời đó thẻ tín dụng không tiện bằng tiền mặt, Trương Khắc đi xa, Mã Hải Long luôn chuẩn bị sẵn tiền mặt theo mình, mở cặp ra, lấp một xấp tiền đập trước mặt tóc húi cua. Đủ chưa? Thấy tóc húi cua trần trừ không dám nhận tiền, nói tiếp. Ngoài ra phiền các anh chuẩn bị một bàn nữa như vừa rồi, nếu chưa đủ tiền, cứ bảo với chúng tôi. Thái độ của đám Trương Khắc rất tốt, chấp nhận chịu chém, lại tươi cười, đám thanh niên kia không còn mặt mũi nào làm khó bọn họ nữa. Tóc húi cua ôm vai Diệp Kiến Bân thân thiết nói. Trông các vị ăn mặc chắc là người có địa vị, nếu có chuyện gì không hay, chúng tôi vào khám vài ba tháng cũng như về nhà thôi, các vị gãy chân gãy tay có phải là thiệt thòi không? Diệp Kiến Bân nheo mắt lại, ánh mắt trở nên dữ dội, Diệp đại thiếu gia bị lời nói mang vẻ uy hiếp của tóc húi cua làm tức giận rồi. Lạnh lùng gạt tay hắn ra. Tiền chúng tôi đã trả, muốn hóa đơn, chắc các người không biết đâu, vậy bỏ đi, có an bài cho chúng tôi một phòng bao được không? Lát nữa chúng tôi còn phải mời khách. Chặt chém người ta thì phải chấp nhận người ta oán giận, tóc húi cua nói với tên tự xưng chủ nhà hàng. Bọn chúng cũng biết điều đấy, anh an bài phòng bao tốt một chút, phục vụ tốt một chút, để bọn chúng thấy đáng tiền. Rồi quát tháo bọn đàn em tiếp tục vào phòng bao uống rượu. Để xem chút nữa bọn chúng giải quyết ra sao. Trương Khắc không ngờ gặp phải chuyện này, cũng chẳng nói là tâm tình tốt xấu, vỗ vai Diệp Kiến Bân. Đám lão Trần sắp tới rồi, chúng ta ra đón thôi.
Triệu Hữu Luân có lòng tới tận trạm thu phí đón, Trương Khắc tất nhiên cũng phải đối đáp tương ứng. Triệu Hữu Luân chừng 50 tuổi, người cao gầy, mí mắt hơi phù, đi cùng với ông ta còn có Phó Thị trưởng Tiêu Vi Quân phân quản công nghiệp, Giải Chân Hoa Thư ký trưởng Chính phủ và Thư ký Trần Minh Phàm. Để biểu thị sự tôn trọng với nhóm Trương Khắc, hoặc cũng có lẽ là thể hiện khí thế thị trường xuất hành, còn có hai xe cảnh sát đi mở đường. Bãi đỗ xe trước nhà hàng rất nhỏ, bị các xe khác đến trước xếp kín rồi, xe của Triệu Hữu Luân đành đỗ ở lề đường. Trần Tín Sinh, Hứa Hồng Bá, Chu Du đi theo tháp tùng, Trương Khắc và Diệp Kiến Bân đợi Triệu Hữu Luân đi tới gần mới bước xuống thềm đòn. Trên quan trường rất chú trọng vị trí đi, ngồi, ăn, ở cho nên Trương Khắc tuyệt đối không thể nhầm lẫn, chỉ là vừa rồi nói chuyện điện thoại qua loa, không ngờ có thế trận lớn như vậy, xem ra phải chuẩn bị thêm một bàn. Về quan viên chủ yếu của Giang Nam cũng như Kim Sơn, Trương Khắc đã được Hứa Hồng Bá phân tích tỉ mỉ, Triệu Hữu Luân giống Chu Cẩn Du đều từ ngoài chuyển tới, đều là quan viên căn cơ mỏng, nhưng Chu Cẩn Du được trên tỉnh hỗ trợ nhiều hơn hẳn. Trương Khắc chủ động đưa tay ra bắt tay Triệu Hữu Luân. Đi qua chỗ này thì bụng trống rỗng, không nhịn nổi dừng xe lại ăn, mong thị trưởng Triệu không chê chỗ này đơn sơ. Triệu Hữu Luân đánh ra Trương Khắc thực sự có cảm giác trăm nghe không bằng một thấy. Nghe về Cẩm Hồ như nghe chuyện truyền kỳ, gặp Khắc thiếu gia cũng như cỏ tắm gió xuân, sao còn chê chỗ này đơn sơ. Có điều tới Kim Sơn phải để tôi làm chọn tình địa chủ chứ. Rồi bắt tay Diệp Kiến Bân, hỏi thăm sức khỏe Diệp lão gia tử. Diệp lão vẫn khỏe chứ, tuy Kim Sơn cách Kiến Nghiệp chỉ 200 km, nhưng tôi chưa rảnh rỗi tới bái phỏng lão nhân gia, thật hết sức hổ thẹn. Diệp Tổ Phạm có quan hệ rất rộng, song lời này của Triệu Hữu Luân chỉ là khách sáo kéo gần quan hệ hai bên thôi. Đám đông đứng trước cửa nhà hàng giới thiệu lẫn nhau rồi mới đi vào trong. Chương 804, tính toán của mỗi bên. Hai chiếc xe cảnh sát đi tới cùng cả đoàn người đông đúc tức thì kinh động đám thanh niên kia, tên tự xưng là chủ nhà hàng đứng chết lặng ở đại sảnh, nhìn đám Trương Khắc nói cười với Triệu Hữu Luân ở cửa đầu óc trống rỗng, cơ thịt trên mặt cứng đờ, quai hàm co giật. Không biến là nên tới nghênh đón hay là nên trốn đi. Những tên thanh niên khác thấy đám Trương Khắc sắp quay vào thì trốn vội vào phòng bao, hé cửa nhìn ra ngoài, nuốt nước bọt không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Tên Cường Tử bảo với tên tóc húi cua vừa sinh sự. Đới ngư, xem ra chúng ta hiểu lầm bọn chúng rồi, khách bọn chúng mời là Triệu Hữu Luân, mẹ nó, còn tưởng là dê béo chứ, đúng là đụng đầu vào tường sắt rồi. Đờ mờ, mày không nói thì chết à. Bố mày có mù đâu. Tóc húi cua trừng mắt lên, thấy mấy người vùng ngoài đi cùng thị trường vào, hắn cũng cuống cà kê, nghe có kẻ lải nhải bên cạnh càng bực mình, chửi rủa. Mày lắm mồm thế làm gì, vừa rồi lấy tiến mày có chậm hơn đứa nào không hả? Trong đại sảnh có người nhận ra Triệu Hữu Luân, hưng phấn đứng dậy hô. À, thị trường Triệu kìa, thị trường Triệu xuống thị sát đây, sao lại ăn cơm ở chỗ nhỏ bé này nhỉ? Có người thì huých chủ nhà hàng đang đứng ngây như phỗng. Ông chủ khám giỏi thật đấy, không ngờ nhà hàng Giang Vu nổi tiếng tới mức thu hút được cả thị trưởng Triệu tới, còn đứng đó làm gì? Khám đào sắp khóc tới nơi rồi, vừa rồi tranh chấp đám Trương Khắc chủ động nhận cắt xẻo, nên không gây động tĩnh gì, những người khác không biết, nhưng hắn không thể lừa mình lừa người coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám người vùng ngoài kia móc một phát ra cả vạn đồng, cứ tưởng là hạng hiếp yếu sợ mạnh, không chém là thằng ngu. Khám đào cũng chẳng phải là người trung hậu thành thực, thu tiền xong, bỏ 700-800 đồng tính tiền cơm, phát cho đám lưu manh hỗ trợ thanh thế kia mỗi tên 100 đồng, ai mà ngờ khách mời của đám người vùng ngoài kia lại là thị trưởng đại nhân. Triệu Hữu Luân nói muốn chọn tình địa chủ, tất nhiên chẳng cần ông ta phải bảo, Giải Chân Hoa đã tự động an bài, nói với khám đào. Anh là giám đốc nhà hàng phải không? Có thể an bài cho chúng tôi 3 bàn tiệc, tốt nhất là có phòng yến tiệc riêng, nếu không thì một phòng bao. Ngoài ra anh an bài cho chúng tôi một chỗ nghỉ ngơi, trước khi tiệc chuẩn bị xong để thị trưởng và khách nghỉ ngơi một chút. Còn nữa, cho tôi một tấm danh thiếp của anh. Trương Khắc không để ý những chuyện vụn vặt này, Triệu Hữu Luân thân thiết chào những người khách trong nhà hàng, còn hắn và Tiêu Vi Quân đứng ở bên hàn huyên. Địch Đan Thanh đi tới, mỉm cười nói với Giải Chân Hoa. Thư ký trưởng Giải, không cần phải phiền toái thế, chúng tôi đã chuẩn bị một bàn tiệc trong phòng bao, chỉ không ngờ là có nhiều người tới như vậy. Hay là thư ký trưởng đưa thị trưởng Triệu vào phòng bao trước, tôi và các nhân viên khác đợi ở bên ngoài. Rồi chủ động nhận lấy danh thiếp trong tay khám đào. Ồ, ông khám đúng là giám đốc nhà hàng này. Chuyển danh thiếp cho Giải Chân Hoa, không hề nhắc tới chuyện vừa rồi,
cứ để cái gai đó cắm trong tim Khám Đào, đây gọi là dùng dao cùn cắt thịt, không cho hắn chết một cách thoải mái, quay người cùng Triệu Hữu Luân, Trương Khác vào phòng bao. Phía bên Trương Khác có Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Hứa Hồng Bá, Chu Du, Địch Đan Thanh, còn kia Kim Sơn có Triệu Hữu Luân, Tiêu Vi Quân, Giải Chân Hoa và một vị phó cục trưởng cục công an thành phố dùng cơm trong phòng bao, những người khác thì ăn bên ngoài. Diễn đàn Kim Sơn hôm nay là do Chu Cẩn Du tổ chức để thúc đẩy tạo thế cho cơ sở chế tạo điện tử, tăng ảnh hưởng trong ngành nghề, chuyện này đã chuẩn bị một thời gian rồi, sản nghiệp phần mềm vừa khèo mượn trận gió đông này. Trừ cha con Cát Gia, những nhân vật chủ yếu của Tạ Gia như Tạ Hán Tĩnh, Tạ Ý, Tạ Kiếm Nam đều có mặt, các đại biểu của doanh nghiệp có tiếng trong nước, cùng phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Cát Kiến Đức, thêm cơ cấu của Samsung, Toshiba ở Trung Quốc. Chỉ nhìn vào danh sách khách khứa tham gia thì diễn đàn này tương đối thành công rồi. Triệu Hữu Luân buổi trưa có thể thoát thân đi đón mình, chắc là vì không muốn làm nền cho Chu Cẩn Du. Tôi ở hội trường có nghe giám đốc Trần có nhắc tới Cẩm Hồ muốn lập chi nhánh vườn sồi ở Kim Sơn. Triệu Hữu Luân muốn đoạt lại hào quang đáng lẽ thuộc về mình từ chỗ Chu Cẩn Du thì ở phương diện mời gọi đầu tư phải có thành tích xuất sắc, tác dụng trọng yếu của hành lang số đã được ông ta nghiên cứu thấu triệt. Đừng nhìn cơ sở chế tạo điện tử được Chu Cẩn Du thổi lên long lanh rực rỡ, song còn kém Cẩm Hồ xa, nếu đưa Cẩm Hồ vào Kim Sơn là có vốn đấu với Chu Cẩn Du. Trương Khác hiểu tâm tư của Triệu Hữu Luân, cũng không cố làm ra vẻ thần bí. Đúng là chúng tôi có suy tính này, tài nguyên nhân lực, kỹ thuật đều không thể tập trung vào một địa phương một cách vô hạn, Kiến Nghiệp và Kim Sơn mỗi nơi đều có ưu thế riêng. Kim Sơn ở lĩnh vực kỹ thuật điện tử có nguồn dự trữ nhân tài cực kỳ phong phú, các cơ cấu nghiên cứu, trường cao đẳng đại học kỹ thuật đều xếp hàng đầu cả nước, cho nên chúng tôi cân nhắc nghiêm túc việc tới Kim Sơn đầu tư phát triển, chuyến này tới đây là để xem trước. Các đối thủ cạnh tranh của Cẩm Hồ rất có khả năng tập trung thành một thế lực hùng mạnh, nếu đơn thuần là cạnh tranh thì trường cũng chấp nhận được, nhưng khó tưởng tượng Cát Kiến Đức, cùng với Chính Thái, Gia Tín, Samsung lại ngoan ngoãn cùng Cẩm Hồ tiến hành cạnh tranh chính đáng, nên Trương Khác đành phòng ngừa trước. Một mặt là tiến hành tranh thủ tiếng nói nhất định ở điện tử Gia Tín, tránh cha con họ Cát có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tiếp đó là cái Đinh Vương Hải Thúc vào nội bộ của bọn chúng, kiềm chế đám Lâm Tuyết, Hồ Tôn Khánh làm càn. Thêm nữa là phải mau chóng hoàn thành bố cục đầu tư ở Kim Sơn, đề phòng bọn chúng liên kết doanh nghiệp nước ngoài thành lập đại bản doanh đối kháng với Cẩm Hồ. Nếu Cẩm Hồ không có chút thế lực ở đây để Tạ Gia dở trò được chính quyền Kim Sơn hỗ trợ lập nên một hai xí nghiệp giả mạo sản phẩm điện tử của Cẩm Hồ với quy mô lớn là Cẩm Hồ nếm đủ. Ngoài ra việc trồng rừng ở Kim Sơn cũng cần mượn sức Triệu Hữu Luân, Diệp Kiến Bân không muốn thành phố trọng yếu nhất của tỉnh Giang Nam là hậu hoa viên của Hải Thái, muốn đưa nghiệp vụ của Thịnh Hâm tới Kim Sơn, cần Triệu Hữu Luân chống lại khả năng Chu Cẩn Du làm khó dễ. Thời gian buổi trưa rất có hạn, Triệu Hữu Luân và nhóm Trần Tín Sinh phải về thành phố tham gia diễn đàn, gần cuối bữa cơm, Triệu Hữu Luân muốn để Giải Chân Hoa đi thanh toán tiền, còn nói với đám Trương Khác. Các vị nể mặt tôi chứ? Tất nhiên cung kính không bằng tuân lệnh. Diệp Kiến Bân cười ha hả. Có điều làm thị trưởng Triệu thất vọng rồi, giám đốc khách sạn này đã sớm yêu cầu chúng tôi thanh toán trước hai bàn tiệc, còn lại một bàn làm phiền các vị. À quên, nhà hàng chưa trả hóa đơn cho chúng tôi, làm phiền thư ký trưởng giải lấy dùm. Triệu Hữu Luân lắc đầu cười, cho rằng đám Trương Khác quá khách khí nên thanh toán tiền trước, bảo Giải Chân Hoa đi trả tiền. Một lúc sau Giải Chân Hoa sắc mặt rất tệ đi vào, cầm hai hóa đơn tới. Cười ngượng với đám Trương Khác rồi đưa hóa đơn cho Triệu Hữu Luân xem trước. Nhà hàng lúc này vừa không dám trả lại tiền, lại không dám quỵt, Giải Chân Hoa đi tới lấy hóa đơn, bọn chúng chỉ đành viết đúng số đã thu, Giải Chân Hoa nhìn con số giật mình đó, tất nhiên phải hỏi rõ tình hình. Trong lòng hắn hiểu Diệp Kiến Bân nhờ hắn đi lấy hóa đơn tất nhiên muốn nhờ hắn xả hận. Chương 805, hả giận. Hai bàn tiệc thu tới 9.200 đồng, Triệu Hữu Luân mặt tối sầm lại. Vỗ hóa đơn trước mặt Phó Cục trưởng Cục Công an. Đây là môi trường đầu tư tốt đẹp Kim Sơn sáng tạo ra sao? Đây là tình huống tôi nhìn thấy, điều tôi không nhìn thấy còn có bao nhiêu nữa, đồng chí lập tức xử lý cho tôi. Rồi hơi khom người xin lỗi Trương Khác, Diệp Kiến Bân. Để xảy ra chuyện này tôi rất hổ thẹn, hy vọng đây là hiện tượng cá biệt. Có điều tôi sẽ cắt bỏ hết những nhỏ độc xã hội này, mong các vị không thất vọng về môi trường đầu tư ở Kim Sơn. Ở đâu cũng khó tránh khỏi có những con ngựa hại bầy. Trương Khác đứng dậy bắt tay Triệu Hữu Luân. Có cục trưởng Trương xử lý chuyện này rồi, chúng tôi không cần phiền não về nó nữa, thị trưởng Triệu phải về thành phố tham dự hội nghị, chúng ta đi thôi.
Trương Khác và Triệu Hữu Luân đi ra, ông chủ nhà hàng và đám thanh niên đều chưa dám chuồn mất, bị bốn cảnh sát khống chế, ôm đầu ngồi ở đại sảnh, đám Mã Hải Long dửng dưng đứng bên nhìn, thực khách có người quen chủ nhà hàng, lại không biết chuyện gì xảy ra, có người nói. Thị trưởng Triệu, ngài có không hài lòng về bữa cơm cứ đề xuất, không thể bắt người không rõ ràng được. Người ám nói câu này hẳn là người có chỗ dựa. Triệu Hữu Luân cầm tờ hóa đơn đưa cho người vây quanh xem. Mấy vị này là khách tôi mời từ Kiến Nghiệp tới, đến đây ăn cơm, không ngờ hai bàn tiệc thu 9.200 đồng, lại còn bị đám lưu manh bao vây uy hiếp, đây là hành vi gì? Là uy hiếp ống tiền, Trấn Giang Vu là cánh cửa tiến vào Kim Sơn, không biết hiện tượng bắt chẹt khách vùng ngoài này có phải là phổ biến không? Lại bảo Phó Cục trưởng Cục Công an. Đồng chí ở lại giám sát đồn công an nơi này tra xem có hiện tượng tương tự không, tra ra phải nghiêm túc xử lý. Còn nữa sau khi xử lý xong trả tiền thưa cho tôi, để tôi xin lỗi khách. Dưới sự mời mọc nhiệt tình của Triệu Hữu Luân, Trương Khác và Diệp Kiến Bân tới Trung tâm Triển lãm Quốc tế Kim Sơn, đó là hội trường chính diễn ra diễn đàn điện tử Kim Sơn. Kiến thiết thành phố của Kim Sơn còn kém Kiến Nghiệp và Huệ Sơn một chút, nhưng Trung tâm Triển lãm vừa xây xong do năm kiến trúc lớn tạo thành, tọa lạc ngoại ô Tây Kim Sơn, năm tòa kiến trúc này ôm lấy quảng trường trung tâm mấy vạn mét vuông, khí thế phi phàm. Triệu Hữu Luân đặc biệt bảo xe tới một ngọn núi cao hơn 100 mét phía nam trung tâm triển lãm, đứng trên đỉnh núi dựa vào hàng rào nhìn xuống, xúc cảm càng dữ dội, tiếc là ngoài trung tâm triển lãm này ra không có kiến trúc nào ra hồn, còn rải rác một số khu dân cư chưa giải tỏa hết, và một công trường chưa thi công xong. Nơi này sẽ là trung tâm thành phố mới của Kim Sơn, các cơ quan hành chính chủ yếu của Kim Sơn sẽ chuyển ra đây, không cần chịu cảnh tắc đường trong thành phố nữa. Triệu Hữu Luân giới thiệu với giọng khá tự hào. Chỉ vào công trường cỡ lớn đang thi công. Đó là tòa nhà thị chính mới, hạng mục này người tiền nhiệm tôi đã đề xuất ra, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên chưa được thực thi, tôi nghĩ khu thành phố mới muốn thu hút được nhà đầu tư thì dựa vào mỗi trung tâm triển lãm là không đủ, còn mắt nhà đầu tư đều nắm vào kiến thiết tòa nhà thị chính, nên có dốc hết túi cũng phải xây dựng nó lên, do đó mới có tiến độ hôm nay. Trương Khác không bình luận gì, hết sức kiên nhẫn đóng vai một thích giả chăm chú. Nghe Triệu Hữu Luân trình bày hoài bão của mình, Diệp Kiến Bân thi thoảng xen vào vài câu, là đại cổ đông của Thế Kỷ Cẩm Hồ, rất hứng thú với đầu tư địa ốc, tất nhiên là hắn thích quan viên có khí phách đầu tư kiến thiết thành phố. Nhìn về phía nam có thể thấy được công trường của cơ sở chế tạo điện tử, chia tách với thành phố mới bởi ẩm Mã Hà, ngọn núi này không đủ cao, thêm vào phía trước có dạng núi chập trùng che chắn, nên Hồ Kim Sơn ở xa hơn chỉ thấy được mảng trời nước đan xen không rõ. Trương Khác chỉ về phía công trường bên sông. Thị trưởng Triệu, khu sản nghiệp phần mềm cũng chọn bên đó sao? Đúng thế, khu điện tử và khu phần mềm kề sát nhau, không bao lâu nữa sẽ khởi công. Triệu Hữu Luân gật đầu. Nơi đó vừa sát nhập vào khu Cao Tân, nếu như Cẩm Hồ quyết định đầu tư vào Kim Sơn trong thời gian gần, có thể chiếm một mảnh đất bên đó. Trương Khác nhìn ẩm Mã Hà không nói gì, Diệp Kiến Bân nói nhỏ với Chu Du. Nước sông có màu không bình thường. Trên mặt sông vàng đục đang có mảng bọt trắng lớn nổi bồng bềnh, chứng tỏ thượng du có xí nghiệp xả chất thải một cách vô tội vạ. Trương Khác muốn quan sát phản ứng của Triệu Hữu Luân khi nghe câu này của Diệp Kiến Bân ra sao thì thấy ông ta đang nhìn xuống dốc, trên con đường đất có 4 chiếc xe đang đi lên, dừng trước bọn họ chừng 40-50 mét, Chu Cẩn Du, Cát Kiến Đức, Tạ Hán Tĩnh, Cát Minh Tín, Lâm Tuyết lần lượt đi ra. Trương Khác đương nhiên biết vì sao Chu Cẩn Du đưa những kẻ này lên núi. Ai nắm trong tay một tòa thành phố, đều muốn khoe với người ngoài tương lai tươi sáng của nó, chẳng phải là tâm tư gì đáng xấu hổ, đáng tiếc thị trưởng và bí thư thành ủy có hai bức tranh khác nhau, không thể vẽ lên cùng một tờ giấy. Quan trường bẩn thỉu gian trà, nhưng chuyện trở mặt rất ít có, Chu Cẩn Du nhìn thấy Triệu Hữu Luân đứng trên đỉnh núi, vẫn đi tới, từ xa đã gọi. Thị trưởng Triệu cũng dân khách tới xem quy hoạch thành phố mới à? Tốt quá, bên phía tôi cũng có vài vị khách. Phiền thị trưởng giảng giải lần nữa vậy. Lời này của Chu Cẩn Du nghe có vẻ như thỉnh cầu, thực chất là sai phái, Triệu Hữu Luân có chút khó chịu, song vẫn tươi cười đi tới. Bí thư là người lập kế hoạch, là nhà thiết kế khu thành phố mới, nếu tôi giảng giải không phải là khách lấn chủ sao? Chu Cẩn Du sắc mặt hơi tối lại, nói. Vậy thị trưởng nói trước, tôi bổ sung. Trương Khác nghe bọn họ đối thoại chỉ mỉm cười, tính khí Chu Cẩn Du vẫn thế. Lúc nào cũng thích hất hàm sai bảo người khác, thời ở Huệ Sơn còn làm thị trưởng đã có thái độ này với bí thư thành ủy Triệu Dương, làm Triệu Dương đau đầu,
giờ bà ta làm bí thư thành ủy, các Triệu Hữu Luân càng khó chịu hơn. Thấy không khí có vẻ hơi căng, Tiêu Vi Dân định đứng ra giàn hòa, không ngờ Trương Khác đứng sau nhướng mày lên, nói. Vừa rồi được nghe thị trưởng Triệu nói rất lâu, đang đợi bí thư Chu bổ sung đây. Rồi bày ra vẻ rửa tai lắng nghe. Chu Cẩn Du nhìn thấy người của Cẩm Hồ trong lòng đã bực rồi, lại nghe Trương Khác khiêu khích, lửa giận càng bùng lên trong lòng, ánh mắt như dao quét tới, thấy Trương Khác mỉm cười hết sự tự nhiên, không thể phát tác tại chỗ được. Triệu Hữu Luân thì hả hê lắm, xem như hả giận, ông ta chuẩn bị kháng chiến trường kỳ với mụ đàn bà đanh đá này rồi, đương nhiên cũng biết ân oán không thể hóa giải giữa Cẩm Hồ và Tạ gia, chỉ không ngờ Trương Khác công khai lên tiếng khích bác, còn rất khéo, nên đứng nhìn đợi xem Chu Cẩn Du có bổ sung gì không. Địch Đan Thanh khoanh tay trước ngực, một tay chống lên, ngón tay áp cánh môi đỏ mọng ướt, nhìn khuôn mặt vô tội của Trương Khác, cố nhịn cười. Chỉ có Hứa Hồng Bá là lắc đầu, có câu oan gia nên giải không nên kết, Trương Khác lại cố tình chọc giận đối phương. Mọi người không ngờ lúc này lại là Tạ Hán Tĩnh đứng ra hóa giải thế đối đầu như nước lửa của hai bên. Khác thiếu gia quan tâm tới quy hoạch thành phố mới như vậy, có phải là định đầu tư vào Kim Sơn? Trương Khác tay vẫn đút trong túi. Chắc vậy, có điều đứng đây ngắm phong cảnh cũng không tệ, mỗi tội nước ẩm Mã Hà có hơi quái dị. Nếu chỉ có Triệu Hữu Luân, nể mặt ông ta, Trương Khác không nói trắng ra như vậy, giờ Chu Cẩn Du đã tới, chẳng cần nể nang nữa, thân là bí thư thành ủy, loại chuyện này bà ta phải có trách nhiệm. Nước sông đục vàng sủi bọt, cùng với thứ mùi khó ngửi cách xa thế này vẫn thấy, Tạ Hán Tĩnh hơi cau mày, Chu Cẩn Du cũng cau mày, nhưng vì thấy Trương Khác ngang ngược lại quản quá nhiều việc. Lại hối hận không an bài tốt, ít nhất để mấy nhà máy ở Thượng Du kín đáo một chút trong mấy ngày này. Triệu Hữu Luân trầm ngâm. Ở Thượng Du có nhà máy lén xả chất thải. Giữa ban ngày ban mặt thế này, lén, ở đâu ra? Nói thế chẳng qua là bưng tai trộm chung thôi, quay sang bảo giải chân hoa. Đồng chí phái người cục môi trường đi xem, rốt cuộc nhà máy nào đang lén xả thải. Trương Khắc Đùng Đỉnh nói. Giấy thần hy ở Thượng Du ẩm Mã Hà. Là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tân Quang nếu muốn tiến vào thị trường Giang Nam, tôi rất kỳ vọng thấy thị trường Triệu tra vấn đề ô nhiễm của bọn họ đến nơi đến chốn. Người có kinh nghiệm nhìn màu nước sông là biết ngay nước thải công nghiệp làm bột giấy. Chuyện Tân Quang trồng rừng ở tỉnh Giang Nam bị cản trở có nhiều nhân tố phức tạp, song chắc chắn có nguyên nhân từ giấy thần hy, vì một khi bố cục giấy rừng nhất thể hóa hoàn thành, thần hy gần như không có sức cạnh tranh với Tân Quang. Trương Khác nói thẳng thắn như thế. Cả Triệu Hữu Luân và Chu Cẩn Du đều không tiện tiếp lời, hai bọn họ bất kể là ai khi căn cơ bản thân chưa vững cũng không dám đóng cửa chỉnh đốn một quốc sĩ cỡ lớn doanh thu hàng năm 3 tỷ, nộp thuế 6-700 triệu như thần hy. Đám Chu Cẩn Du tất nhiên không còn hứng thú lên núi khoe khoang tâng bốc nhau nữa, mau chóng men theo con đường núi đi xuống, trong suốt cả quá trình đó Cát Kiến Đức không nói một lời, nhưng kín đáo nhìn Địch Đan Thanh, hiển nhiên bị vẻ đẹp lộng lẫy dạng người của cô thu hút, Trương Khác chú ý thấy ánh mắt của Lâm Tuyết rất bất thiện. Còn Vương Túc Hải đứng sau cùng có vẻ trốn tránh. Sắp tới giờ mở cửa buổi chiều, Triệu Hữu Luân và Trần Tín Sinh phải tới trung tâm triển lãm tham gia hoạt động buổi chiều. Trương Khác muốn tránh ánh mắt giới truyền thông, cho nên không đi cùng bọn họ, mà cùng Chu Du, Hứa Hồng Bá tới bên sông, chỗ này cái múi khó ngủi kia càng nồng nặc. Chương 806, cạnh tranh thấp kém. Chu Du chỉ về phía nhà máy thần hy nói. Với quy mô sản xuất của họ, muốn nước thải đạt chỉ tiêu thải ra môi trường, mỗi năm phải đầu tư ít nhất 60 triệu, bọn họ xả chất thải tối đa bị phạt bao nhiêu? 10, 20 triệu một năm, chắc chắn cục môi trường cũng ủng hộ bọn họ tiếp tục xả thải để kiếm thêm tiền thôi, còn nếu bọn họ đầu tư môi trường cả hai bên đều chẳng có lợi lộc gì. Cho nên công tác trồng rừng của chúng ta có trở ngại lớn tới từ thần hy. Hứa Hồng Bá bổ sung, quốc sĩ cỡ lớn vốn là cái giường ấm bồi dưỡng quan viên. Thần Hy và quan trường địa phương có lợi ích rối rắm, Phó Tỉnh trưởng Diệp Trúc Đồng, Thị trưởng thành phố An Thuận, Giang Trung Bình, cùng nhiều nhân vật thực quyền trong tỉnh đều công khai ủng hộ Thần Nhi. Trương Khác thở dài, cười. Làm một hoàn khố vẫn dễ dàng hơn. Đúng thế, dễ hơn nhiều ấy chứ. Hứa Hồng Bá mỉm cười. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu không chọn con đường gian nan, Cẩm Hồ đã chẳng được như ngày hôm nay. Đi dọc theo bờ sông. Mùi trong nước các lúc càng không chịu nổi, thấy bóng dáng nhà xưởng của thần hy xa xa, Trương Khác đứng lại, nói với mọi người. Chúng ta tới triển lãm xem sao, buổi chiều Cát Kiến Đức phát biểu phải không? Xem cái miệng chó của lão ta có mọc được ngà voi không? Tới triển lãm, nhưng bọn họ chẳng có thẻ để vào,
phải gọi thư ký của Triệu Hữu Luân ra nhờ đưa vào trong, đúng lúc Cát Kiến Đức đang đứng trên bục phát biểu. Khi Trương Khắc tiến vào hội trường, Cát Kiến Đức khá ngạc nhiên, diễn giảng dừng mất mấy giây, khiến người trong hội trường quay đầu lại, những người nhận ra Trương Khắc đều bất ngờ. Chị làm ngài chủ nhiệm thất thố rồi kia. Trương Khắc trêu địch đan thanh. Hay là chị đá lông nheo với ông ta một cái. Nếu làm ông ta bêu mặt trên bục phát biểu thì tối nay tôi mời cơm chị. Mơ, cái đá lông nheo của tôi rẻ tiền thế à? Địch đan thanh nguyết Trương Khắc một cái, phong tình vô hạn, khiến không ít trái tim non trẻ ngây ra, Trương Khắc vội kéo cô ngồi xuống ghế. Cát Kiến Đức hắng giọng rồi tiếp tục diễn giảng. Cùng với việc phát triển thông tin hóa, ảnh hưởng tới các ngành nghề cũng sẽ ngày càng lớn, trong quá trình kiến thiết mọi người cũng không ngừng mày mò và tham khảo, làm sao có thể hòa nhập ngành nghề của mình vào đó. Điện tử nước ta mới có bước khởi đầu chưa lâu, chúng ta phải lấy chỉnh hợp nguồn lực trong ngoài chính phủ làm chủ thể. Hiện nay ở lĩnh vực kỹ thuật, nghiệp vụ con số và các loại kho dữ liệu xuất hiện tình huống khác thường làm người ta cảm thấy không hài lòng. Tại kiến nghiệp trung tâm số Kim Túc ở lĩnh vực xử lý hệ thống cơ sở thông tin có sản phẩm đi đầu, các cơ quan chức năng tương quan phải đẩy mạnh bước tiến số hóa. Cát Kiến Đức nói rất dài dòng, rất buồn ngủ, nhưng vẫn có vài thông tin đáng chú ý trong đó, Diệp Kiên Bân nói nhỏ. Cứ tưởng là ông ta sẽ tạo thế cho tập đoàn Hoa Hạ, không ngờ một lòng đặt vào sản nghiệp phần mềm. Kim Túc mà ông ta nói là tên gộp của Kim Đỉnh và Hải Túc, thực ra chủ yếu nền móng là ở Kim Đỉnh. Sau khi Vương Hải Túc đưa ra hạng mục sản nghiệp phần mềm, đám Cát Kiến Đức quyết định lấy Hải Túc làm hạch tâm vận hành hạng mục, biến nó từ một công ty nhỏ chưa đầy 20 nhân viên chỉ trong vài tháng ngắn ngủi thổi phồng lên thành công ty phần mềm có thực lực nhất tỉnh Đông Hải. Nếu Hải Túc có thể lấy được công trình chính vụ điện tử của hai thành phố chủ yếu, như thế có thể cầm cự được một thời gian, không phải lo trước khi khu sản nghiệp phần mềm lập nên Hải Túc bị chọc thủng quả bong bóng. Chu Cẩn Du phí mất bao nhiêu tâm tư tổ chức diễn đàn này là vì tạo thế cho cơ sở chế tạo điện tử, đương nhiên Cát Kiến Đức phải dành lời cho nói. Các quốc gia châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Hàn dựa vào ưu thế kỹ thuật, tài chính, thương hiệu nắm cách cục và xu thế phát triển sản nghiệp tin tức, đó là sự thực không thể chối cãi. Vậy ưu thế nội địa ở đâu? Đó là nguồn lao động giá rẻ, lấy đó làm cơ sở, tận dụng kỹ thuật hoàn chỉnh doanh nghiệp nước ngoài, phát triển gia công. Lắp ráp đó là địa vị mà chúng ta có thể chiếm được trong giai đoạn hiện nay. Nhạy bén nắm bắt tình thế đó, chính phủ, thành ủy Kim Sơn, cùng tỉnh Giang Nam Liên Hợp Điện Tử Gia Tín, tập đoàn chính thái đầu tư xây dựng cơ sở chế tạo điện tử. Trương Khắc vốn tính chuồn đi trước khi hoạt động buổi chiều kết thúc ai ngờ thư ký Trần Minh Phàm của Triệu Hữu Luân chạy tới nói, tỉnh trưởng Lương Vĩ Phát hy vọng có cơ hội nói chuyện với y trong bữa tiệc tối. Trương Khắc còn chưa cuồng vọng tới mức ngay cả lời mời của tỉnh trưởng cũng không thèm đếm xỉa tới, mặc dù chuyện y và Lý Viễn Hồ từng đối kháng đã không phải bí mật gì trong cao tầng quan trường. Tiệc tối vẫn ở trung tâm triển lãm, chỉ đổi hội trường khác, tuy diễn đàn thu hút rất nhiều phóng viên bao vây trong ngoài, nhưng tiệc tối không mời số phóng viên này tham gia. Cuộc hội diện của Trương Khắc và Lương Vĩ Phát không chỉ có hai bọn họ mà, Chu Cẩn Du, Triệu Hữu Luân, Cát Kiến Đức, Cát Minh Tín, Tạ Hán Tĩnh đều có mặt. Nhìn thấy những nhân vật này, Diệp Kiến Bân quay sang nói với Trương Khắc. Vậy là định tổ chức diễn đàn của sản nghiệp điện tử thực sự rồi. Lương Vĩ Phát là nam nhân vóc dáng khôi ngô, đầu hói sáng bóng, ông ta chủ động sải bước đi ra cửa bắt tay Trương Khắc. Trong sản nghiệp thông tin nước ta, Khắc Thiếu Gia và chủ nhiệm Cát đều là nhân vật có trọng lượng nhất của sản nghiệp thông tin, Kim Sơn tổ chức diễn đàn này có thể mời được hai vị, có thể coi là thành công rất lớn rồi. Sao dám sánh ngang với chủ nhiệm Cát, tỉnh trưởng Lương đề cao tôi quá rồi, thật không dám nhận. Trương Khắc khiêm tốn nói. Chẳng qua Cát Kiến Đức thân ở vị trí đặc thù, ảnh hưởng trong nghề là từ thế chế ra, chẳng làm được thành tích gì, sớm muộn cũng có lúc người đi trả lạnh. Còn Trương Khắc không chỉ thống trị cả hệ thống Cẩm Hổ, còn đứng sau hạng mục nhà máy tinh viên, húc đẩy chiến lược hành lang số, ủ mầm quần thể sản nghiệp di động Hải Châu, kiến nghiệp, đem so với Cát Kiến Đức là bất công. Lương Vĩ lần lượt bắt tay Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Hứa Hồng Bá xong lại hỏi Trương Khắc. Tôi đặc biệt mời Khắc Thiếu Gia tới là để nghe cái nhìn của cậu về sản nghiệp thông tin, thị trưởng Hữu Luân vừa nói với tôi, Cẩm Hồ có ý đầu tư vào Kim Sơn. Quan trường tỉnh Giang Nam nửa cuối năm ngoái đại biến động, trừ bí thư tỉnh ủy Thượng Học Nghĩa ra, thành viên thường ủy tỉnh thay 5 người, đây là cơn địa chấn quan trường cực kỳ hiếm thấy, Lương Vĩ phát hiện vẫn là tỉnh trưởng tạm quyền. Phải đợi đại hội đại biểu nhân dân tỉnh cuối tháng 3 mới bỏ đi được chữ tạm quyền. Tôi tài hèn sức mọn,
Cẩm Hồ có chút thành tựu ngoại trừ tầng quản lý nỗ lực ra, đa phần là do vận may. Hôm nay ở hội trường nghe mọi người phát biểu tôi học hỏi được không ít, có cái nhìn thì cũng là cái nhìn nông cạn, nói ra cho mọi người cười khẩy thôi. Trương Khắc bình thản nói. Thế tức là có cái nhìn rồi. Cát Minh Tín cầm ly rượu vang đi tới, còn khe khẽ lắc rượu nới. Tôi rất muốn nghe ý kiến nông cạn của cậu. Còn cố ý nhận máy hai chữ nông cạn. Người trong phòng đều đổ dồn sự chú ý của mình vào đó. Nếu để tôi chủ trì điện tử Gia Tín, sẽ không phát biểu lời tự xem thường mình như hôm nay đâu. Trương Khắc cười khẩy, đốt chát lại. Người nói vô tình, kẻ nghe có ý, Tạ Hán Tĩnh giật nảy mình, chẳng lẽ Trương Khắc thực sự có ý chiếm điện tử Gia Tín? Tự xem thường mình. Cát Minh Tín cau mày lại. Đám người Lương Vĩ Phát cũng hơi cau mày, Trương Khắc không phải chỉ phê bình mỗi điện tử Gia Tín, kiên nhẫn nghe y nói. Mới đầu cải cách mở cửa, sản nghiệp thông tin khởi đầu bằng gia công, lắp ráp, dựa vào sức lao động giá rẻ tham gia phân công sản nghiệp thông tin quốc tế. Đã hơn 10 năm trôi đi, ánh mắt điện tử Gia Tín vẫn chỉ nhắm vào tầng cuối cùng chuỗi sản nghiệp, chẳng phải tự xem thường bản thân là gì. Trương Khắc lời nói như gai đâm. Thông qua không ngừng nâng cao cường độ lao động của công nhân, kéo dài thời gian lao động, áp chế lương công nhân kiếm lợi, đây cũng là một con đường có được lợi nhuận khả quan, nhưng vĩnh viễn là cạnh tranh thị trường thấp kém, chẳng lẽ ông Cát không nhìn thấy con đường nào khác để đi nữa hay sao? Diệp Kiến Bân thầm cái khái, cái tát này của Trương Khắc không chỉ tát lên mặt Cát Minh Tín, mà toàn bộ quan viên Kim Sơn, Giang Nam thúc đẩy cơ sở chế tạo công nghiệp. Trừ Cát Minh Tín mặt lúc đỏ lúc trắng, đám Tạ Hán Tĩnh, Chu Cẩn Tỳ cũng rất khó coi, Cát Kiến Đức nheo mắt lại nhìn Trương Khắc, có lẽ khinh thường sự cuồng vọng của y, chỉ có Lương Vĩ Phát có vẻ trầm ngâm, không rõ cảm thụ chân thực. Trần Tín Sinh nghe những lời này tuy thống khoái thật, nhưng cũng ngầm lo lắng, đặt hy vọng vào khí độ của người khác vĩnh viễn là vụ đánh cực nguy hiểm, đám Chu Cẩn Du, Cát Kiến Đức đã đành đi, đã đối đầu rồi không thể thu lại được nữa, nhưng Lương Vĩ Phát, Triệu Hữu Luân trong lòng sẽ nghĩ gì? Trương Khắc vẫn có vẻ chưa tận hứng. Trần Tín Sinh chỉ biết nhìn Hứa Hồng Bá đứng lau lưng y. Cẩm Hồ tiếp tục tiến lên, tất yếu sẽ có mối quan hệ càng phức tạp, đấu tranh ở tầng cấp càng cao, đó là đặc thù trong nước, bên cạnh Trương Khắc định sẵn phải cần một nhân vật có kiến thức và kinh nghiệm như Hứa Hồng Bá. Mỗi người mang một tâm tư khác nhau, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Trương Khắc tiếp tục nói với Cát Minh Tín. Có lẽ tôi tuổi trẻ khí thịnh cuồng vọng, nên chỉ có chút cái nhìn nông cạn nói ra cho ông Cát cười thôi. Cát Minh Tín có ngốc đến đâu cũng biết lời này của Trương Khắc nói cho Lương Vĩ Phát nghe, bị y giáo huấn, trong lòng tức tối, song không phản bác được, nói y cuồng vọng sao, Cẩm Hồ sừng sững dựng trước mắt là từ sự cuồng vọng đó, chỉ hừ một cái biểu thị bất bình. Lời này đúng là tỉnh cả người điếc, rất đáng suy nghĩ. Lương Vĩ Phát cảm khái một câu rồi chuyển giọng. Đường lối thực tế cả chủ tịch Cát, cũng rất đáng học hỏi, nếu không phải sợ lỡ mọi người dùng cơm, tôi rất hy vọng được nghe mọi người tiếp tục biện luận. Trương Khắc vừa phát biểu ý kiến đã nồng nặc mùi thuốc súng, ở đây ai cũng tự trọng thân phận, sao dám đứng ra biện luận với y. Hơn nữa Lương Vĩ Phát cũng chẳng muốn thấy Cát Minh Tín và Trương Khắc cãi nhau như gà trọi, tuy khéo léo hòa giải, nhưng bữa tiệc lãnh đạm hơn nhiều. Nhóm Trương Khắc nhanh chóng cáo từ rời đi, Địch Đan Thanh ở ngoài giao lưu với các đại biểu diễn đàn, thấy Trương Khắc đi ra cũng cáo từ đi theo. Ra ngoài quảng trường rộng lớn của trung tâm triển lãm, Trương Khắc mới hỏi. Thầy Hứa. Liệu tỉnh trưởng Lương có bị những lời đó tác động không? Lương Vĩ Phát xuất thân học giả, từ lý lịch trước kia của ông ta mà nói, thuộc về quan viên khuynh hướng mạnh tay cải cách, nhưng hiện thực trong nước không cho phép thay đổi lớn, ông ta lại là người thông minh giỏi luồn lách giữa các khe hở, nên mang cho người ta cảm giác tính cách không rõ nét. Hứa Hồng Bá phân tích. Cậu không chú ý lời cuối cùng của ông ta à? Đa phần là an ủi thôi, ông ta có ngừng lại chốc lát, chứng tỏ đang tìm kiếm lời an ủi thích hợp. Hẳn bị những lời của cậu chiếm cứ đầu óc. Hứa Hồng Bá nhìn người cực kỳ tỉ mỉ, như đi sâu vào gan ruột của người ta, đó là cái nhìn tận vào bản chất con người, khó có thể lấy mặt nạ che giấu được, Trương Khắc thở phào. Nếu chọc giận ông ấy, chắc cháu phải cúp đuôi lại thôi. Chỉ là không biết ông ấy còn muốn nghe tiếp những lời cuồng vọng của cháu không. Tới bãi đỗ xe, Trương Khắc định vào xe thì Địch Đan Thanh cầm di động đi tới. Điện thoại của thư ký tỉnh trưởng Lương. À vâng. Chúng tôi đang về khách sạn. Trương Khắc bịt ống nói hỏi Trần Tín Sinh. Khách sạn gì nhỉ? Khách sạn Thiên Nam. Chúng tôi ở trong khách sạn Thiên Nam. Trương Khắc nghĩ một lúc nói thêm. Trời chưa khuya lắm,
tôi còn định tới bên ẩm Mã Hà, được, liên lạc sau. Cúp điện thoại xong nói. Tỉnh trưởng Lương phải tiếp đám Cát Kiến Đức, chưa thoát thân được, chắc phải đợi một tiếng nữa. Vậy tôi về khách sạn trước đây. Hứa Hồng Bá nói. Vâng, thầy vất vả cả ngày rồi. Trương Khắc mở cửa xe cho ông. Để cháu và anh Diệp ở lại thôi là được. Trừ Mã Hải Long, Địch Đan Thanh và hai lái xe kiêm vệ sĩ, những người khác thì về khách sạn. Ban ngày còn xả thải nghiêm trọng như thế, tình hình buổi tối có thể tưởng tượng ra khủng khiếp cỡ nào, không khác gì đứng trước một cái cống, thậm chí Diệp Kiến Bân phải lấy khăn tay ra che mặt. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau điện thoại của thư ký Lương Vĩ Phát gọi tới, ban đêm xe cực ít, nhìn chiếc xe từ trung tâm triển lãm đi ra, thoáng cái đã tới nơi. Tôi tới là để nghe con đường khác lúc nãy Khác Thiếu Gia nói. Lương Vĩ Phát đi tới nói. Có điều cậu chọn địa điểm nói chuyện nơi này, chắc hẳn có lời gì muốn nói với tôi. So với khu công nghiệp điện tử Kim Sơn, giấy thần hy lấy hy sinh môi trường sinh thái để kiếm lời, con đường đi càng là sự cạnh tranh thấp kém hơn. Trương Khắc đứng xoay lại chiều gió, có thể mới không bị mùi nước sông làm lộn mửa. Tình hình thần hy đã phức tạp tới mức có muốn chị cũng không ra tay nổi nữa rồi. Lương Vĩ Phát cảm khái. Có lẽ quyết tâm của chính phủ tỉnh còn chưa đủ, ngoài ra ý kiến Kim Sơn không nhất trí, làm vấn đề càng thêm khó giải quyết. Chưa nói mỗi năm thần hy đóng một khoản lợi thuế lớn chi tỉnh, riêng gần 1 vạn công nhân viên đủ khó ai dám động vào rồi. Trương Khắc nghĩ lại lời nhận xét của Hứa Hồng Bá, học giả làm quan, khí độ, suy nghĩ là có, nhưng cũng nhìn trước ngó sau nhiều hơn người khác nên mới làm người ta cảm giác tính cách không rõ nét. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quan lớn cấp tỉnh bộ có tính cách rõ ràng đâu được mấy người. Đứng giữa lý tưởng và hiện thực, hẳn đó không chỉ là đạo sinh tồn của mỗi Lương Vĩ Pháp, thực tế Cẩm Hồ cũng tuân thủ phép tắc tương tự, chẳng qua Trương Khắc biết được xu thế phát triển, nên có thể những nước cấp tiến hơn mà thôi. Chủ nhiệm học bình nửa tháng trước khi tới Kim Sơn tôi có gặp một lần. Lương Vĩ Pháp nói chậm lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Các công ty đầu tư tỉnh gây ra lỗ hổng trên chục tỷ. TW sẽ không bỏ ra đồng nào để bù đắp, lỗ hổng này trong tỉnh phải lấp vào, dù không làm gì hết, lấp được cái lỗ hổng này cũng mất 2 năm, nên tôi không cách nào yêu cầu thần hy đóng cửa cải cách được, tỉnh không có tiền cho thần hy cải kỹ thuật. Từ Học Bình tới Kim Sơn là để ước định khoản nợ xấu không thể thu hồi của Tập đoàn Đầu tư Quốc tế Giang Nam trực thuộc Sở Tài chính Giang Nam, TW đã ra quyết định không bù đắp khoản thiếu hụt do đầu tư quản lý hỗn loạn này. Tất cả do tài chính địa phương gánh vác, Lương Vĩ Phát xuất phát từ bối cảnh này được phái tới tỉnh Giang Nam chữa cháy. Trong bối cảnh như thế Lương Vĩ Phát không thể yêu cầu thần hy đóng cửa cải cách, càng không thể không ủng hộ khu công nghiệp điện tử Kim Sơn. Trương Khắc rõ hoàn cảnh hiện tại của ông ta, trầm ngâm. Theo tôi biết Quốc phụ viện chuẩn bị đưa ra chính sách chủ trương rút bỏ từng bước tài sản quốc hữu khỏi ngành nghề có tính cạnh tranh, Giang Nam liệu có thể đi trước một bước không? Đi trước ra sao? Lương Vĩ Phát hỏi. Chương 807, đi trước một bước. Cẩm Hồ có thể đầu tư vào thần hy, hoặc tiến thêm một bước là mua thần hy. Trương Khắc nói ra ý nghĩ thực sự của mình. Cẩm Hồ không dám hứa nhiều, chỉ hứa sau khi đầu tư vào thần hy, lập tức đóng cửa dây chuyền làm bột giấy gây ô nhiễm nhất, đồng thời tiến hành cải tạo kỹ thuật toàn bộ dây chuyền làm giấy. Đảm bảo không xả một giọt nước ô nhiễm nào vào ẩm Mã Hà, toàn bộ công nhân viên và quản lý trung tầng sẽ được Cẩm Hồ tiếp nhận. Còn quản lý cao tầng, cấp bậc hành chính của họ quá cao, Cẩm Hồ là miếu nhỏ không chứa nổi Bồ Tát lớn. Lương Vĩ Phát chăm chú nhìn thanh niên trước mắt, Cẩm Hồ trước đó hoàn toàn không để lộ ra chút nào, kế hoạch này đúng là quá kinh người, nhìn vẻ mặt của y thì đây là kế hoạch tính toán từ lâu, chỉ thiếu thời cơ thích hợp để đề xuất ra. Nói chính xác là không có đối tượng thích hợp. Xí nghiệp tiến bộ tới mức độ nhất định sẽ bị hạn chế bởi kỹ thuật, nhân lực, thị trường. Muốn tiến thêm một bước là cực khó. Cẩm Hồ sau khi mua thân hy sẽ chỉ cần thời gian cực ngắn để hình thành quy mô sản nghiệp lớn nhất vùng Hoa Đông, nếu không phải tốn 3,4 năm hoặc hơn nữa để đạt thành mục tiêu này. Tân Quang sẽ có toàn bộ thị trường giấy thương phẩm của thần hy, cùng với lực cản việc trồng rừng sẽ giảm đi rất nhiều. Lợi ích không chỉ có thế, tỉnh Giang Nam là một chiến trường hoàn toàn mới, nơi Cẩm Hồ ở vào thế yếu, mua được thần hy, Cẩm Hồ sẽ có căn cứ chắc chắn tiến hành cuộc chiến. Đối với tỉnh Giang Nam mà nói, triệt để giải quyết được vấn đề ô nhiễm ẩm Mã Hà, thuế thu không bị ảnh hưởng, Cẩm Hồ tăng đầu tư còn xúc tiến kinh tế phát triển, quan trọng nhất tỉnh có thể bán thần hy dùng làm tài chính xoay vòng trong lúc đang cạn kiệt này. Xét từ góc độ hiện thực, đây là hành động đôi bên cùng có lợi.
Song Lương Vĩ Pháp nhíu chặt mày, vấn đề quan trọng nhất là bán đi tài sản quốc hữu cỡ lớn, không phải là bước đi đơn giản, nó định sẵn sẽ gây nên sóng gió lớn. Trên cầu lớn ẩm Mã Hà, Trương Khác, Diệp Kiến Bân và Lương Vĩ Phát đứng dựa vào lan can nói chuyện tới tận khuya, không chỉ vấn đề giấy thần hy, còn chi nhánh vườn sồi, Thịnh Hâm đầu tư ba siêu thị cỡ lớn. Lương Vĩ Pháp mang theo sự trầm tư rời đi. Nhìn đèn xe của Lương Vĩ Phi tới lúc nó trộn lẫn vào đèn đường tới mức không còn nhận ra được nữa, Diệp Kiến Bân cảm khái. Ngô Thần Hy tốn ít nhất từ 2 tháng 5, 3 tỷ, cậu định kiếm đâu ra? Trương Khắc trả lời. Quy mô quản lý không đổi, có điều tôi định tách tài vụ giấy Tân Quang ra khỏi City Lâm nghiệp Tân Quang, trồng rừng tiếp tục Cẩm Hồ phụ trách, có điều sự phát triển gần đây của Tân Quang rất đáng kỳ vọng. Tân Quang nắm 30% cổ phần của giấy Vân Nguyên, Malaysia, chúng ta phải khai thác triệt để sản năng của nó, cung cấp bột giấy cho Thần Hy, đồng thời cho phép tập đoàn Vân Nguyên đầu tư nắm cổ phần Tân Quang. Sau khi tập đoàn Vân Nguyên gượng lại được, Quách Tùng Duyên không chỉ một lần ám thị hứng thú với ngành giấy trong nước, có điều ông ta không tán thành mô hình trồng rừng của Tân Quang lắm, cho nên tôi mới phải tách nghiệp vụ hai bên ra. Rồi dở giọng dụ dỗ. Nếu như anh có hứng thú, tôi sẽ không đóng cửa từ chối đâu. Nói thực tình, nếu việc trồng rừng tiến hành được 6, 7 năm rồi thì tiềm lực của lâm nghiệp Tân Quang còn kinh người hơn giấy Tân Quang. Diệp Kiến Bân tư lự nói. Cậu có suy nghĩ của cậu, nhưng vẫn còn liên tục đầu tư trong vòng 5, 6 năm nữa, khó mà làm người ta xem trọng được. Vài năm nữa lâm nghiệp Tân Quang mới nở hoa cũng có sao đâu. Trương Khắc nhe răng cười. Tiền hiện đã không còn phải là vấn đề khiến tôi suy nghĩ nữa. Diệp Kiến Bân đấm vào vai Trương Khác. Để tên tiểu tử cậu kiêu ngạo rồi. Có điều vấn đề Tân Quang tôi sẽ suy nghĩ, có nói cho bác tôn chứ. Có chuyện tốt sao quên cha vợ của anh được. Trương Khác trêu. Tân Quang muốn mau chóng có tiếng nói ở thị trường trong nước, chỉ dựa vào Cẩm Hồ là không đủ, dù chính thái tới đầu tư tôi cũng không từ chối. Ha ha ha. Cho dù cậu mở toang cửa ra bọn họ cũng chẳng dám vào, sợ cậu đóng cửa làm thịt. Diệp Kiến Bân cười ha hả. Có điều chuyện mua Thần Hy dù có được tỉnh trưởng Lương ủng hộ cũng không phải là chuyện đơn giản. Bị Trương Khác giáo huấn ngay trước mặt đám đông, với Cát Minh Tín mà nói, tuyệt đối không phải trải nghiệm thú vị, tiệc tan từ lâu, phẫn hận trong lòng ông ta vẫn chưa giảm đi chút nào. Trong căn phòng xa hoa tầng trên cùng khách sạn Kim Sơn, Chu Cẩn Du, Cát Kiến Đức, Cát Minh Tín, Cát Âm Quân, Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam, Lâm Tuyết, Vương Hải Thúc cùng Tạ Hán Minh thường ngày rất ít xuất hiện trước công chúng và truyền thông, dù đêm đã khuya, liên minh chống Cẩm Hồ này vẫn tụ tập ở quần ba cỡ nhỏ, không biết tên nhóc đáng ghét đã mật đàm với Lương Vĩ Phát được 3 tiếng. Đúng là tức chết thôi. Cát Minh Tín uống ực một ngụm rượu, tới giờ nghĩ lại vẫn chưa nguôi. Tạ Hán Tĩnh cúi đầu suy nghĩ, ông ta có tiêu chuẩn cân nhắc của mình, không hưởng ứng Cát Minh Tín. Tạ Kiếm Nam thì liếc nhìn Cát Kiến Đức, tình hình hiện nay, trừ doanh nghiệp nước ngoài, chỉ có tập đoàn Hoa Hạ là có thể áp chế Cẩm Hồ thôi, đương nhiên hắn cũng không hoàn toàn đủ tự tin. Có điều hắn cũng nghĩ tới một khả năng khác, với năng lực sản xuất mạnh mẽ của Gia Tín, cùng thương hiệu của Khoa Vương, nếu liên kết lại càng có thể có hành động lớn hơn nữa, nhưng đám Cát Kiến Đức ở đây, hắn không nói ra. Vương Hải Thúc lúc nãy còn chưa có tư cách tham gia bữa tiệc nhỏ đó, nghe Trương Khác giáo huấn Cát Minh Tín. Nhưng cứ nhìn cái vẻ mặt hầm hầm của ông ta lúc này là đoán ra được lời của Trương Khắc sóc óc ra sao. Trước đó nghe nói Cát Kiến Đức có thể nắm tập đoàn Hoa Hoa thì hắn có chút do dự, nhưng lúc này thấy những nhân vật thường ngày hắn phải ngước nhìn chỉ dám đóng cửa phát tiết phẫn hận với Trương Khắc mới nhận ra quyền thế của y mạnh tới mức nào. Bất kể thế nào thì thằng nhãi đó cũng không thể gây sóng gì ở Kim Sơn được. Tạ Hán Minh lên tiếng an ủi. Nhìn tình hình hôm nay thì có vẻ bọn chúng câu kết với Triệu Hữu Luân. Có điều ở Kim Sơn thì Triệu Hữu Luân cũng không có căn cơ gì, chỉ cần khu công nghiệp điện tử làm ra thành tích là được, không cần tức giận thằng nhóc đó. Nghe thế Cát Minh Tín cũng chỉ đành nuốt hận, đợi khu công nghiệp điện tử dựng lên rồi mới có thể đáp trả. Cả nhà Chu Cẩn Du rời đi, để biểu thị quan hệ thân thích thân mật, còn mời Tạ Hán Tĩnh tới nhà bọn họ ở. Trên đường đi Tạ Kiếm Nam mới nói suy nghĩ của mình. Trương Khác chọc giận Cát Minh Tín rất có lợi cho chúng ta. Chỉ dựa vào gia công cho doanh nghiệp nước ngoài đúng là xem thường bản thân, lấy ưu thế thương hiệu của Khoa Vương kết hợp thực lực sản xuất của Gia Tín, sẽ có sản phẩm phong phú hơn, tiêu thụ nhiều hơn. Điện tử Gia Tín cũng có thể trực tiếp cạnh tranh với Cẩm Hồ, chắc ông ta cũng muốn thấy cục diện này. Chương 808, tin tháng 3. Diễn đàn điện tử Kim Sơn diễn ra trong 2 ngày,
trừ khai mạc và cuộc diễn giảng suông, còn tổ chức hội nghị thảo luận hơn 10 chuyên đề như ảnh hưởng truyền thông Internet với xã hội, sản nghiệp phần mềm tương lai, cùng một số hoạt động thương mại như ký hiệp ước với các ngân hàng, nhà đầu tư, v.v.v. Ngày thứ hai cưỡi ngựa xem hoa đi dạo các hội nghị chuyên đề, tham quan kiến trúc trung tâm triển lãm, vậy là chẳng còn cái gì làm Trương Khắc quyến luyến nữa. Trần Tín Sinh cũng đại biểu cho Ái Đạt ký với chính phủ Kim Sơn ý hướng đầu tư 200 triệu lập chi nhanh vườn sồi, còn Hải Túc và Chính Thái, Gia Tín ký kết ý hướng công trình khu điện tử và khu phần mềm lên tới 3 tỷ. Đêm hai bên so với nhau, lần này Cẩm Hồ đúng là không có gì đáng nói. Cát Ấm Quân nhìn thấy Trương Khắc trốn ở phía dưới đóng vai thính giả nghe luận đàm, không nhịn được chế nhạo. Hôm qua nghe nói hùng hồn lắm, cứ tưởng Cẩm Hồ lần này ra tay lớn thế nào chứ. Xì, 200 triệu. Trương Khắc vốn chẳng định để ý tới hắn, nhưng thấy hắn mò tới trước mặt mình vinh vào cũng đá lại vài câu. Ký kết chỉ là ý hướng, thế nào là ý hướng, thực chất bỏ được bao nhiêu tiền, ai nói chắc được, viết ra cho báo cáo chính phủ trông đẹp chút thôi. 200 triệu, chẳng qua hôm qua tôi buồn chán thuận miệng nói ra mà thôi, còn số tiền tôi dùng mua điện tử Gia Tín tuyệt đối không chỉ có 200 triệu đâu. Nghe Trương Khắc nhắc tới điện tử Gia Tín, mặt Cát Ấm Quân biến đổi liên tục, không nói gì thêm xoay người bỏ đi. Diệp Kiến Bân nhếch mép cười lạnh. Riêng hạng mục trung tinh vi tâm ở kiến nghiệp đã có gần 10 tỷ tài chính thực sự được sử dụng, cái thằng nhãi này vênh váo cái gì thế nhỉ? Địch Đan Thanh mỉm cười. Vì hắn không tìm được cơ hội nào chế nhạo chúng ta thôi. Không, không. Trương Khắc lúc lắc ngón tay. Quá nửa là bọn chúng coi Kim Sơn là địa bàn của mình nên mới có thái độ đó. Diệp Kiến Bân cười phá lên. Đợi tới khi mua thần hy rồi không biết cái mặt bọn chúng khó coi tới đâu. Cát Ấm Quân vốn không để lời Trương Khắc trong lòng, cho tới tận 4 giờ chiều, có điện thoại từ tổng bộ gọi tới, lượng cổ phiếu được giao dịch của điện tử Gia Tín ở thị trường công khai hôm nay tăng lên rất nhiều, mới biết tình hình còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng. Bị ảnh hưởng của cơn bão tài chính, chứng khoán Hong Kong chìm vào mùa đông u ám, lượng giao dịch thấp, vậy mà cổ phiếu điện tử Gia Tín lại giao dịch tăng lên, ý đồ của Cẩm Hồ ngày càng rõ ràng rồi. Chu Cẩn Du tới sân bay tiễn chân các vị khách trọng yếu. Đám Cát Minh Tín, Tạ Hán Tĩnh đều có chút hốt hoảng, sau khi diễn đàn bế mạc, khẩn cấp tới khách sạn Kim Sơn thương lượng. Mặc dù dự đoán lượng tài chính dự trữ của Cẩm Hồ không đủ tạo thành uy hiếp với điện tử Gia Tín, nhưng với quy mô và địa vị của Cẩm Hồ ngày nay, huy động 40, 80 triệu đô la Mỹ từ thị trường tài chính quốc tế là chuyện không ai dám nói không thể xảy ra. Nếu thực sự để Cẩm Hồ đoạt quyền khống chế điện tử Gia Tín, Tạ Hán Tĩnh thực sự không dám tưởng tượng ra hậu quả. Khu công nghiệp điện tử Kim Sơn sẽ thành đồ trong túi Cẩm Hồ, tất cả nỗ lực của bọn họ sẽ thành làm nền cho Cẩm Hồ, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Chính Thái cũng sẽ mãi mãi bị Cẩm Hồ cưỡi trên đầu. Điện tử Gia Tín và địa ốc Gia Tín là hai cột trụ của tập đoàn Gia Tín, Cát Minh Tín tuyệt đối không cho phép kẻ khác đụng vào. Đúng là một con chó điên. Cát Minh Tín cố áp tiếng giống xuống, hắn không biết đánh úp điện tử Gia Tín có lợi ích thực chất mấy cho Cẩm Hồ. Nhưng Cẩm Hồ đang thực sự làm như thế. Chứng khoán Hong Kong giám sát quản lý nghiêm ngặt hơn nội địa nhiều, bọn chúng sao có thể muốn làm gì thì làm được. Tạ Hán Tĩnh ngần ngừ nói, ông ta không chắc lắm về thị trường chứng khoán. Nghiêm ngặt là đúng, nhưng nó cũng là thị trường có tính tự do cao độ, thêm vào tài chính quốc tế liên tục ra vào chứng khoán Hong Kong, bọn chúng hoàn toàn có thể che giấu ý đồ của mình. Bọn chúng có thể phân tán thu nạp cổ phiếu, đến thời cơ thích hợp thì phát động mua lại. Sát nhập, còn thủ đoạn phản kích của chúng tôi thì khá ít. Cát Minh Tín ủ rũ giải thích. Tình hình hiện nay, cho dù không thể đoán chính xác ý đồ của Cẩm Hồ, nhưng bọn chúng phải nghiêm túc chuẩn bị cho một cuộc chiến phòng ngự, đây là điều khiến Cát Minh Tín uất ức. Mà ông ta lo nhất là mấy ngày nữa sẽ công bố báo cáo tài vụ năm 97 rồi, con số lợi nhuận sụt giảm sẽ khiến rất nhiều nhà đầu tư bán tống bán tháo cổ phiếu, khiến Cẩm Hồ mua lại được với giá rẻ. Tập đoàn Gia Tín trừ cách bỏ tiền ra mua lại cổ phiếu, thì chỉ còn cách có hành động hữu hiệu nâng cao doanh lợi trong tương lai, tăng cường lòng tin nhà đầu tư. Tạ Kiếm Nam thầm nghĩ đây chính là lúc đề xuất Khoa Vương và Gia Tín hợp tác mật thiết hơn rồi. Cổ phiếu của điện tử Gia Tín với Khoa Vương chỉ ít hơn tập đoàn Chính Thái một chút, nên phát huy ưu thế thương hiệu của Khoa Vương cũng phù hợp với lợi ích của điện tử Gia Tín. Ngoài ra Cát Ấm Quân nắm hơn 80% cổ phần ở công ty hải ngoại. Càng phù hợp lợi ích cá nhân của hắn. Trương Khắc tối hôm đó không rời Kim Sơn mà cùng Triệu Hữu Luân ăn tối ở khách sạn Thiên Nam,
ăn cơm xong, đêm kế hoạch cẩm hồ mua thần thi nói ra. Lương Vĩ Pháp không thể có câu trả lời nhanh được, nhưng không thể không nói kế hoạch này không làm ông ta động lòng, mà do nguy hiểm chính trị ẩn hứa trong đó cùng khả năng gây ra tranh luận lớn làm ông ta do dự. Triệu Hữu Luân là nhân vật quan trọng có thể xúc tiến kế hoạch này, thần hy mặc dù trực thuộc tỉnh, nhưng dù sao đặt trên địa bản Kim Sơn, lại gây ô nhiễm diện tích lớn cho ẩm Mã Hà, tạo thành tổn hại sức khỏe cho cư dân hai bên bờ, Triệu Hữu Luân có thể gây áp lực từ góc độ bảo vệ môi trường. Nghe Trương Khác nói mà Triệu Hữu Luân giật mình, chuyện tư bản Tư Hữu có ý đồ mua lại tập đoàn quốc sĩ cỡ lớn chưa từng có tiền lệ, mặc dù TW của Vũ địa phương có hành động mới mẻ trong cải cách kinh tế địa phương, nhưng ai dám bước một bước lớn như thế, không phải bãi mìn cũng là vực sâu muôn trường. Nhưng ngay lập tức ông ta lại nghĩ tới cái lợi của nó, giữa ông ta và Chu Cẩn Du, quan trọng ai làm ra thành tích lớn hơn, sẽ có cơ sở vững chắc và ảnh hưởng lớn hơn trong quần thể lãnh đạo đảng chính phủ Kim Sơn. Mặc dù có thể dự liệu được trở lực, nhưng một khi thành công, tình thế sẽ đột nhiên chuyển theo hướng có lợi cho ông ta. Còn làm sao gây áp lực với giấy thần hy thì quá dễ. Người dân sống hai bên bờ ẩm Mã Hà có thể nói đã hận thần hy tới thấu xương, không chỉ ô nhiễm nguồn nước làm bọn họ bệnh tật, mà còn làm cư dân đương địa sợ hãi. Đại bộ phận nông dân hai bên bờ sông đem lương thực mình trồng được đi bán, rồi lại phải mua lương thực khác về ăn, nhà nào có điều kiện thậm chí đã chuyển đi càng xa càng tốt. Trước kia trong mắt chính phủ hai cấp tỉnh thành chỉ nhìn thấy hiệu quả kinh tế, lờ đi tổn hại cư dân hai bên bờ, thậm chí đàn áp nghiêm khắc tiếng nói phản đối giấy thần hy của bọn họ. Thành phố chỉ cần thuận theo dân ý một lần, là có thể hỗ trợ tuyệt hảo cho cẩm hồ mua thần hy. Đầu tháng 3, Tổ chức Kinh hợp Quốc tế đưa ra báo cáo, cho dù châu Á diễn ra cơn bão tài chính, nhưng lượng vốn huy động từ thị trường quốc tế vẫn đạt tới mức trên 1.000 tỷ đô la Mỹ, sáng lập kỷ lục tối cao trong lịch sử. Bộ Thương mại Mỹ đưa ra thông báo kinh tế Mỹ tăng trưởng tới 3,8%, cao nhất từ thập niên 90 tới nay. Tất cả các dấu hiệu tựa hồ không đủ nói lên cơn bão tài chính có khả năng liên lụy tới thị trường tài chính toàn cầu. Kinh tế châu Á sau hơn nửa năm đi xuống cũng có dấu hiệu phục hồi, chỉ số Hang Seng Index cũng tăng trở lại, lo lắng bị che lấp dưới sự khôi phục giả dối, lượng giao dịch liên tục tăng lên. OECD Organization for Economic Cooperation and Development, Tổ chức Hợp tác và Đầu tư Phát triển Kinh tế. Dưới tính hình đó, tập đoàn Gia Tín không tin cẩm hồ đánh úp bọn chúng có tác dụng, vẫn theo sách lược định sẵn tăng cổ phần nắm giữ điện tử Gia Tín tới một con số tương đối an toàn, song tiêu hao rất nhiều tiền mặt của tập đoàn Gia Tín. Chương 809, Điện tử Hoa Hạ. Nửa tháng tiếp theo đó, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 9 diễn ra ở Bắc Kinh thành tiêu điểm cả thế giới chú ý, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ kiện, Bộ trưởng khóa mới sẽ được tuyển cử, Triệu Tể Đông trung tuyển làm Thủ tướng Chính phủ. Trên đại hội đề xuất mục tiêu, đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế đạt mức 8%, cùng tăng cường xây dựng đường sắt, thủy lợi, thị chính v.v.v. Nhưng với người dân thường, cảm thụ sâu sắc nhất là cải cách nhà ở và chế độ y tế. Cải cách nhà ở đã ấp ủ 3 năm, đem chính sách chia phòng phúc lợi chuyển thành nhà ở thương phẩm, tiền tệ hóa, thúc đẩy kiến thiết nhà ở thành điểm tăng trưởng kinh tế mới. Mặc dù đại hội không đề xuất rõ ràng đem ngành địa ốc làm sản nghiệp trụ cột kinh tế dân doanh, nhưng riêng chế độ cải cách này đủ làm giới thương nhân địa ốc toàn quốc gieo hò vui sướng rồi. Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi sau khi biết tin tức tương quan thậm chí còn định tổ chức tiệc lớn ăn mừng. Trương Khác thì chẳng có ý kiến tốt hay xấu gì cả, cái này dự liệu được trước rồi. Ảnh hưởng khá lớn tới Cẩm Hồ chính là đại hội đề xuất tăng cường kiết thiết sản nghiệp kỹ thuật cao, thành lập bộ sản nghiệp thông tấn. Không có gì bất ngờ cảnh Trọng Dương làm bộ trưởng. Mặc dù chuyện thành lập tập đoàn Hoa Hạ còn chưa tiết lộ công khai, nhưng người trong nghề không ai lạ nữa, đây là chuyện không thể tránh được. Thực tế tới tận thượng tuần tháng 4 công tác thành lập tập đoàn Hoa Hạ vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng công tác thực tế đã bắt đầu tiến hành từ tháng 3 rồi. Các vị tổng giám đốc của xí nghiệp trực thuộc Bộ Điện tử, Bộ Bưu điện Liên Tán, Liên Tín, Đông Hưng, Hoa Bưu đều tập trung ở Bắc Kinh. Chính phủ khoa mới biểu đạt quyết tâm phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao, sản nghiệp thông tin là nhánh quan trọng nhất trong đó, sự coi trọng cũng trở nên lớn hơn trước kia, trừ thành lập bộ thông tin ra, lãnh đạo tiểu tổ phát triển sản nghiệp thông tin cũng cao vọt, do Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh làm tổ trưởng, Cảnh Trọng Dương làm phó tổ trưởng, nguyên tổ tưởng Cát Kiến Đức thành viên thường. Mùa xuân năm nay tựa hồ tới muộn quá mức, rời khỏi đại sảnh sân bay ấm áp, áo khoác không kéo khóa bị gió ập tới thổi tung, tháng tư rồi mà trời vẫn còn lạnh. Trương Khác nhìn đám mây xám xịt bao phủ phía bắc,
cả Phó Tuấn và Địch Đan Thanh cũng chưa bao giờ thấy cảnh này, không biết xảy ra chuyện gì. Có lữ khách kính nghiệm đi qua, nhìn bầu trời cảm khái. Lại gặp bão cát rồi. Tháng 3 tôi ở Bắc Kinh nửa tháng, vậy mà gặp 3 trận bão cát, không có chỗ mà trốn. Các cô gái Bắc Kinh da rẻ đều thô ráp, ai, đi dưới cái thời tiết đó vài lần thôi làm sao còn mọng nước được nữa. Anh phải vui vì sau khi máy bay hạ cánh bão cát mới tới chứ. Người bạn ở bên nói, vừa đi vừa nhìn Địch Đan Thanh đứng cạnh Trương Khác, thiếu chút nữa đâm đầu vào cột. Trương Khác nhìn đám mây đang từ phương Bắc tràn tới kia còn cách sân bay một quãng, chui vào trong xe, nhưng xe đi về phía thành phố được chừng 7-8 phút thì bị bão cát mù mịt trời đợt ập tới. Chỉ thấy bên ngoài là vùng đất trời màu vàng, tầm nhìn không quá 10 mét, cát đập rào rào vào thân xe, mặc dù cát không thể tạo thành dấu vết gì trên chiếc xe Cadillac, nhưng nghe cái tiếng này vẫn sởn gai ốc. Xe đỗ ở bên đường đợi bão cát tan rồi mới đi tiếp, Trương Khác giờ mới nhớ ra năm 98 bão cát ở Bắc Kinh cực kỳ nghiêm trọng, đó là do phá hoại môi trường nghiêm trọng gây ra, thậm chí còn có học giả viết bài kiến nghị rời thủ đô. Đối với loại luận điệu này Trương Khác chỉ cười thôi, đâu thể lấy kim khâu miệng hết loại chuyên gia học giả đó lại được. Di động trong túi vang lên, là điện thoại của Chu Thục Huệ, hỏi y xuống máy bay chưa? Cháu còn cách thành phố không xa, nhưng gặp bão cát vây trên đường. Bác Từ đã về chưa ạ? Trong lần điều chỉnh này, chức vụ của Từ Học Bình không phát sinh biến động, vẫn là thành viên của tiểu tổ lãnh đạo khoa giáo Hưng Quốc do Triệu Tể Đông làm tổ trưởng, nhưng có thể nói địa vị ở chính phủ TW đã được tăng cường. Bác Từ cháu vốn trên đường về rồi đấy, đột xuất bị Phó Thủ tướng Tằng có chuyện gấp tìm, chẳng biết có về sớm hơn cháu được không? Tằng Như Thánh phân quản sản nghiệp thông tin, có thể nói hiện là người đứng đầu cơ cấu quyết định phương hướng phát triển sản nghiệp thông tin trong nước. Đồng thời là phó tổ trưởng tiểu tổ lãnh đạo khoa giáo Hưng Quốc, tiếp xúc nhiều với Từ Học Bình. Đợi bão cát tan đi, mặt đường bị phủ một lớp cát, kính xe cũng trở nên lờ mờ, cửa sổ ở kiến trúc bên đường cũng thế, nhà nào hôm nay quên đóng cửa sổ thì phải quét dọn mệt. Tới chỗ ở của Từ Học Bình, vừa khéo ông cũng tới nơi, đứng đợi đám Trương Khác cùng vào nhà. Tin tức thành lập điện tử Hoa Hạ 2 ngày nữa sẽ công bố. Từ Học Bình chắp tay sau lưng nói. Phó Thủ tướng Tằng vừa tìm bác, hỏi chuyện Cẩm Hồ, hiện giờ ông ấy bận chuyện khác khó đặc biệt quan tâm tới sự vụ của Cẩm Hồ được, có điều vấn đề sau khi Hoa Hạ thành lập cạnh tranh với Cẩm Hồ thì ông ấy có thái độ tán thành. Mặc dù một số tài sản quốc hữu đang thí nghiệm rút ra khỏi ngành nghề mang tính cạnh tranh, nhưng tăng cường địa vị tài sản quốc hữu trong sản nghiệp hạch tâm lại là công tác trọng điểm của chính phủ khóa này, lời của Phó Thủ tướng Tằng chắc là không thật lắm ạ. Từ Học Bình cười. Lời của Phó Thủ tướng mà cháu cũng dám nghi ngờ à? Cái gọi là cạnh tranh công bằng là nói miệng cho hay ho thôi. Trương Khác giang tay. Liên Tấn do Nguyên Bộ Điện tử Công nghiệp là cổ đông được thành lập bao năm rồi ạ? TW lúc nào cũng ủng hộ Liên Tấn và Tập đoàn Điện tín cạnh tranh công bằng, nhưng Liên Thông bị chèn ép tới bây giờ. Phó Thủ tướng Tằng trong lòng nghĩ gì thì bác không dám nói, nhưng có một điểm bác dám khẳng định, nếu trong tương lai Cẩm Hồ xuất sắc hơn Hoa Hạ. Quốc gia sẽ ủng hộ Cẩm Hồ. Từ Học Bình từ tốn nói.